Đây là một one-shot Dungeons and Dragons mình dẫn trên Discord server cho những bạn vẫn khá mới với D&D. Game ngắn này tập trung sâu vào nhập vai và kể chuyện. Đây là câu chuyện A Grand Performance. Hôm nay chúng mình chơi chủ yếu là Theater of the Mind, nghĩa là tưởng tượng ra. Sẽ không có map, sẽ không có hình ảnh. Chúng ta sẽ cùng miêu tả những cái hành động và cách mà nhân vật tương tác với thế giới, cùng tưởng tượng ra cái thế giới này với nhau. Game hôm nay sẽ có điểm nhấn vào roleplay, nhập vai. Hy vọng là mọi người cũng vẫn là have fun với nhau, nhưng mà có phần là tôn trọng cái thế giới này và kiểu làm mọi thứ trong cái thế giới này. Những cái thứ mọi người lăn xúc xắc hôm nay sẽ tự lăn ở bất cứ nền tảng nào mọi người thích, miễn thế nào nhanh nhất có thể. Hôm nay anh dùng cái đống này. Mình chơi tưởng tượng nên mình rất mong mọi người bật được cam. Mình không có gì để nhìn đâu. Chúng ta nhìn nhau. Chúng ta chỉ có nhau để nhìn thôi. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc mỗi người chơi giới thiệu nhân vật của mình. Mọi người có thể giới thiệu là ngoại hình của nhân vật trông như thế nào, tính cách của nhân vật như thế nào, và tại sao nhân vật đấy lại hợp vào trong cái nhóm mạo hiểm giả này, hai Bartai Wizard. Bắt đầu hát ca sĩ lớn. Em là Racy City Knight, thì em là một em đừng là một thám tử, nhưng mà thật ra thì không có một cái background là detective, cho nên em đã chọn thành một spy. Đó là lý do tại sao mà tên của em nó lại Racy City Knight, tức là cũng như một cái mã danh. Em có thể viết tên okay. vào trong tên nhân vật vào trong thread đấy để cho anh nhớ thì, nhân vật nào là nhớ ai. Thì nói tiếp thì Racy City Knight sẽ mang một bộ vest giống như những cái thám tử vào thời đó thường mặc. Ngoài ra thì anh ta mặc trông rất là kiểu bất ngờ, anh ta bị nghiện thuốc và với một kiểu đầu cũng rất là truyền thống. Truyền thống là thế nào? Một kiểu phải giải thích sao ta? Undercut. Nó không phải undercut, nó kiểu size bass 38, 37 gì đó. Được rồi, đó là một cái ngoại hình. Còn về nói về tính cách nhân vật thì anh ta là một lawful evil. Ad ở đây không phải là kiểu ad là muốn giết người, mà kiểu ad ở đây là kiểu anh ta luôn muốn là những cái thứ mà tốt nhất luôn phụ thuộc về mình. Đó là một cái sự kiểu tham lam, nhưng mà nó luôn phải có một sự là hợp pháp nhất định. Cho nên đó cũng chính là lý do vì sao mà Racy City Knight sẽ xuất hiện ở đây. Vì anh ta muốn có tiền, và chỉ có tiền thôi. Em hết. Chúng ta sẽ qua đến nhân vật của Đường. Yep. Hôm nay thì mình chơi Hải Đường. Chắc đây có một vài bạn đã từng chơi qua shot background của Hải Đường rồi. Thì đúng rồi, nó là Hải Đường đó đấy. Hải Đường là một HF 6 tuổi. Bạn nào chơi qua Unsoft thì sẽ biết đã có Hải Đường đã trải qua những biến cố nhất định trong quá khứ. Nên Hải Đường trở thành một, có thể gọi là cô nhi, đi ăn xin khắp nơi. Và sau này để khiến mình không phải ngửa tay ra xin tiền người khác để tìm miếng ăn nữa, thì Hải Đường quyết định sử dụng cái tài năng thiên phú về âm nhạc của mình và trở thành một bard. Hải Đường thì mặc dù Hải Đường sẽ tầm 12 đến 14 tuổi rồi, nó không nhất thiết là 6 tuổi đâu, nhưng mà ngoại hình nó sẽ giống như một đứa trẻ 6 tuổi và tính cách cũng đại loại vậy luôn. Nên là mọi người sẽ có thể thấy những cái đặc điểm nổi bật ở Hải Đường, ví dụ như là tò mò này, làm nũng này, hay khóc nhè này, các thứ. Đây những cái mà nó thể hiện ra ngoài là nó còn đang là một đứa trẻ. Còn mấy ngày đấy thì yep, với tất cả cái đống back story mà mọi người có thể trải qua ở trong 3 phần one shot của giải cứu Hải Đường, nếu mọi người có nhu cầu, thì Hải Đường có một cái nền tảng lý khá là vững chắc cho các biến cố, các sự kiện sau này. Và khi nhìn thấy một cái nhiệm vụ gì đấy về việc trinh thám và tìm ra vấn đề, Hải Đường đăng ký thôi. Nó không có lý do đặc biệt nào để đăng ký, bởi vì nó đang hết tiền ạ. Nó đi làm nhiệm vụ nó kiếm tiền, thế thôi là hết. Nhưng mà mọi người nếu nói thêm về ngoại hình của Hải Đường thì nó sẽ cao tầm 1m3, tóc tím, tai half elf, mặt sẽ hơi tròn tròn bầu bĩnh một tí và sẽ hay mặc đồ theo cái kiểu hơi là dân tộc một tí, áo váy hoa văn các thứ rất là xinh. Hết. Rồi đến Cá giới thiệu nhân vật của mình cho hôm nay. Cá đang thì nhân vật của em là Leo. Thì anh ta là một elf, một hai elf. Thế nên là anh ta là một thám tử, là một xuống anh quân của một kiểu như là nó một dạng detective, một dạng thám tử, nhưng mà anh ta thiên về kiểu theo dõi người ta nhiều hơn, kiểu đi soi. Thì ngoại hình thì dù một hai elf, nhưng mà nếu có nước da nó khá là ngâm đen, mặc một cái áo len cổ lọ, nhiều cái len tím, tím tròn nhìn khá là thì anh ta xuất thân thì một gia đình khá giả, nhưng mà
cuộc sống anh ta khá là êm đềm cho đến khi mà anh ta kèm một nhiệm vụ và anh ta bị mất đi một người dưỡng, một người đồng đội. Một sai lầm của anh ấy dẫn đến sự mất mát đấy, mà anh ta quyết định là giải nghệ. Một hôm thì anh ấy nhận được một cái lời mời, anh ấy cảm thấy rất là khá là thú vị cho nên anh ấy tham gia, anh ấy nhận lời. Okay. Tại sao mày... Cảm ơn cả. Sẽ đến với DT giới thiệu nhân vật của mình cho hôm nay. Ok. Nên nhân vật của mình tên là Aris. Anh là một half elf, tuổi đời khoảng tầm 30 đến 35 tuổi. Anh cao khoảng 1m7 đến 1m75, với một mái tóc màu xanh, xanh lá mạ. Cuộc đời của Aris sinh ra và lớn lên ở trong thư viện. Anh được đặt ở cửa thư viện ngày đầu tiên anh chào đời, và anh được những thủ thư viện nuôi dạy, lớn lên trong song sách vở và lớn lên từ những con chữ đó. Nhưng Aris luôn cảm thấy rằng anh cần đi tìm một cái gì đó. Anh phải đi tìm là tại sao mình lại ở đây, tại sao mình được đặt ở đây, tại sao lại ở nơi này. Và đó là khi cái ngày mà những con chữ cuối cùng của những quyển sách cuối cùng của thư viện được anh đọc hết, anh rời đi để đi tìm một cái gì đó thuộc về mình. Cảm ơn mọi người. Mọi người cũng có thể viết tên nhân vật của mình vào trong cái thread ở trên Discord để Thiện để nhìn và nhớ về sau. Giống như HKCL đã viết rồi. Cả thể viết lại tên nhân vật vào trong. Ok, Leo. Theo như lời miêu tả của mọi người, Crazy 69, Aris, Hải Đường, Leo là một nhóm có thể là biết đến nhau qua cái việc làm một số cái việc ở trinh thám của mình. Crazy 69 và Leo thì đều là thám tử rồi. Hải Đường, một người mà cô bé cũng hay lẽo đẽo đi theo, tò mò, tìm hiểu các thứ. Aris thì là một người ham học hỏi, ham hiểu biết, có bí ẩn cũng phải tìm ra. Trong một lần tìm công việc, mọi người thấy ở trên cái bảng thông báo, có một tờ thông báo. Tờ thông báo này là tờ duy nhất trên bảng. Ngoài cũng một thời gian kha khá rồi, mới lại thấy có người thông báo cần có việc cần những mạo hiểm giả. Trên cái tờ thông báo này thì nói rằng lại thêm một vụ mất tích nữa ở ngôi làng. Ai nghĩ cho Thiện một cái tên ngôi làng kêu kêu một tí. Em cái thị trấn kêu kêu một tí. Random name nào? Random name. Có thể nói thêm một chút về ngôi làng được không? Một cái thị trấn này thì không phải là quá to, nhưng mà cũng là một nơi tụ tập, kiểu là một cái đường giao của vài con đường lớn. Thì có một chút thịnh hành của một số cái vị thần ở đấy, nên là có người theo đạo theo. Có một cái nổi tiếng ở cái thị trấn đấy là một cái rạp hát nổi tiếng, và thường là những người giàu hay đến xem. Anh muốn tên kiểu gì anh? Châu Mỹ, châu Á, châu Âu? Em đang trên web có tên, có tiếng Việt không? Hoặc là nếu mà không thì tiếng Anh cũng được. Ok, mình nghĩ ra một cái tên. Thị trấn ngã ba mặt trời. Thị trấn ngã ba mặt trời. Ở thị trấn ngã ba mặt trời lại có một vụ mất tích nữa xảy ra. Xin mọi người hãy nhanh chân đến với quán trọ ngã ba, thị trấn ngã ba mặt trời, để biết thêm chi tiết cô chủ quán Lily. Và sau khi tìm được cái tờ thông báo này, mọi người đều thông báo với nhau và lâu lắm rồi mà có việc, gần hết tiền tiêu rồi, cùng lên đường từ cái thành phố lớn đi về cái thị trấn này. Trên đường đi cũng không phải là quá an toàn. Mọi người biết là khi mà đi đường xa như thế này thì cũng có thể là có trộm cướp hoặc là thú dữ. Thì mọi người có chuẩn bị thêm gì không trước khi đi từ thành phố lớn về thị trấn ngã ba mặt trời mọc? Resinai có chuẩn bị sẵn một cái light crossbow ở phía sau lưng. Em có một cái dagger, một cái con dao găm. Em cũng vậy. Aris cầm cho mình cái quarterstaff, vừa để anh đi bộ, vừa để anh giúp anh cast spell. Hải Đường thì chắc vẫn là cái đắc rồi đấy. Và chắc Hải Đường sẽ vét mất những cái đồng tiền cuối cùng trong túi của mình để đi mua đồ ăn. Yay, sẽ nhét theo một đống đồ ăn trong túi, có thể là lương khô, bánh mì này kia. Mọi người cũng chuẩn bị đồ ăn, lương khô, bánh mì cho trên đường. Chuyến đi thì cũng mất khoảng một ngày trời mới đến. Trên đường đi mọi người lăn cho Thiện perception, survival. Mà hai cái đều thấp, như nhau. Mọi người lăn rồi nói cho Thiện số. Perception 16. 20. Ừ, trời ơi. Xếp thì nát. Ủa, sẽ lăn 2 lần à? 21. Em 21. Đừng bấm lần nữa. Nó vẫn là 20 hết á. Perception hoặc là gì? Survival. Survival. Điều thấp thật. Perception cũng bao. 18. Aris là 18. Những người từ 20 trở lên sẽ nhận thấy rằng cũng có kiến thức, có hiểu biết nhất định về việc đi trên đường. Nên là cũng tránh được những cái chỗ nguy hiểm, những cái chỗ mà có thể là ambush, chỗ trộm cướp hay xông ra đánh chiếm được tài sản, hoặc những chỗ mà có sói rừng.
mọi người khi để đến được cái ngôi làng ngã ba mặt trời mọc này thì cũng phải đi qua một cái phần rừng khá là rậm rạp. Thì trong rừng này có một số cái tiếng sói tru, nhưng mà với cái sự thành thạo trong việc đi mạo hiểm của mình, mọi người đã tìm được đường để tránh những cái chỗ nguy hiểm ra và đến được ngôi làng này một cách an toàn. Khi mọi người đến một ngôi làng ngã ba mặt trời mọc thì đúng như cái tên của nó, đây là nơi giao của ba con đường lớn ở trong cái mảnh vùng đất Forgotten Realms này, thế giới này. Và ở ngay từ cái cổng, mọi người đã thấy có một cái biển chào đón khá lớn, chào mừng đến với thị trấn ngã ba mọc trời mọc, nơi những tài năng đâm chồi này và những thi sĩ xuất sửa những bài thơ làm màu. Thiện đang bị não não hơi phẳng. Khi mà đi vào bên trong thì cái thị trấn này mọi người cảm giác có vẻ như là cái phần đông vui nhất, nhộn nhịp nhất là có khoảng 2 đến 3 con phố ở giữa. Còn phần xung quanh thị trấn thì là rải rác những nhà dân, nhà nông vẫn cũng là trang trại hoặc là làm việc cấy ruộng. Vì cái thị trấn này cũng không phải là một cái thành phố quá to lớn, nên là vẫn có sự phân chia rõ ràng. Ở càng bìa của thị trấn thì có vẻ là dân càng nghèo hơn, và vào bên đến giữa thì là những người giàu hơn sống ở đấy, phú ông phú bà đó. Mọi người đến cái chỗ quán rượu ngã ba đường, nó nằm đúng ngay ngã ba giao ba con đường đó luôn, và cũng khá là nhộn nhịp người đi ra đi vào. Trong cái thời gian này đi đường, bây giờ tầm gần trưa, mọi người có muốn làm gì không? Trong cái thị trấn mới này, kiểu đi thăm thú hay là đi một mạch đến với cái ngã quán rượu luôn? Vốt mua đồ ăn, tầm trưa nhưng mà sẽ đói bụng. RCA muốn ghé tiệm báo đọc sơ báo của thị trấn vào ngày hôm nay. Không biết là trên đường có hay có mấy cái kiểu biểu diễn hát rong này kia không? Vì có vẻ đây là một thị trấn rất nhiều nghệ sĩ. Có. Trên đường... Đây hải đường. Rồi, hai đường. Trên đường cũng có khá là nhiều những cái nhóm tụm 2, tụm 3, những người hát xong và những người cầm những cái lút để chơi, có người có kèn và sáo thổi. Những cái nhóm này có vẻ là chen chân tranh nhau ở cái chỗ mà giao nhau của ba con đường lớn kia. Nó giống như một cái quảng trường vậy, ở giữa có một cái đài phun nước, giữa ba con đường này là giao nhau. Còn ở xa xa thì cũng bắt đầu là ít người hơn. Cũng có những người mà đứng đặt một cái hộp xong đứng lên đọc thơ, xong rồi để cái mũ dưới đất để cho ai qua đường thấy hay thì thả một ít tiền vào. Còn về sorry, tiếp đi, xong rồi anh nói cái khác sau. Hải đường nữa đi. Chắc là hải đường sẽ nhảy vào cái chỗ nào mà nhiều ca hát này kia, xong bắt đầu lôi trống ra ngồi đánh cùng người ta cho nó vui. Nhất là kiếm được thêm vài đồng. Hải đường lăn cho anh một cái performance và xong rồi tự nghĩ cái miêu tả cái việc mình là sẽ làm với cái số lăn được. Sau khi đấy thì ai vừa bảo là đi tìm các cái thông tin hoặc là báo chí trong thị trấn nhỉ? Crazy City 9 cũng tìm một cái tà sản hoặc chỗ bán báo đó, mua một báo để mà đọc thông tin của thị trấn. Crazy City 9 đến cái chỗ có vẻ là có nhiều sạp giấy tờ. Thì ngay ở bên ngoài đã có một cái cậu bé đang cầm các cái tờ báo và giơ cho người đi đường qua lại. Và ông hét hô lên, tin nóng, gì nhỉ? Đại danh tài Christian Turnos vào đêm ngày kia sẽ lại biểu diễn một vở kịch do ông mới sáng chế. Tin nóng nữa. Có những cái vụ mất tích gần đây xảy ra về một... cảnh sát đang tìm hiểu người bạn trai, không biết bây giờ cũng không thấy đâu. Tin nóng, các cái tòa phú ông phú bà ở tòa nhà ở nhà noble gì đấy, nghĩ một cái tên thì sẽ nghĩ tên sau, một tên gì đấy đã đầu tư rất nhiều vào các mảnh đất ở phía bắc thành phố và phía bắc thị trấn, có thể là sẽ mở ra thêm khu vui chơi ở đấy và có thể là tạo thêm một cái trường trường vẽ cho thị trấn làm điểm thu hút khách du lịch. Còn vậy thì Crazy City 9 có muốn tìm hiểu một cái thông tin cụ thể nào không? Có thể lấy báo đọc hoặc là hỏi cậu bé này thêm. Lấy báo đọc để vụ mất tích. Ok, thì cái thông tin này anh sẽ đưa cho nhân vật của em sau. Đường, Hải Đường lăn được bao nhiêu? À, Hải Đường lúc này đang làm gì? Hải Đường có lăn được là 26, 27 nhé. Khá là cao.
chắc là Hải Đường sẽ bắt đầu nhảy vào đám đông, rồi lôi ra một cái thanh drum nhỏ nhỏ kiểu mang theo người được, bắt đầu ngồi gõ, gõ bằng tay, rồi kiểu theo một bài nhạc dân gian nào đấy, kiểu nghe khá là vui tai, kiểu nhạc lễ hội, nhảy nhót đồ á, kiểu gõ vang vang ở giữa quảng trường đấy. Và cái này em được phép miêu tả NPC không anh? Được, 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 không vấn đề gì. À, okay. Có vẻ là những cái người thanh niên chơi nhạc cụ xung quanh cũng khá là hòa vào cái không khí đấy. Và cả một cái nhóm đấy tầm 3-4 người, người đàn, người sáo, người trống bắt đầu hòa lên một cái giai điệu kiểu nhạc dân gian, nghe khá là vui. Nó giống cái bài ở trong phim Rapunzel, trong phim Tango mọi người. Em thích kiểu dân gian kiểu đấy. Đám đông từ lúc mà Hải Đường vào. Cái ban nhạc thì hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng mà thấy là Hải Đường cũng hiến cho cái bài hát rất là hay, nên là cũng để Hải Đường chơi cùng. Và đám đông xung quanh thì ngày một đông hơn, có vài, thậm chí là có vài chiếc xe đi trên cái ba cái con đường lớn kia cũng dừng lại, nán lại đôi chút để nghe những bài hát này. Rồi Hải Đường trong lúc hát thì vừa hết bài hát là tất cả mọi người xung quanh vỗ tay. Đánh lan xuống sau sẽ được bao nhiêu tiền? Rút tôi ra. Và cộng 2, tổng cộng 5 vào. Anh thì anh chơi xuất sắc vật lý ấy. Ừ, anh chơi xuất sắc vật lý luôn. Giống em. Và Hải Đường thấy có vẻ là xa xa có tiếng nói gì đấy hô hoán, và đám đông bắt đầu đứng dạt sang một bên. Hải Đường có thể thấy là có một người đàn ông đang bước đến chỗ ban nhạc này. Ăn mặc cũng khá là sang trọng, tay thì chống một cái gậy, kiểu là một cái cane đi đường. Trước mặt có hai người, có vẻ như đô con, có vẻ như là vệ sĩ, đang dạt dẹp người dân sang một bên. Khi mà đi đến chỗ của ban nhạc, ông này, ban nhạc, hôm nay chơi hay quá nhỉ, xồm quá. Có vẻ là có một gương mặt mà ta mới thấy ở đây lần đầu. Nhìn vào cô bé. Lúc nãy là, sorry, Hải Đường là tả mình làm gì nhỉ? Hát cái bài hát đúng không? Hay là đánh... Gõ trống. Nói thấy là cái cách gõ nhịp của cô bé này có một chút gì đấy khá là swing, khá là drunk. Cái cách đấy rất là nghệ, ta thích. Vậy cô có muốn có cái gì đấy, có bài bản hơn không? Học hành bài bản hơn, ta thấy có tiềm năng đó. Hải Đường sẽ suy nghĩ một lúc rồi cười thật tươi rồi và... Cháu không thích ạ. Nhưng mà nhà cháu không có ở đây, nhà cháu ở xa, cháu đến du lịch á. Cháu có vui vui vậy à? Nhà xa, nhưng mà khá chắc là nhà ở đâu thì cũng biết đến danh tiếng của ta thôi. Ta là Christian Turnus, là một đại danh hào, là một người chuyên viết các nhạc kịch. Thật may cho cháu, nếu cháu đang đã tham gia du lịch ở đây, tối ngày kia, ta có một vở kịch mới mở ra lần đầu. Tất nhiên, ông ấy nói gần như là nói với tất cả mọi người dân đứng quanh. Mọi người, Hải Đường và có thể là có những cái người nhân vật ở đấy cũng thấy là người dân xung quanh có vẻ là khá trầm trồ khi mà ông này xuất hiện. Cả cái ban nhạc cũng cố gắng là đứng thẳng lên để thể hiện tốt nhất để ông này lọt trong mắt say của ông này. Tất nhiên là cái đoàn opera và ballet của ta luôn luôn lúc nào cũng đi khắp châu lục rồi. Nhưng mà vì đây là quê hương của ta, nên vở kịch nào mới xuất xưởng ta cũng diễn ở đây lần đầu. Cứ nghĩ đi cháu nha. Rồi. Hải Đường sẽ... Hả? Rồi. Từ từ đừng đi hội. Hải Đường sẽ kiểu chạy lan ton thế đấy. Kiểu mặc dù Hải Đường không có nhận ra ông này là ông nào lắm. Nếu mà không muốn nói mà không biết. Nhưng mà Hải Đường sẽ kiểu mắt lan ton kiểu... Thật á. Em ơi, cháu hâm mộ bác lâu lắm rồi ấy. Nhưng mà... cháu không chắc là cháu có được đi cùng không, tại cháu sợ bố mẹ cháu không cho. Nhưng mà nếu được thì bác cho nhà cháu một ít vé, cháu cũng muốn đến xem thử ý, các thứ. Kiểu rất là lon ton, rất là háo hức. Cháu cũng một cô bé tài năng như này. Đây, ông ấy quay sang một cái thanh niên bảo vệ bên cạnh. Về xe lấy cho ta 3 tấm vé danh dự ra đây. Cái cậu hệ sĩ kia nhanh chóng về xe đi ra. Ông cầm. Đây, cô bé tên là gì nhỉ? Đó là Đường. Ông lấy một cái bút ra từ trong áo, một cái viết ra, xong viết vào. Đường cùng với những vị khách danh dự của Đường. Đưa cho, đi về. Cháu cảm ơn nhiều lắm. Không có gì. Ông ấy vuốt ria một cái. Ria thì có một màu vàng chòe. Cũng ông ấy ngạ, đưa mũ xuống, kiểu cúi chào. Cũng mái tóc rất là óng mượt, vàng óng của mình. Xong rồi làm một điệu. Khá là kiểu
Cái từ này đang không biết tiếng Việt là gì, nhưng mà kiểu làm điệu. Nó gọi là quý tộc đó. Quý tộc, chào kiểu quý tộc. Đó. Xong rồi ông ấy anh quay gót, rảo bước đi. Trong vẫn cái tiếng xì xồ của những bao người dân khác xung quanh. Và cái xe ngựa của ông sau khi ông lên cũng đi xa dần. Mọi người khác có làm gì không trước khi anh quay lại với Crazy 69 và cái tờ báo của cậu? Aris quan sát và nhìn cái ông Christopher Thanos à? Christopher Turner nữa rồi để copy paste tên rồi. Christopher Nolan. Rồi, sure. Rồi, rồi, thôi rồi. Thế này khó. Đây, Thanos, đây, okay. Đây, thế này sẽ đơn giản rồi. Christopher Thanos. Christian Thanos. Christian Thanos. Ok, cho đến lúc mà ông ấy quay đi. Aris nhìn quanh một vòng và anh cố gắng tìm xem một người ăn xin nào già nhất ở cái quảng trường đó. Có cần roll gì không? Cái mục đích tìm người ăn xin này để làm gì? Chúng là hỏi kiểu thông tin đúng không? Hỏi thông tin. Ok, vẫn sẽ lăn cho Thiện một cái. Lăn... Nghĩ là skill perception. Gì phù hợp chắc khá chắc là perception nhỉ? Perception. Oh no. Nhạc chiêu quá. 19. Tìm được một người như vậy. Aris bước lại, lấy trong túi ra gold piece, một đồng vàng. Đặt xuống cái mũ của ông ấy và hỏi, ở nơi này, ai là người đáng sợ nhất? Ông ấy đang cúi ở trong, đang ngồi co ro và kéo một cái áo choàng lên mình. Khi mà nghe có tiếng nói thì ông, người đáng sợ nhất. Người đáng sợ nhất. Là những quý tộc của vùng này. Có nấu không. Ông ấy định sẽ vào như vậy. Những quý tộc của vùng này thì ông chỉ là những người mà có hầu bao nhiêu và họ thường hồng hách thôi. Nhưng mà anh chưa đáng sợ nhất ấy, là những cái con người cố gắng theo đuổi hoài bão của mình một cách mù quáng trong nơi đây. Rồi những người này đáng sợ, họ đi qua họ không thèm để ý đến những gì ở xung quanh. Họ chỉ có mục tiêu của mình. Ngôi làng mọc trời mọc, ngày xưa là một của những người nghệ sĩ tương lai sáng lạng. Ai cũng theo đuổi tương lai sáng lạng đó. Xong ông là lẩm bẩm một tràng dài cho đến khi mà bị ngắt lời. Aris không, thì ông vẫn cứ lẩm bẩm đi rồi bẩm lại mấy câu. Ok, cảm ơn nhé. Rồi đứng dậy và bước về phía của trung tâm quảng trường, nơi mà mọi người bắt đầu tản ra. Lúc mà Aris quay lưng bước đi thì ông vẫn là nói là hãy cẩn thận đừng có bị cuốn vào cái dòng xoáy của những hoài bão hiện đại. Ông tiếp tục cười vang một cái góc ngõ đấy. Ok, Aris đến ngay chỗ của Hải Đường và bảo đừng có cuốn vào vòng xoáy của ông ta. Để nó sẽ quay ra nhìn phát là kiểu cháu cần tiền, đam mê, cháu cần tiền, đam mê đâu có bảo ra để mua đồ ăn được đâu. Aris chỉ gật đầu, chỉ nhắc vậy thôi. HKCL, nhân vật Crazy 69 của em tìm tờ báo, thì cái thông tin này có đi lại cùng với chỗ của nhóm mọi người để đọc không, hay là muốn tự đọc một mình nữa? Em sẽ người đó đọc luôn. Về cái vụ nào nhỉ? Về cái việc nào? Về cái vụ mà mất. Vụ mất tích này, trong 4 ngày trước thì có một cái thông báo là một người phụ nữ đã bị mất tích. Cô này tên là Cordelia, để viết cái tên. Cordelia. Có nghĩa là dân làng thì không rõ là cô này đã đi đâu. Nhưng mà có vẻ như là cái người chủ quán rượu và quán trọ ngã ba đường thì khá là muốn là tìm cô này và đã vận động là cảnh sát đi tìm. Chứ có vẻ những cái vụ lần trước thì không có quá nhiều người quan tâm. Có thể là họ cho rằng là những cái người mất tích này đã kiểu ra khỏi thành phố. Có thể là vì cái ước mơ của họ làm cái nghệ sĩ nổi tiếng không thành. Nhưng mà trong cái vụ này khi mà cảnh sát điều tra thêm thì có vẻ là người bạn trai của cô này tên là Cyril cũng đang bị tình nghi trong cái vụ mất tích này. Anh Cyril này thì làm việc ở tầm bên rìa thành phố hơn, một cái xưởng làm đồ gỗ. Cảnh sát có đến tìm nhưng mà hiện tại tung tích của Cyril cũng chưa thấy đâu cả. Ta nghe được mùi kiếm tiền ở đây mất tích ạ. Crazy sẽ hỏi cha, hỏi thêm cậu bé này nhóc, chú mày biết gì về cái vụ mất tích này không? Chú xem ở trên báo á.
Ấy, cái vụ này nó cũng có phải là lùm xùm được mấy hôm rồi. Cháu thấy là cái mấy cảnh sát chạy đi chạy lại cũng cũng vui vậy. Ý ta là liệu có cái vụ gì kiểu nó đáng ngờ mấy nhóc ạ? À? Đáng ngờ à? Cháu biết rồi. Nhưng mà chú có cách nào cháu cảm thấy là hơi khó nhớ một tí, chú có cách nào làm cháu dễ nhớ hơn không? Nghe này. Lát nữa ta sẽ mua cho cháu một cây xúc xích nhé. Cháu cứ nói đi. Lát nữa chú bây giờ được không? Bây giờ được luôn, bây giờ cháu phải nói chứ chú mới mua được. Chú cứ mua về đây đi chú, cháu ở đây cả ngày á. Không được, chú đang bị đau chân, cháu phải nói chứ chú mới đi mua. Thế mà hóa ra là nói xong chú hết đau chân à? Đúng rồi. Chú này cái xạo á. Cháu làm ở tiệm báo cháu còn thấy nhiều vụ nó còn không xạo bằng chú đâu á. Nhiều cái bài báo nó không xạo chú đâu á. Chém xin một cái. Chém xin một cái mới xuất sản được. Ok. Em nếu mà em không muốn làm thay đổi thêm tình huống gì để có vẻ là tốt hơn cho tình trạng của em thì cái DC, cái độ khó sẽ rất là cao. DC bao nhiêu em? 25. Em đã 20. Okay. Cậu bé vẫn cười tươi. Thôi, ta chúc. Ok, bây giờ Racy sẽ chạy lại cái chỗ gần đó mua cây xúc xích. Xong nó vừa đi thì vừa quan sát gần đó có vụ không, gần đó có vụ của Hải Đường không? Có, sẽ cũng thấy cái đám đông đấy và Hải Đường được tiến đến bởi cái ông Christian kia. Vậy là Racy cũng sẽ nghe được cái tên Christian đúng không? Christian Thanos, ừ. Rồi. Racy quay trở lại. Này nhóc của người này. Quay trở lại đâu, nói bên này nhóc gì cơ, sorry. Quay trở lại cái thằng nhóc bán báo này. Nói gì? Này nhóc, tao mua cho xúc xích cháu nè. Rồi nói đi, cháu biết gì? Nói chung là chạy đi mua một cái xúc xích thật đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Cũng nói chung là cũng rẻ, nói chung là 5 bạc cái gì đấy. Nhưng mà có xúc xích. Đúng rồi. Ui giời, trông cái này cũng được đấy. Chú có mắt chọn dạ. Nó ngay lập tức đưa lên miệng nhồm nhoàm ấy, xong rồi vừa nhồm nhoàm vừa là chú hỏi cái gì ấy nhở? Đầu tiên á, cháu biết gì về cái ông Winston kia không? Ông Winston ấy hả? Ông ấy hay đi xe rất là xa. Khoan, nuốt đi rồi nói. Rồi, dạ chú. Đấy là ông ấy hay đi lại trên cái xe rất là sang, có mấy cái bảo vệ luôn. Ông ấy thực ra thì cũng không phải noble đâu mà, nhưng mà ai cũng tôn trọng ông ấy, phải đi lại thì cũng trông như là noble luôn ấy, người giàu ấy. Cả ông ấy thường là khi nào mà thường là hay đi làm tour du lịch các kiểu á, lâu lâu mới về lại. Cái ông ấy bảo đây là hometown của ông ấy, nơi ông ấy được học hành đầy đủ và sinh ra lớn lên. Vậy ông ta là một người nổi tiếng nhỉ? Đối với những cái dân nghệ thuật, nhất là trong trong cái thị trấn này thì như là ai cũng biết đến và ai cũng là kiểu ngưỡng mộ ông ấy. Rồi, tại ta thì có nghe cháu nói là ông ta sắp cục cái show diễn, không biết ta có thể mua vé đâu nhỉ? Vé thì chú có thể là ra chỗ trước cửa dạp hát của ông ấy, dạp hát lớn ở nó đi về cái hướng tây một tẹo á. Nhưng mà giờ này còn có 2 ngày thôi thì chắc là cũng sợ hết vé rồi chú ạ. Nhưng may chứ cháu có một ít vé chợ đèn đấy. Chú nó chạy được xong sạp báo lôi ra từ trong mấy cái kiểu tờ báo để ở đằng sau để ra mấy cái vé. Chú nó bao nhiêu? Cháu cũng chú cháu mình mới gặp nhau. Có nghĩa một cái xích hả, bán rẻ chú đi hả, 2 đồng vàng thôi. Hai đồng vàng á, không, bé này xịn lắm, cả năm mới có luôn ấy. Cái này chắc phải là 10 vàng chứ. 10 vàng à? Nói đây là gì, vé chợ đen nhỉ? No, vé này vẫn có giá trị, vé này ghế VIP bản hoi ấy, ngồi trừ trên... Vé này hợp pháp không? Vé này hợp pháp không? Hợp pháp là mua bán lại đấy chứ. Ta không thể nào mà dùng vé bẩn được. Ây da, chứ không mua thì có sẽ có người khác mua. Khoan, thằng nhóc này khoan, giảm chung chi tí đi chứ, giảm chung đi. Giảm tí à? Đang nói thì có vẻ là có phụ huynh của thằng bé dậy đi ra. Chào khách ha.
anh muốn mua một chiếc vé cho show diễn của cái gì nhỉ, vở A Grand Performance. Vâng, rồi nghe này, tôi đang rất cần gấp, tôi phải đi. Tôi đang muốn mua vé này, liệu anh có thể bán cho tôi với cái giá nó rẻ hơn một tí được không? Tôi nghe nhóm này báo giá 10 đồng vàng, tôi muốn rẻ hơn. Rẻ thế nào hơn. Anh giá này quy chuẩn rồi đó. Nghe này, tôi chỉ là một du khách mới đến đây thôi. Dạ nào, anh hãy đối xử tốt đi nào. Thị trấn này nhiều thi sĩ mà, tôi cũng là một thi sĩ. Nếu anh thích, tôi sẽ thổi sáo tặng anh một bài, giảm 10%. Không, giảm cỡ 30-10% gì đấy. Lan cho anh một cái persuasion. 23. Rồi. Giảm được 30%, 7 vàng vé. Ok, đây, 7 vàng của anh đây. Rồi, cảm nhá. Có một vé. Xong Racy sẽ lại chỗ Hải Đường ngó người nói chuyện. Bây giờ thì cho là mọi người đang ở hết với nhau đi thôi. Có muốn đến cái chỗ mà quán rượu, là cái chỗ mà cái tờ thông báo kia đã hẹn chưa? Có, muốn đến. Ok, khi mọi người khi mọi người đến cái chỗ quán rượu này thì bây giờ cũng là hơi quá trưa một tẹo. Trong này cũng vẫn có người ngồi ăn và bàn tán nói chuyện, mà không phải là quá đông. Hiểu, mọi người thấy quang cảnh trong cái quán, kiểu quán cái rượu này, quán tavern này, có một cái chút gì đấy là trang trí nghệ để thu hút những cái nghệ sĩ ở quanh đây đến gọi là giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Đúng là tử vào thì thơ mới ra. Người đi đến thì thấy có một cái cô tầm tam tuần đang ở sau cái chỗ đứng quán rượu, đứng ở sau bar. Cô ấy nhìn thấy mọi người đi vào thì nhanh miệng: "Xin chào mọi người, mọi người đến đây là hôm nay có muốn ăn món gì?" Xong cô giới thiệu các cái món đặc sản của vùng này, tên nào nghe cũng mỹ miều, như là thôi rồi, Thiện sẽ nghĩ những cái tên nghệ sau. Mà thuê mọc thì cũng một tên nào đó. Đọc cũng trẹo cả miệng. Sunshine. Chứ ngốp à. Sunny side up. Chuẩn. Mà thuê mọc thì cũng mực một nắng. Đây thì cô này đang giới thiệu các cái món ăn mọi người. Này là đang nhìn mọi người đang hỏi kiểu là du khách à. Cháu xin cái menu ấy đó. Mình có giới thiệu đi hôm nay có gì nào? Hôm nay có món chẹo miệng này ngon này, sau có món chẹo miệng ngon. Xong đường ấy. Ủa mà như vậy là, mọi người ngồi chung một bàn đúng không hả? Ừ. Một bàn mà. Ông muốn ngồi được gì ạ? Ok, miss. Đường chắc vừa được 5 đồng vàng mà. Đường người giàu. Đấy, đường sẽ bắt đầu kiểu chỉ các thứ đây này cho miếng này. Đấy, món chẹo miệng nhất này. Đó. Rồi bắt đầu quay ra nhìn mọi người kiểu: "Tí ông có tìm mọi người giải hộ nhá. Cháu gọi thế á. Nhỏ mình giá bao nhiêu hết á. Ủa cháu chứ sao mình nào, mình ăn cơm, mình ngồi, mình hỏi người ta, mình không có gì, mình mua người ta, người ta tấm rè mỏ ha. Trời ơi, mình lớn gì mà." Thế bỏ hai đường là rửa chén nha. Tay vàng, tay bạc, tay trâu. Mình sẽ kiểu vứt ra ba cái vé kiểu: "Ai là người rửa chén ở đây?" Cầm ba cái vé rút ra kiểu: "Ai là người rửa bát ở đây?" Ôi. Có ai muốn gọi đồ ăn không? Không, tôi không đối. Thế nay ai kêu vô đây hả? Ôi, nhận được của anh. Ở anh thấy đây là quán rượu đúng không? Đúng rồi. Quán rượu. À. Là quán rượu anh. Là lúc đến thành phố này có người kêu đói mà. Cho tôi một ly Ramos Gin Fizz. Ok. Thực ra cái ly đấy nó gọi là Ramos Japis. Ramos, cái tên đầy đủ của nó là Ramos Japis Calico Antithai. Uống vào thơ bay ầm ầm. Thông nghe nạn. Nghe có vẻ xa xỉ. Nghe có vẻ fancy. Cái này những cái anh nào mà dân ba lê là hay thích uống. Okay. Rồi, mọi người có nhớ vào đây làm cái gì không? Em đang định bảo là hạ đường sẽ quay sang hỏi mọi người, ơ sẽ sao mình vào đây nhỉ chú nhỉ? Một inspiration cho ai nhớ.
Làm gì cả nhà ơi. Cái plot ở đâu rồi? Ok. Aris, Aris chờ cho Hải Đường gọi đồ ăn xong, ngấu nghiến cái món chẹo miệng đó, mới hỏi cô. Này cô chủ, đồ ăn thì ngon đó, nhưng mà cái tôi đói ấy, là thông tin cơ. Và đặt lên bàn cái tờ giấy mà mọi người, cái tờ giấy mà mọi người bóc ở cái biển tờ thông báo. Là nhiệm vụ á. Mà nhiệm vụ. Tờ thông báo á. Và đưa cho cô ý. Rồi, đầu tiên là đi tìm một inspiration cho nhận bạn. Người duy nhất nhớ plot là cái gì? Yay. Cuốn quá. Cuốn quá mấy được. Mày đi hát đi mà giúp xích. Thiện, thiện, thiện cảm động lắm. Mọi người thấy thế giới hay quá. Quên luôn. Hỏng hết rồi. Cô này. Ô. À. Vậy hóa ra mọi người đến là vì việc này. Lúc đầu anh nói em còn cứ tưởng là anh đang định ứng khẩu thành thơ cơ. Cái gì xuất khẩu. Không, xuất khẩu thành thơ. Ứng khẩu. Nhưng mà vậy là mọi người đến vì cái tờ thông báo này à? Vậy tốt quá. Em đã phải làm bao nhiêu tờ thông báo ra các thành phố lớn ở gần đây. Tại vì cảnh sát có vẻ làm ăn cũng cẩu thả quá. Vậy cô là người dàn những tờ thông báo này à? Phải rồi. Tại vì cái người người mất tích Cordelia là một người bạn khá thân của em. Cô ấy đến đây cũng cố gắng lập nghiệp được cũng có mấy ba năm thôi, nhưng mà trong cái thời gian đấy thì hay đến đây trò chuyện cùng em, nên là hai người thân lắm. Chắc hẳn là mọi người cũng muốn tìm hiểu thêm về cái vụ việc này tường tận đúng không? Thì Cordelia mất tích khoảng đến nay là 5 hôm rồi, 5 ngày. Thật là lạ, chúng ta đã không biết được sớm hơn. Tại vì có vẻ là cô đến đây là ở một mình. Vài hôm không đến quán rượu thì em nghĩ là cũng bình thường. Nhưng mà sau khi bạn trai của cô ấy cũng có đến hỏi là cô Cordelia ở đâu, thì lúc đấy mới té ra là cô ấy mất tích rồi. Đây, vậy là người bạn của cô mất tích 5 ngày trước và bây giờ cô mới hay. Chắc là thực ra cái mốc 4 hay 5 ngày cũng không quá rõ hoàn toàn. Cô ấy cũng không ở với ai mà, nên chỉ có cái thông tin từ những người quen cô ấy, như là bạn trai với cả tôi, là rõ nhất thôi. Được. Tôi muốn hỏi xem cô ấy ở đâu, là nơi cư trú của cô ấy. Cô ấy thì ở một cái căn nhà trọ cũng tầm rìa, hơi rìa thị trấn một chút. Chỗ đấy thì rẻ hơn. Không phải là với cái đồng lương của cô ấy thì cũng chỉ có thể ở cái khu vực đó thôi. Có vẻ như là cảnh sát của thị trấn cũng đã đến tìm hiểu nộ đấy rồi. Và cũng có vẻ là đang đóng cái khu vực đấy lại. Đóng cái căn hộ đấy lại, không cho người ra người vào nhiều. Kiểu kéo băng rôn cảnh sát cái thứ ấy. Tầm này đến bây giờ nó mới kiểu tầm mấy giờ ấy nhỉ? Nó là 1 giờ đây. 1 giờ chiều. Chiều. Trưa. Trưa, chiều. Trưa. Cô, cái cô Sarah, đây là cái cô mà chủ quán rượu này. Thì cô sẽ nói thêm. Có phải là cảnh sát cũng đang tìm thông tin thêm về Sirius. Cái cậu ấy thì từ lúc mà cảnh sát vào việc cũng có tra, hình như là cũng định tra hỏi, nhưng mà lại không tìm thấy cậu đấy đâu nữa. Có vẻ lần cuối tôi gặp cậu ấy là cũng 3 hôm trước, khi mà cậu ấy đến hỏi là Cordelia đâu thôi. Tức là Jarrett, sau khi mà báo với cô là đi làm mất tích thì cậu ấy không xuất hiện một lần nào nữa. Kiểu cậu ấy không buồn, xong cậu ấy đến đây uống rượu ạ. Cậu bạn trai của Cordelia, Sirio, thì cậu chỉ đến hỏi cái vào 3 hôm trước thôi. Lúc cậu ấy đến thì trông mặt cũng rất là lo lắng, quan ngại. Và sau 3 ngày đó, từ 3 ngày đó cô không gặp cậu ta nữa luôn. Có vẻ là cảnh sát cũng không thể tìm được cậu này. Cảnh sát thì đang nghi ngờ là cậu này có vẻ là có liên quan đến cái vụ mất tích này. Tôi nghĩ chắc là không đâu. Tại vì trông cậu ấy lúc mà đến hỏi tôi cũng hớt hải, lo lắng lắm. Tôi biết đó, cuộc đời này nhiều diễn viên lắm. Hải Đường sẽ bắt đầu ngồi nghĩ mà kiểu ngừng lên kiểu. Cái cô Sarah mất tích này trước cũng học nhạc hả cô? Cháu ơi, Sarah là cô. Còn cô Cordelia là mất tích. Cordelia. Tên anh viết ở trong cái thread đấy.
Lộ tí không sao. Tại vì không biết cháu ai là mất tích. Đây, đây, đây. Cháu đó còn nhỏ, không sao cả. Thế cái cô, Sara đừng để bụng nha. Cái cô kiểu bắt đầu đọc quần quần nữa rồi, không đọc cái tên kiểu cái cô đến gì à? Ừ. Trước đây là học nhạc không? Cô ấy là có học nhạc. Cô ấy học hát và sang đây cũng có kiểu cố gắng để làm việc và trở thành một cái người có danh tiếng. Cô ấy học ở đâu thì, cô ấy là cũng học ở một cái trường đại học ở một trường không ở trường trường Bard Bard College ở trong thị trấn này thôi. Cô ấy thì thường cũng hay đến chỗ cô là khoe về những cái dự án mà mình có thể tham gia được với các kiểu. Mỗi lần như thế cô đều vui cho cô Cordelia lắm. Cái dự án cuối cùng cô ấy tham gia dự án gì ạ? Ra thì dự án cuối cùng à? Cũng kể ra thì cũng khá là lâu rồi. Cũng phải đến 2 tháng trước hay là 2 tháng, gần 3 tháng trước. Một cái dự án kiểu một cái... cô ấy bảo là cũng đi hát dạo cùng với một số cái ban nhạc khác nữa, nhưng mà có vẻ là hát lâu rồi thấy cũng không có tiến triển, không phát triển gì mấy, nên là cô ấy bỏ. Cô ấy thì hay thích hát kiểu opera lắm, nhưng mà cái đấy thì khó lắm, phải nhiều kỹ năng rồi cũng phải quen biết này kia. Opera giống cái ông gì mà chiều nay đến đó không? Ông Christian đấy hả? Ông đấy thì Christian Thanos là thực ra nổi tiếng là một nhà viết kịch bản hơn, nhưng mà cũng ông ấy cũng hát opera tốt. Viết kịch bản? Ý cô là ông ấy không phải là một sĩ hả? Không, ông ấy cũng có hát opera, nhưng mà nổi tiếng hơn về cái khả năng viết kịch bản của mình. Rồi mọi người muốn làm gì nào? Này, cô Sara, hỏi chút được không? Sao vậy? Có vẻ thành phố này nhiều người mất tích nhỉ? Cuối cùng có một người mất tích ngoài bạn cô là khi nào vậy? Lần cuối cùng có một người mất tích ra tầm cũng phải 4 tháng trước hay sao ấy. Rồi tầm trước thì cũng kiểu vài tháng lại có người mất tích. Nhưng mà có vẻ như là hầu hết, tại vì cũng có người tại cái thị trấn này mà, cái kiểu là nghệ sĩ làm việc cứ đến rồi đi, có những người mà tham vọng thì ở lại lâu lâu, nhưng mà có người là vỡ mộng thì cũng rời đi thôi. Nên là có vẻ là cũng không quá nhiều người, cảnh sát không quá để tâm đến cái đấy. Nhưng mà tôi cũng nghe ngóng, tại vì ở quán rượu nghe ngóng, nên là cũng có những người than phiền là tự nhiên bạn của họ không thấy đâu nữa. Có chút lo lắng. Đợt này có bao nhiêu người mất tích rồi? Khó có thể đếm được, tại vì không có ai thống kê cụ thể cả. Tôi cũng có một thời gian nghĩ đấy là họ rời đi nơi khác làm ăn thôi. Nhưng mà tổng cộng thì tôi cũng nghe đến 5-6 người than phiền là những người bạn của họ là đi mất. Tùy thời gian, cứ vài tháng lại có người. Kiểu là không có tung tích gì luôn ấy, không liên lạc nữa luôn ấy. Mọi người có muốn hỏi gì nữa không? Hôm nay mình ăn đi, thức ăn nguội gần hết rồi. Vậy gì nhận đồ xong. Quay qua Aris, cậu biết cái này. Cậu biết con nhỏ Kidora không vậy? Xin lỗi, mình không nghe rõ nó lại. Cậu biết này, cậu biết con bé Kidora không vậy? Và phụ quân nó rồi. Chị qua. Mắt hận thù. Không phải tôi này không phải tôi coi thường gì đó, nhưng mà tại sao một nhóm người đi điều tra vì các vụ mất tích lại có một cô bé ở đây xuất hiện? Crazy nghi ngờ. Crazy nghi ngờ. Đây. Ok. Vấn đề này đáng điều tra. Không, bây giờ đây là hỏi tư cách người chơi thì mọi người hỏi gì nữa không? Nếu không thì để skip qua đoạn này để con đi đến tiếp theo. Có một câu muốn hỏi ạ. Thế những vụ mất tích trước, cảnh sát có điều tra căng như vụ này? Cũng không có điều tra căng như vậy đâu. Nhưng mà vụ này là có tôi quen một hai người làm trong đồn, tại vì tôi làm việc ở đây lâu rồi mà. Có tôi thúc nên là bọn họ mới tìm kiếm thêm đấy. Nhưng mà cũng có vẻ là hững hờ lắm. Họ lại kiểu nghĩ đây lại là một vụ đi bỏ đi tại vì không làm ăn được thôi. Này mọi người, Aris muốn đến nhà cô ấy á. Ừ, nhưng mà đầu tiên Rezi muốn hỏi cô Sala là cô đã gặp cô chủ nhà của cô mất tích chưa? Tôi cũng có qua đấy, có qua chủ nhà rồi. Nhưng mà nói chung là cảnh sát bảo là để họ làm việc. Nếu mà mọi người định tìm đến nhà của Cordelia thì
Tôi nhớ là cảnh sát hình như cũng đang phong tỏa chỗ xưởng gỗ của anh Sirius, bạn trai của cô Delia ấy. Tại vì họ đang tìm kiếm anh ấy nhưng mà không tìm được, họ tìm khắp xưởng rồi, chả thấy gì. Em muốn hỏi cô Sarah vài câu nhé. Này cô có thể cho tôi biết là cái ông gì ta, Christian Thanos gì đó đã tổ chức được bao nhiêu cái concert, cái nhạc hội gì? Ông ấy làm đến lần này phải đến cái vở kịch thứ mười mấy rồi ấy. Mỗi lần làm xong một vở thì ông thường là diễn ở thị trấn này trước, xong rồi mới đi vòng quanh chu du vùng các cái trong cái vùng đất này để diễn ở chỗ khác. Vở kịch cuối cùng của ông ấy là 4 tháng trước không? Ở cái cuối cùng của ông ấy tầm đấy. Tôi có một ý tưởng là chúng ta có thể thấy cái nhà của cô Delia để xem được không? Tôi biết là nó đã dăng quan đôi cảnh sát rồi, nhưng mà chúng ta có thể break in, chúng ta có thể đột nhập vào nó. Đột nhập. Cậu đến điều tra và cậu muốn đột nhập nhà nạn nhân. Nghe này, nó là một cái ý tưởng rất mạo hiểm. Và cảnh sát có thể xem cậu là một tình nghi và sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Tôi đề ra một phương án, đó là một là xin phép của cảnh sát, hai vẫn là đột nhập. Thì chúng ta sẽ đi gặp thử, hoặc là quý cô Sarah đây có quen một vài người ở cảnh sát, cô có thể xin cho chúng tôi một cái lệnh, một cái giấy phép, một cái license để vào khám nhà được không? Tôi nghĩ là hơi khó đó. Chúng ta nên thử xin, thời gian không có nhiều. Mình cứ qua đi, chắc là người ta đứng canh á, ai chẳng đứng canh một cái nhà cả ngày. Đúng hợp lý. Nếu tôi việc xin một cái giấy khám nhà thì hơi khó, nhưng mà nếu mà mọi người tìm được một cái một người trong đồn là cô Sarah, không phải bạn cô làm trong đồn sao? Có thể tôi một chút. Tôi có biết một cái cậu làm trong đồn, cậu ấy cũng hay qua đây ăn uống, thì cậu tên là Roland. Nhiều tên quá chết rồi. Rồi anh sẽ đổi tên. Tôm. Đây là tên cậu này. Anh cảnh sát quen rồi. Ok. Hợp lý rồi đấy. Rồi. Được rồi đấy. Đấy, anh gặp cái anh cảnh sát quen này. Không biết là anh ấy hiện tại có đang gác ở chỗ nhà của cô Cordelia không? Nếu mà mọi người may mắn thì có thể sẽ gặp được cậu ấy. Hoặc là nếu thôi. Không thì sẽ về, có thể là về đồn. Hải đường chắc là sẽ mút nốt cái đũa rồi đặt bát đũa xuống, đã đánh chén dọn sạch cái bàn đồ ăn vừa nãy lúc mọi người đang ngồi bỏ nhau kiểu. Hỏi xong rồi anh đi thôi. Mình là mút của tôi đâu. Messi với Hải đường. Này nhóc im lặng nào, người lớn đang làm việc. Tôi để tìm spells. Khi mọi người đi, nếu mà có ai định trả tiền thì cô Sarah sẽ bảo không cần, để mọi người đến giúp mà tìm được cho cái vụ này. Rất cảm kích, vẫn là có trả tiền thêm về sau. Mà trong cái lần ăn uống này cô không lấy tiền. Biết thế gọi nhiều hơn, trời ơi. Đấy. Cái đấy người ta gọi là lợi dụng lòng tốt đó. Này Hải Đường, ăn no rồi thì chạy nhanh đến chỗ nhà cô ấy đi. Cứ nhìn chân chú với chân cháu, đừng xem ai chạy nhanh hơn. Nhưng mà chú chưa ăn gì cả. Sợ quá, chắc còn lương khô này đấy không? Này, chắc còn miếng lương khô á. Mới để chắc một tuần. Ok, thôi được rồi. Hãy tạm thời qua đó xem có ai khác không? Có ai hỏi diện mạo của anh cảnh sát đó không? Chúng ta quên rồi. Anh ấy trông giống như anh cảnh sát quen. Đừng hỏi. Diện mạo của anh ấy trông như một anh cảnh sát quen. Rồi, thấy là biết. Chúng ta đã tiếp thu những lời complain của người chơi là quá nhiều tên. Ok, vậy bây giờ mọi người qua chỗ nhà trọ cô ấy được. Chắc là đi qua nhà trọ đứa kia đó. Dạ, có ai có ý kiến khác không? Dân chủ. Không hả? Thì ok. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đột nhập đó. Chỉ là không phải bây giờ thôi. Đi đi á. Leo uống hết ly ra mốt, đứng lên, gật đầu chào xong đi ra. Khi mọi người đi ngang thành phố để đến những cái để đến được cái nhà trọ đấy. Tầm này tầm khoảng xong là cho 2 giờ chiều. Vẻ như là mọi người cũng bắt đầu là sau nghỉ trưa bắt đầu quay lại làm việc, kể cả người làm nông, các cái nghề khác và những nghệ sĩ.
tại vì cái ngôi làng này chủ yếu là nghệ sĩ, nên là cái khách hàng chủ yếu của họ là những cái tourist đến để xem nghe nhạc và xem thơ các thứ. Cũng có thể thấy rất nhiều là người tham quan đi ngoài đường. Cũng có một vài cái cửa hàng kiểu như hàng lưu niệm, có một hàng mọi người để ý có vẻ như là hàng các đồ tạp hóa như là đồ magic. Mọi người cũng có biết là nếu mà cần cái gì thì có thể ra đây. Đây là kiểu đồ mạo hiểm giả các thứ, nếu mà cần gì ra đây. Đi ngang qua đến cái căn trọ của cô, cái Cordelia, hay còn gọi là cô đi lạc. Những thứ này tiếp thu. Cái này tiếp thu. Cô đi lạc. Ai nó tung cho anh cái đồng xu hoặc là lăn cái D20 từ 11 trở lên thì thấy cảnh sát quen, từ 10 trở xuống thì không thấy cảnh sát quen. Mặt cửa ai tung nhanh nhất? Không, em bên hết nhỉ? Run offline đi. Ồ, vừa đúng 10 luôn. 10 trở xuống là không thấy rồi. Vai. 11 trở lên. Em 11. Thôi, có người nói trước rồi. Nhanh miệng thôi. Rồi, không thấy cảnh sát quen. Rồi, thấy cảnh sát lạ. Oh no. Mọi người có việc gì ở đây? Đây là đang khu vực đang được điều tra. Mời mọi người không làm giáo loạn hiện trường. Mà trong không giáo loạn hiện trường đâu, trong ngó ngó thế nhìn hay hay. Đúng rồi. Cái căn hộ của người mất tích có gì đâu mà nhìn. Thế mất tích rồi thì có tìm được cái gác. Crazy giả vờ là người đi qua đường. Đi vòng vòng tìm cảnh sát quen. Không thấy cảnh sát quen ở đây. Không có luôn. Leo nhìn anh cảnh sát lạ từ trên xuống dưới, xong nhìn từ dưới lên trên, xong quay bình tĩnh. Anh trông như một anh cảnh sát. Đừng để em quan sát. Racy quan sát. Hay đã, Racy quan sát tìm một cái lỗ hổng nào đó để mình đột nhập. Lỗ hổng để đột nhập. Kéo xua thấy cái cửa sổ tầng 3 đường sẽ bắt đầu kéo mọi người ra góc tường, kiểu bây giờ đi, nhưng mà kiểu tức là đường sẽ có cái phép tàng hình, xong đường sẽ kiểu nhá nhá thử một tí khi con tay mình biến mất chỗ thấy gì á. Ta ảo tưởng thôi đúng không? Tôi kéo gì ta, ông kia là cái gì, cảnh sát. Không, cho Aris, tôi sẽ kéo Aris vào một bên và tôi nói với anh ấy là chúng ta hãy để đây để mà ông nhìn trên kia, ông thấy cái lỗ cửa sổ, chúng ta sẽ nhảy vào đâu, để tới đây cái đã. Thiên miêu tả thêm một tẹo nhé, là cái căn hộ này thì mọi người biết là thì có thể là hỏi từ Sarah, đấy là một căn hộ ở tầng 3, căn từ mấy, từ trái sang phải, nói chung là nhìn ở ngoài thì có thể thấy được. Cái anh cảnh sát lạ này đang đứng ở ngoài quán trọ luôn, đang bảo mọi người không có việc thì không biết vào. Ok, Crazy sẽ ở lại cái đó để mà nói với mọi người. Ok, được rồi, bây giờ tôi sẽ đánh lạc hướng mấy tên kiểu ok, mấy tên căn gác hay mấy tên kiểu cảnh sát ở xung quanh đây. Mọi người cứ làm gì làm, tôi không phạm. Có mỗi một anh cảnh sát thôi. Rồi. Ok, Crazy. Ok. Crazy ở ngoài tra cứu thông tin. Tra cứu thông tin hay là ai đánh lạc hướng? Đánh lạc hướng đi. Em sẽ lại hỏi. Em sẽ lại hỏi. Chào anh hả? Chào em. Gì không em? Hôm gì em chỉ là một người du lịch thôi. Mà kẹt quá. Lúc nãy đang đi tự nhiên mất phí. Em còn cái vé đi của ông Winston Thomas này, Thanos gì này. Không biết anh có thể mua giúp em không? Anh biết ông Thanos chứ? Ủa em ơi. Anh vào mất phí đi. Ây da, ở đây cũng hơi xa đồn nhỉ. Nhưng mà anh đang nhiệm vụ em. Nhưng mà em cần tiền lắm anh ạ. Em cần tiền bắt xe đi về quê. Giờ nãy giờ hỏi được cũng cỡ hỏi 5 người rồi. Không ai mua. Anh hay mua không? Em bán rẻ thôi. Cỡ 10 đồng vàng thôi. Rồi. Thực ra là anh cũng muốn xem cái này lắm. Anh là fan của anh không phải fan, nhưng mà chị nhà chị fan lắm. Trời ơi, thế anh gặp em là may mắn rồi.
À biết gì không, sắp 8 tháng 3 rồi đấy. Trời ơi, mua đi, đúng rồi. Có 10. Ây da, vé này thật, thầy không nói em. Sao? Ui. Yên tâm, vé này sạch, sạch như là tâm hồn em vậy. Anh yên tâm, rất là sạch luôn. Ờ, xong cũng được. Ui, hình như là vé ghế trước luôn à. Ây da. Ui, ghế trước á, ui ôi, ghế trước cái này quá là tuyệt luôn đúng không? Lúc nãy em nói ăn em bán ăn nhiều nhỉ, 15 đồng vàng đúng không? Cái cậu đây không không thế, vừa nói 10 xong tài anh học lú. Em đùa tí mà, giao dịch tí mà, đùa tí nghiêm nhau. Okay. Rồi. 10 đồng. Rồi, chị nhà sao phải cũng sửa. Rồi. Ok, cảm ơn. Giang thương everywhere. Rồi, trong cái lúc đấy thì mọi người cũng bị distracted, cũng bị phân tâm. Mọi người muốn làm gì không? Trong lúc mà Crazy 69, nói chung là ông thám tử kia đang ngồi nói chuyện với ông cảnh sát thì Hà Đường sẽ bình tĩnh hiện nha. Bước đi thong thả, không tạo ra cái tiếng động, đi lên trên cửa phòng của cái cô kia. Một đứa bé 6 tuổi mà sẽ len được vào mấy cái dây đấy. Xong rồi sẽ đặt tay lên cái cánh cửa ấy, xong rồi dùng một cái spell Claire em có gửi trong lúc 20 ạ. Để quan sát cái xung quanh, cái bên trong nhà đấy như nào. Xong rồi đi xuống. Khi mà đi lên nhá, thì đi cái cầu thang gỗ lên và đến cái chỗ cái phòng đấy thì đến cái phòng mà có vẻ là mọi người đã đúng cái số phòng mà cô Sarah bảo. Thấy cái cửa nó đang hơi mở, không có các cái băng dính ở bên ngoài, và băng dính nó bị đứt rồi, và bên trong Hải Đường thấy máu. Thôi rồi, cũng không phải lần đầu tiên thấy. Hải Đường sẽ kiểu rón rén kiểu đón chân vào, xong rồi tìm cái góc tường, kiểu một cái có thể là bên góc cái tủ cái gì nó khuất đi, xong rồi để cái phép đấy ở đấy, xong rồi đi xuống nhưng không nhận được gì ra cả. Nhìn thì nhìn sau, mình để ở đấy mình cũng nhìn được mà. Ok rồi. Rồi xong rồi đi xuống đứng với mọi người thôi. Kiểu nhưng mà các mẹ sẽ có tay đi một tí, kiểu mím 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 môi xong rồi lại đi xuống đứng vào góc tường, kiểu thôi được rồi, không có gì hết, tường cà chua. Rồi và khi mọi người cùng ở đấy và Hải Đường tiếp tục nhìn vào trong theo cái phép đấy. Thì bây giờ nhìn kỹ hơn ra là ở trong cái vũng máu gần đấy có hai cái xác của hai người cảnh sát. Tất cả mọi thứ ở trong phòng đều bị bừa bộn. Có một con ở trong phòng thì kiểu là các cái thứ đều bừa bộn, kiểu giấy tờ, bàn ghế lộn xộn. Nhưng mà ở một góc phòng có một con mannequin là đứng. Cửa đường sẽ lúc này là mọi người đã đang ở đấy làm gì ạ? Sau là mọi người sau khi thanh niên gian thương xong lại quay một chỗ rồi. Đấy thì đường sẽ bắt đầu ngồi kể tạ tạ. Nếu cháu thấy được trong phòng có rất nhiều tương cà chua, hình như hai cái chú này ngày sống trong ngày xưa hay chơi súng sơn xịt á, mà chú lấy cái sơn màu đỏ nên là trong nó hơi bừa một tí. Rồi nó có vết vết trong phòng, xong rồi ủa tôi sắp vết phòng, cái phòng nó rất là bừa bộn, mọi thứ đổ đạc lung tung lên. Nhưng cái sao có con mannequin trong góc nó vẫn đứng yên ta, đứng nghiêm chỉnh kiểu vậy. Để em hai mannequin căng rồi, có thể làm cho ông cảnh sát này đi chỗ khác được không nhỉ? Khó đấy, nhưng mà ông nào có speak to this? Ông này yêu công việc quá. bây giờ cho tôi với cả Leo ra trước mặt ông đấm nhau, cho ông ấy chạy ra, cho mọi người chạy vào. What? Tôi không nghĩ là ý hay. Tôi không nghĩ là ý hay. Chỉ là kiểu gây rối trật tự một chút thì anh sẽ không muốn chúng ta bị bắt ở một thành phố cực kỳ xa lạ đâu. It's kind of bad. Anh có phép gì đánh ngất không ấy? Kiểu một có đó, nhưng ngất luôn. Có đó, nhưng mà nó hơi tốn spell slot. Thế bây giờ tôi đợi death anh lấy rồi, xong rồi anh đấm cho phát ngất nhé. Đấm ai? Đấm một cảnh sát. Ở đây có hai wizard và một bát và hai bát. Ai sẽ là người đấm? Anh bạn bát kia đâu rồi nhỉ? Ê da. Đường hình như đang đi đâu rồi? Đường bát. Rezi cũng đang cố gắng đột nhập vào luôn. Sau khi phải chờ Rezi đi ra sao ở cái hiện trường á, anh Thiện. Xem coi có chỗ đột nhập không. Có thể cố gắng treo lên tầng 3. Vậy à? Cửa sổ. Vừa có thông tin gì nữa không ạ?
xung quanh nó có cái kiểu nhà mọi nào người, nó cao đường quảng không? Mọi người đang bàn là thế đấm ông cảnh sát đi hoặc là gây rối đi để vào, xong mọi người hỏi mình là boss mình lâu dượt ai đấm hay thông tin rồi. Thương lượng em mình để một con bé 6 tuổi đấm ông ấy à, anh nhìn nó đi, anh nhìn. Reggie muốn trèo vô cái ở tầng 3 đấy. Trèo bằng cách nào? Tay hay là có gì? Chắc chưa? Cái tầng 3 đấy cao khoảng bao? Cao bao nhiêu feet anh thị? Tầng 3 là như tầng 3 một nhà mình đó mọi người. Một tầng thì sẽ là 3 mét, 2 tầng là 6 mét. 6 mét, 7 mét rồi đấy. 6 mét từ feet là bao nhiêu? 20. 20. Tôi có thể tạo đất cho tôi có thể tạo đất khoảng 10 feet nhưng mà còn 10 feet còn lại tôi có thể dùng mô ớt để tạo hai nhìn... chồng 10 feet. Nó sẽ nhìn người nó kiểu con nhất thiết phải vậy không thế. Đề xuất tôi gây dối thôi. Ở sau tầng 1 là thực sự là ở sau tầng 1 nó không có một cái cửa sổ nào ở đằng sau luôn. À, sẽ là cửa sổ nhà dân, căn hộ của người khác. Không có phép nào phá khóa nhờ. Nào mọi người, chúng ta không cần bạo lực đến thế. Nào, rồi. Các cái ở tầng 1 là cũng có các cái cửa sổ khác nhưng mà có vẻ là toàn cửa sổ của các cái người thuê trọ khác. Hàn Đường bắt đầu kiểu nghĩ xong rồi bắt đầu giật tay một người đứng gần nhất. Random 1 day 3 xem chúng ai nhé. Đấy là chứ mà tay một người đứng gần nhất. Mình bảo là tại sao chúng ta làm cái trò đấy chưa vào làm gì chứ? Mọi người nghĩ về thế. Xong rồi Đường bắt đầu kéo tay hai ở HKCLU3. À thôi được rồi, như thế thì ác quá. Crazy. Rồi sẽ kéo tay Crazy ra một góc xong rồi. Mà Crazy vừa nói chuyện ông kia, không được. Thế thì chỉ có mình còn lại đây. Chắc là leo đi. Crazy ông cảnh sát biết mặt rồi. Kéo tay leo ra cái đầu đường bên kia. Xong rồi kiểu cầm tay leo, cầm tay mình. Nhạy, đấy mới bắt đầu Đường vào giữ này, vào gào lên. Chú cảnh sát, chú này bắt chú. Chú đây, anh này làm gì đấy? Mình đứng dưới kiểu, tay cực. Aris là mobile. Đi dạ, thật là may mà chú ở đây để cứu cháu. Sao mày tiến lại đây, nói chung mà nó riêng với ông cảnh sát lên. Chú này không phải chú, chắc phải bố cháu. Chú ấy bảo chú ấy ai, chú ấy tung tung tao nói đi á. Nhà cháu ở đây là nguy hiểm quá, nhà cháu ở đâu? Rồi, còn người khác nữa. Cháu ấy không bị lạ. Còn người khác làm gì? Là cái ông cảnh sát mà chạy vô là cái ông cảnh sát dưới tầng hay là ông cảnh sát ở trển nữa? Có một ông cảnh sát dưới tầng. Ở trên tầng 3 có hai cái xác cảnh sát. Ừ. Đấy mình vào phòng. Mobile Crazy đi vào nhà đi, nhanh. Trong lúc nó đang có cơ nhau. Crazy chạy vào nhà. Ok. Ok thì Aris với Crazy vào nhà và bắt đầu quan sát thì ok ngoài những cái mà và những cái mà Hải Đường đã nhìn thấy thì còn Lăn cho Thiện một cái muốn tìm trong nhà thì có thể là investigation, muốn nhìn cái xác thì là medicine. Apple sẽ kiểm tra cái xác. Thế là lúc nãy là ai ra đằng sau định trèo nhỉ? Lúc nãy ai ra đằng sau? Em. Cũng em. Thế, à? Thế thì thêm cho một cái investigation từ lúc ở đằng sau nhà riêng và trong phòng vẫn có thể chọn investigation hay medicine. Ok, đầu tiên là cái investigation đi ra sau nhà nhân đó là 24. Rồi, còn ở trong phòng sẽ là medicine. Medicine là... Ok, những cái người ở trong phòng có vẻ bị chết do mất máu. Có những vết xước trên người, nhiều vết xước trên người. Khá là mới, chắc là cùng lắm là một tiếng gì đấy thôi. Cái ở con cái tất cả phòng thì bừa bộn nhưng mà riêng cái con mana canh thì có vẻ được rất là đặt rất là ngay ngắn. Dạ nhỉ. Với cái investigation lúc mà từ hồi đằng sau nhà thì Crazy thấy có một vài cái bước chân đi khỏi căn trọ nhà trọ từ cái phía ở gióng thẳng ngay bên dưới cái cửa sổ cái phòng đấy. Ok Crazy Crazy đi ra cái cửa sổ ấy kiểm tra. Nhìn ở chỗ ấy cửa sổ thì tại vì là biết cái gì để nhìn. Có vẻ là cũng thấy có một cái vết chân ở chỗ bậc cửa sổ. Regis muốn quan sát xem coi cái cỡ chân đó là của đàn ông hay phụ nữ. Em muốn kiểm tra coi cái cỡ chân đó là của cỡ của đàn ông hay phụ nữ, cỡ lớn hay cỡ nhỏ. Nhỏ. Cái cửa sổ đó chiều ngang chiều rộng ra sao? Vừa một người đi qua. Nó. Đấy. Chiếc vai.
Cái chắc chắn là một người khéo léo, nhảy từ trên xuống ạ. Đúng rồi. Em muốn chiếc commander canh nhìn nó xú à. Investigation. Từ nha. Leo có đang trong phòng không? Hải Đường với cả Hải Đường với Leo đang. Ừ, em đang trong phòng. Kéo tay Leo là bị bắt cóc á. Ủa là ủa là đang kéo Leo hả? Ủa. Ủa. Ok, vậy rồi, để chúng ta cho. Ok. Thật ra cái cảm giác cảm đi. Aris muốn investigate cái con mana canh ạ. Rồi, investigate. Vừa 11, hơi thấp à. Ai đã stream lên cái ca sheet của em được. Chứ em hiện tại là nó lắc pin BT rồi. Ok, đây để xe cho. Xe nếu mà có thấy cơm chó thì coi như không thấy gì nhá. Hả? What? Hả? Hả? Có lẫn cả cơm chó à? Ờ, có cả cơm trong này nữa à? Ờ. Ngon. Với cái investigation 11 okay. Thì Aris thấy rằng đây là có vẻ một cái con mana canh mà treo đổ. Có vẻ như là đây là con mana canh nữ và hiện tại là nó không có mặc đồ gì. Lizzy sẽ kiểm tra phòng ngủ của nạn nhân. Bừa bộn. Nhìn sơ qua đống đồ trên giường và nhìn sơ qua những cái tủ xong có những cái thứ gì như là vật nhọn hay là có gì đó. Kiểu như là liệu những cái tủ nó giống như là nó vừa mở ra không? Có khá nhiều ngăn tủ vừa mới cảm giác như là lục lọi gì ở đây. Một vụ cướp, khá nhiều... một vụ cướp, Rezi độc thoại. Ừ, ok. Hải Đường vẫn nhìn thấy mọi thứ qua cái camera mà đúng không? Có, vẫn nhìn thấy mọi thứ. Hải Thường có thể... Rezi cũng nhìn thấy có một cái lá thư có phải được đặt ngay ngắn trên bàn trong cái đống bừa bộn đây. Rezi sử dụng máy hen làm cái lá thư lớn do ra đọc. Để không bị dính dấu vân tay. Gặp tôi ở cối xay gió. Gặp anh ở cối xay gió. Nhanh. Có người ký tên không? Không người ký. Cố gắng ghi nhớ cái chữ viết này nào. Chúng ta sẽ đi soi chiếu. Racy thì thả bức thư gấp nó lại rồi để lại chỗ cũ. Nó được đặt vào chỗ cũ. Bước ra gặp Artis này. Anh kiếm được gì không? Hiện tại thì chưa. Và Aris cũng dùng make hand. Đẩy cái con mana canh xem ở dưới chân mana canh có vết máu không? Ủa? Cho lúc này thì có cũng... một ít. Ok, quay ra nói với Crazy. Khả năng là cái việc này nó xảy ra sau khi vụ mất tích mà là còn vừa mới xong. Nói gì là cái vụ tôi thấy vụ này sẽ có nhiều bên liên quan. Thay vì là một vụ rõ ràng hiện trường hiện tại đang rất giống một vụ trộm. Nhưng mà với cái bức thư kia thì tôi nghĩ quá là đáng ngờ đi. Xem nào. Và đặc biệt hơn là hai cái xác kia như nào đây? Hai xác cảnh sát à? Hai xác của hai ông cảnh sát. Này, dạ. anh kiểm tra xem họ chết chưa? Kiểm tra xem họ chết chưa? À. Họ chết chưa? Tưởng check lúc nãy rồi. Đường sẽ kiểu... Đâu? Ủa cái đấy có đó tưởng lúc nãy check rồi mà. Roll medicine rồi mà. Ủa nhưng mà hình như anh Thiện chưa có báo là họ ngưng thở mà. Đâu, thế bảo bị mất máu nhiều à? Thiện có nói là bị mất máu nhiều đâu. Chết luôn à? Ok, chết luôn à? Đường sẽ... Này, ông có speak with the dead không? đúng là cơ hội ngàn năm. Rồi gì kiểu nhìn ở phía sau. Không, tôi không có. Không có à? Nhưng mà cậu không phải chúng có. Nhưng mà tôi có này. Tôi có. Ok, cho ông chọn nói với ai. Được rồi, từ từ. Chắc lúc đấy Đường sẽ kiểu messenger, kiểu thằng anh có cảm kiểu chỉ tay vào một ai đấy bên đấy kiểu đập một mana canh ra. Thế thôi. What the fuck ma hả? Ui trời ơi, ai nói thế? Sợ quá. Ui sợ thiệt đấy. Gọi họ lẹ một lần đi. Bây giờ gọi ông bên trái không? Tụm đồng xu đi. 1D2. Đồng xu là 1D2 đó. Ok, bên phải, 2 là bên phải. Ok. Phải ok. Cắt một speak with that. Rồi. Này. Vâng, người được chứng kiến mọi thứ bên dưới kiểu vãi lì trời sắc nó ngồi dậy được anh nhờ. Được nhìn thấy được không nghe thấy. Này, ánh sáng lấp lóe một xanh lá cây từ hốc mắt và hốc miệng của cái xác. Hỏi đi mọi người. Cái xác nhìn vào cổ tay trái. Hỏi cũng đơn giản. Daisy chỉ tay thẳng mặt vào ông cái hồ ma đó. Ông là người đánh anh ta à? Ông là người giết anh ta à? Chỉ vào đâu? Em hỏi ông cái ông hồ ma đó là anh là người giết anh ta à? Chỉ tay vô cái xác bên chỉ, trái chỉ thằng trái đúng không? Không.
một câu. Một câu. Aris lấy tay bóp chán, không muốn nói gì cả. Được rồi, được rồi, phải, còn có 4 câu nữa đúng không? Đúng. Nào, 4 câu nữa thôi. Gia Aris đặt ngón tay lên miệng, quay về phía Crazy. Con nào, đừng có, con nào, tôi khó chịu đấy. Oh. Được rồi, nào mọi người đừng hỏi thế nữa. Khủng quá. Rồi, câu tiếp theo là okay. Gì đó? Hết hai câu rồi. Ai là người... Câu hỏi là gì đây? Câu hỏi là gì đây? Ai là người giết anh? Aris quay rồi nhìn phía cái sang bên phải ạ. À? Ai là người đã giết anh? Cordelia. Oh, this kind of fun. Nhớ gì? Có phải cô ý đặt cái mannequin sau khi sát hại hai người không? Tôi không biết. Thì em ta chết trước khi mà cô ta đặt đó mà sao anh ta biết được? Hỏi tại sao đi cả nhà? Hỏi cái gì đấy đấy? Khó nhỉ? Từ, hầu đáp khó, đợi chút. Cho suy nghĩ một chút. Trong lúc đó thì Racy chậm bước xuống, núp sau vài bức tường để xem coi là tường đường như nào rồi. Đường như nào ạ? Đường thì chú cảnh sát kia hỏi han có vấn đề gì không, chỉ đưa về chỗ đồn cảnh sát, hỏi xem là cũng biết nhà chỗ nào không. Rồi lúc này nhà đâu, người bước lên. Em có thể hỏi con Luca làm sao rồi không anh? Cái lộn con Leo. Leo đang trình bày với cảnh sát là không có bắt được. Leo chạy chưa hay là đứng lại trình bày? Chạy rồi, phải chạy phi lên rồi đấy. Chạy rồi. Thế thì một lúc sau khi mà chỉ Hải Đường đi về đồn cảnh sát. Rồi, đi đi nha. Chú để xem lên đổi ca với thằng bạn đấy. Oh shit. Đường sẽ kiểu ngón tay thật linh, ngón mùi kiểu gì thôi, cái cảm thấy là nhanh lên. Cảnh sát lên. Racy sẽ tìm chỗ nước. Chạy đi. Bạn hay nhảy. Nhảy bố cửa sổ. Hỏi nó đi, rồi xuống đi. Leo đang nằm đâu? Cháu để chú dẫn cháu đi đồn cảnh sát, còn để chú gọi thằng bạn xuống đây đứng canh hộ đấy đã. Không, mọi đường sẽ kiểu thôi đừng, chú đừng đi, cháu sợ. Ở đây nhớ người ta ra người ta mất cháu tiếp, vậy sao chú đừng đi? Chú đứng đây với cháu ấy. À, không sao, thế đi cùng chú. Cái hai bạn đấy hay, đồng nghiệp của chú cũng vui tính lắm. Okay. Oh, một thằng tên là phải, thằng kia tên là trái. em nấp bức tường á, cái ông mà cảnh sát lạ đó, ông có đội nón hay gì không? Có, sure. Rồi, có. Sử dụng mấy hang, kéo cái nón của ông đi, kiểu gió ấy, cho ông chạy đi, lấy. thế thì nó bao tố luôn chứ không phải là... Đây là... Aris quay ra hỏi. Ok. Điện chuyện nói đi, chuyện nói đi. Cái khi mà kéo lên thấy là được có quai. Đây là cái mũ kiểu cái mũ sắt của cái bọn cảnh vệ hồi xưa ấy. Không phải là nón rơm. Ủa gió gì mạnh dữ mà. Ui giời. Ông đây nhạc hơn đúng không? Rồi các thanh niên bên trên đang làm gì nữa không? Aris hỏi nó một câu. Ok, last câu hỏi của khi hai người vào đây, cô ấy đang làm gì? Khi hai người vào đây, cô Delia đang làm gì? Trả lời không biết thôi. Không biết thôi. Cô ấy vào khi bọn tôi đang ở đây. Ok, được rồi. Rút. Aris quay sang nhìn Crazy, rút thôi. Ok, cái lúc mà ông cảnh sát lại đây cúi xuống lấy nón ấy, Crazy quan sát xem coi là cái túi sau của ông có cái chìa khóa hay gì không? hoặc là ví. Em đang ở trên tầng 3. Ok, cái lúc mà ông vừa cái đội nón luôn á. Ok, chạy ơi, không làm được đâu. Chạy. Chạy đi đâu? Quay sang bảo. Aris quay sang bảo Crazy. Mời ông chỉ vào cái cửa sổ. Tôi hả? Mời ông á.
Ủa, ông nhìn tôi gầy gò ốm yếu này, ông nhìn tôi gầy gò ốm yếu này và tôi nhảy trước hả? Từ nào đến tôi xem coi có cái gì không để dùng được. Oh Jesus, chả có quái gì cả. Có Foley không? Có ai thì nhỉ? Feather Fall không? Có Feather Fall không? Feather Fall ấy. Không. Nghe thì không có rồi, tôi không có. Hình như em có đó. Ok, cố thủ á. Em nhảy đi. Khoan, bây giờ nghe này. Ngay chúng ta sẽ ở đây. Ngay khi mà hắn vừa bước vào, tôi sẽ sử dụng mấy hàng kéo cái nón hắn xuống, khiến cho hắn mất tầm nhìn. Sau đó chúng ta sẽ nhanh ngay lập tức chạy ra ngoài. Tôi và cậu chạy ra ngoài. Ok. Ok, dùm em xem có phải tờ phone không? Thế thì bây giờ như này. Ông kéo, ông dùng mấy hàng của ông kéo mũ xuống. Tôi dùng mấy hàng của tôi cạn chân. Được không? Không có. Cậu là thiên tài. Hợp lý. Sao phải chạy? Phải đường nhìn hai người vẫn đừng nói chuyện mà không chịu nhảy xuống đi. Phải đường kiểu xuống đi. Đến cầu thang rồi. Đấy, tự nghe nhiên lại ngay cửa sổ đó. Nghe thấy tiếng chân ở chỗ cầu thang. Nấp ngay cửa nào. Cậu và tôi, mỗi người một bên. Ok, ông nấp bên phải, tôi nấp bên trái. Ok, ông cứ đẩy ra là nhé. Nhé, em cắt mấy hen. Đưa đàng đâu. Em muốn làm gì với những người bạn này? Nhìn không lường trước được vấn đề này. Hai đứa lăn stealth. Ok, quả này đi rồi. Stealth là nghe được đi lắm rồi. Đi rồi luôn. Chúng rồi, stealth 3. Rồi đi. Stealth của mình là... 18. Thấy Aris. Ủa, ai đây? Chuyện gì xảy ra ở đây? Cháu nấp đi. Lấy giáo ra. Người ta không thế nha, người ta bảo đi rồi nhá. À, từ từ đã. Rồi, được không có chức năng nào khi ông ấy ngất đi cả mọi người, cố lên. Cố lên. Anh bình tĩnh. Tôi vào đây, tôi thấy không có ai trông, tôi vào xem có đồ gì, tôi nhặt tôi đem bán, mà tôi làm đồ. Em vẫn đang nắp một bơm. Đợi thời cơ. Từ từ anh ạ. Tức là cái ông hiện hình ra tên là gì nhỉ? Cái bạn bị Stealth 3 là tên là gì nhân vật nhỉ? Aris. Aris có đứng cùng hướng, ví dụ như là nắm tay như này, thì Hải Đường có với được tay qua chỗ Aris không? Coi như là có nhá. Ừ, rồi xua. Rồi, Hải Đường sẽ chặn nó ra invisible, tàng hình. Rồi, ok. Cái lúc mà ông ta tàng hình á, thì ổng có đi vô kiểm tra không? Tại vì Racing cũng đang đợi, đang núp. Ông ta mới chạy vô Racing, kéo cái mũ ta xuống xong chạy luôn. Tức là ông ấy nhìn thấy Aris đang ở đấy rồi, ông ấy nhìn thấy bóng mình đấy rồi, Đường sẵn đấy phát thì bóng mình đến biến mất luôn. Cái gì ra vậy? Cái gì vậy? Okay, Aris đứng yên không cử động, nín thở. Starry cũng nín thở luôn. Rồi, phải, trái. Cái gì ra? Đường sẽ bắt đầu kiểu gào thét các thứ, chú ơi, em ơi, chú ơi, sợ quá các thứ. Không được rồi. À, không được, không để con bé ở đây được. Ông ấy sẽ bắt đầu qua gõ cửa cái phòng bên cạnh, xem có phòng nào, nhà trọ nào bảo trông hiện trường, rồi ông ấy chạy đi về đồn. Chạy. Aris chạy. Chạy luôn. Chạy. Bây giờ đang có dân canh. Chạy đâu? Ra ngoài hay chạy cửa sổ? Oh shit. Có ý hay. Tôi có thể là đi cái cell để cho thằng một trong hai ông cảnh sát, còn xong bước xuống đi ra. Ông đỡ, tôi có đi cái cell. Ừ, được nha. Hai cái xác nó nằm trong phòng. Đầu tiên ta phải lấy gì đó đắp hai cái xác đã. Dân chưa biết. Đầu tiên ta phải lấy gì đó đắp hai cái xác đã. À, tôi có luôn. À, nhưng mà đây không có đất. Ở đây không có đất. Có chăn trong phòng. Cái chăn kìa. Nó có chăn kìa. Đây xì xì mấy hang kéo cái chân lại. Rồi yên nghỉ nha hai ông bạn. Rồi. Ok. Rồi mày biến thành đúng hai ông ấy đi ra. Ok. Dân sẽ hỏi ủa nhưng mà sau rồi cũng thôi. Hải Đường 6 tuổi đứng bên cạnh nhìn hai thằng ngu ngốc kia kiểu tại sao ta lại đi với đội này? Rồi mọi người đã xử lý thành công. Nhớ tự trừ resource mình dùng. Ok. Leo đang đâu ạ? Leo đang ở cách đấy 2 block nhà. Rồi. Hello các bạn. Rồi đấy, chơi vui nhé. Tức là mọi người ra gặp Leo, còn Đường vẫn đang đứng với các cô chú dân. Đường muốn mà ra cùng hai anh cảnh sát kia cũng được. Được mà đi. Nếu không thì một trong hai người quay lại bảo là đón Đường vì đây là bố con của Đường ông ấy là được. Aris trong ấy ông phải quay lại với Đường. Đi. Okay, đi. Đi. Là... Ê, nào.
Từ từ nào. Quay lại vây vây. Bây giờ tao đi đi. Đi theo à? Rồi được rồi, mọi người đã đi ra khỏi khu nhà đi. Rồi, khổ mọi quá. Người đã ở cách đấy hai dãy nhà rồi đứng cạnh nhau. Làm gì? Man, tôi chưa lấy lại được cái vé ở xì bà. Em muốn được cast Vicious Mockery lên hai người bạn nếu vậy. Có cast gì em? Hai ông 30 tuổi đó. Để cho mấy con bé sao cho mày. Ngồi lo với cái thứ việc này. Ngoài nào cô bé, ngoài nào. Lát nữa tôi ta sẽ mua cho cháu một cái xúc xích nữa nhá. 3 đồng vàng. 3 đồng vàng. Đây là hai cái spell slot của tôi. 3 đồng vàng. Này này, đây cũng mất một spell slot level 3 nha. Mà ông kia lại hỏi 2 câu rồi. Crazy lại còn hỏi mất 2 câu. Chứ không phải là đau khổ. Thế trong cái lá thư viết gì thì chú ơi? Bây giờ chúng ta phải tìm ra chỗ cối xay xỏ. Lá thư ơi, nghe này. Lá thư tôi không biết là ai đã viết lá thư đó, nhưng mà trong lá thư thì họ xưng là An và em. Tôi đang nghĩ đến là bạn trai của cô. Cô tới gì? Cô mất tất cái. Cô đi lạc. 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 Ừ, đúng rồi. Ừ, thì tôi không biết là người em, người được xưng em trong đó có phải cô đi lạc hay không, nhưng mà họ hẹn nhau ở cối xay gió. Thì thôi nhanh lên, trời ơi từ nãy giờ chắc được 30 phút người ta đi xong rồi á. Ai qua rước tôi với mấy đứa, alo. Ơi. Qua rước với. Qua gì? À đâu thì Leo vẫn đang đứng với mọi người rồi mà, coi như là mọi người đang tập trung. Ôi là đứa mọi người, okay. Tập trung lại rồi. Tập trung lại. Có ai biết chỗ cái cối xay gió ở đâu không? Tôi coi như là hoàn toàn có thể hỏi người dân ở đây và người dân coi như là đi đến nơi. Để đi thôi. Đến okay. Cái chỗ cối xay gió này thì cũng hơi tách khỏi cái thị trấn một tẹo. Có vẻ như là có một cái làn sương bắt đầu đi ra cái khu này, làn sương hơi phủ nó xung quanh trong cái vùng này. Mọi người đến cái cối xay gió và trại của Jurin, nó viết ở bên ngoài như thế. Có vẻ là vì cái lớp sương này bạn cảm thấy cái đất, cái đường rất là hơi lầy lội, đi chỗ nào là đất dính vào giày đến đấy, khá là không có cả những cái mảnh hạt các thứ nó dính vào. Và những cái cỏ cây ở đây có vẻ là đang tàn lụi. Khi mọi người đến cái chỗ cối xay gió thì nó ở giữa cái cánh đồng, cũng có cả một vài cái thú vật trông cũng là có vẻ là không được chăm lo, quả thú vật ráo rác. Đến chỗ cối xay gió có một cái cửa, mọi người có muốn gõ cửa vào? Rezi muốn đi xung quanh quan sát bên trong. Cá Leo muốn gõ cửa. Khi mà gõ cửa thì mọi người sẽ một vài giây không có gì, và xong rồi có một cái cô gái mở cửa, có vẻ là trông là một cái nông dân. Mọi người muốn gì vậy? Cho xin hỏi quý cô đây tên gì nhỉ? Rồi, tại vì chúng tôi đang đi tìm kiếm một người, có vẻ là cô ấy đã có dấu hiệu xuất hiện ở xung quanh khu này. Tôi tên là Helen. Thế quý cô tìm đây... tìm người lạc ở đây không có ai đâu. Thế thì quý cô đây vài hôm gần đây ai qua lại đây đáng ngờ đáng nghi, có thể là đi cùng với một đàn ông hoặc là đi hoặc là một cặp đôi chẳng hạn. Chú Sirio ạ, cháu đi tìm bố. Ok. Aris nấp ra một bên. Sirio thấy cái tầm nhìn ở đây không có ai tên đấy đâu, nhưng mà mẹ cháu và bố cháu ở đây. Làm hả? Thằng gì có chuyện đấy? Không ai đâu. Ô đóng cửa. Lúc đang nấp ấy, anh ta nghe tai vô sâu lớp tường để cố gắng xem bên trong có tiếng động, kiểu có một cuộc nói chuyện nào xảy ra không. Leo lấy tay, như cô đóng cửa, Leo lấy tay chặn cửa lại rồi. Ê, không, từ, tôi còn vài câu hỏi tôi muốn hỏi. Thế thì phiền cô cho chúng tôi đi vào, ngồi vào bàn hỏi được không? Không, tôi đang bận lắm. Mọi người không có gì, vấn đề gì ở đây đâu. Tôi sẽ cố gắng kiếm một cái khe nào có thể là đút mắt vô nhìn vô trong. Gì nghe bên trong có vẻ có tiếng sột soạt gì đó. Sột soạt. Ghế, bàn ghế đẩy. Xung quanh có con chuột hay con gì không ạ? Có con kiến được không? Em muốn... có con trồn. Con trồn có chui được vào nhà không anh? Hơi khó. Không có con gì khác mà con trồn là con muỗi con... được. Chùa con muỗi. Ủa, đường còn mở camera được không? Camera mở được. Mở. Một lần mở camera 100 GP từ tiền đấy chú. Ui xùi. Từ bản. Càng thế nhỉ? Từ bản.
Là tốn 140 tê để mua, đừng mua tai nghe với kính thật. Sự thật. 6 tuổi mà tự bản quá. Cô Helen này, cô Helen này nếu mà ai mà chặn cửa không chặn nữa là cô sẽ bảo để tôi đóng cửa. Lùi lại thôi. Thì rút tay ra lùi lại thôi. Quay về. Crazy Lan có một perception. Crazy perception á. Ok, perception. 21. Có nghe bên trong một giọng nói là bọn nào vậy? Em không biết. Này. Không phải cảnh sát đâu. Nghe sợ. Trông họ nhìn như là du lịch, không phải họ có kiểu trông như người đi mạo hiểm. Được, cái này. Đừng xếp tung con mũi. Tôi nghe có tiếng một người đàn ông ở chổng, và có lẽ là cô Hà Lan đang cố giấu cái điều gì đó. Các anh thấy sao? Kiểu đóng giả, cảnh sát, điều tra hay... Tôi tưởng là cô bố đạp cửa xông vào. Không có hai cái xác hả? Cháu cũng đang nhìn thấy hai cái xác đâu, cái này cháu chưa gỡ ca mà hai cái xác đâu. Còn hai cái xác đạp cửa xông vào. Bây giờ tôi mới là crazy á, đóng thành hai cái xác, đạp cái cửa xông vào. Chắc chưa, anh chắc được phải đã. Trong đấy có người đã từng ở cửa cái nhà đó. Hai cái xác đạp cửa xông vào. Mà đã, cái này. Tại sao tôi và anh phải biến thành hai cái xác trong khi chúng ta có thể biến thành cái ông cảnh sát lạ? Không biến thành hai cái xác thì đội trong đấy nó mới sợ. Còn biến thành ông cơm ở ngoài ấy, thì đội bên trong đấy thì chạy thôi. Vậy bây giờ hai người biến thành hai cái xác nhé, xong cá ở đằng sau, cá đi theo nhé. Mày đừng xem một cái mọi người, à? Đừng đi bắt mướm để thả vào nhà. Tại sao chúng ta phải biến thành hai cái xác trong khi một người có thể biến thành một người tra hỏi vô được mà? Đâu cần phải tốn. Không. Biến thành cô quán rượu ấy. Hai anh đã biến thành hai cái xác, hai anh đang là hai cái xác rồi. Ủa vậy hả? À ok. Ừ. Đang là hai cái xác rồi. Thế từ nãy giờ gõ cửa là cảnh sát rồi đúng không? Không. Em gõ cửa. Rồi. Ok. Đang là hai cái xác rồi. Bây giờ hai người nghe tôi nè, hai người đạp cửa xông vào, tôi đi theo. Tôi có gì tôi sẽ khách cho mọi người, yếm cho mọi người. Hai người hãy tin tôi đi. Xong quay qua con bé 6 tuổi nói, bé ngoài đây á. Bắt mướm, bắt muội. Racy móc ra một cái crossbow. Cậu thấy này không? Tôi chỉ có 30 cái mũi tên không đi. Đúng không? Nghe nè, tôi chỉ có 30 cái mũi tên thôi. Tôi còn không có mũi tên nào á. Oh my god. Má câu này nè. Bắt mướm hay thả vào nhà đó. Không. Tôi thấy chúng ta nên đâu là gõ cửa. Ok, chúng ta nên gõ không, cửa. Đừng gõ cửa, chúng ta sẽ mất đi yếu tố bất ngờ. Tại vì hồi nãy anh đã nói là có tiếng xì xầm nghe rất đáng nghi. Anh là cảnh sát đúng không? Anh thì phải tư bản, anh ấy đạp cửa bay vào. Cảnh sát đây, tất cả đứng yên. Anh ấy cầm cái gì cũng được. Hey, anh nên nhớ là nếu chúng ta mà hành động bay bà. Hành động bay bà cũng được. Tại vì nếu họ kiện, cô họ cũng sẽ kiện hay cái sát. Đó, kiện ngay cái xác chúng ta chết rồi mà. Nhưng mà lỡ như họ có vũ khí thì sao? Kiểu lỡ mới đạp cửa vô xong, tự nhiên đâu ra một ngọn giáo, một thanh kiếm xong chém tôi thì sao? Sao có hiểu anh quốc? Không chết được bây giờ này. Anh làm khiên thật đi. Là tôi dám đạp cửa. Ok luôn. Bây giờ tôi sẽ đi trước nhé. Bây giờ tôi sẽ đi trước rồi chúng ta sẽ dàn hàng thành tam giác. Đấy, tôi sẽ đi trước rồi tôi đạp cửa. Rồi. Chuẩn bị đập cửa nhá. 1 xong 2 3 3 Yo. Em hỏi sao được không ạ? Em hỏi sao được không ạ? Rồi. Trong lúc mọi người kiểu đang bàn kế hoạch để lao vào thì đường có thể đi xung quanh xem có cái cửa chính hay là có cái cửa phụ nào mà để lao ra được không ạ? Để người cửa trong nhà lao ra được ạ? Cửa sổ thôi, không có cửa phụ. Ok. Cho đường sẵn cái cửa sổ. Ok. Mọi người cho một con nhóc 6 tuổi chạy một cái cửa sổ. Rồi. Đập cửa. Athletics. Mọi người roll giùm em luôn ấy. Em mất cái casheet. Cái casheet em nó bị cái gì vậy? Ok, thế roll hộ nào nha. Athletics. Nhưng mà một người đạp chứ ba người cùng đạp hả? Ừ, cho nó mạnh đấy. 16 hai người, chỉ rồi. Hai người đạp được thôi. 16 với 6 nè. 16 với 6 ạ. Đã thấy cầm bong mấy cửa. Đạp bay cửa. Cửa bay. Cái cửa này làm bằng khá là lỏng lẻo. Okay. Gì vậy?
thấy người vừa mới vào thì thấy có vẻ như là có một bóng người là trốn đi đâu đấy, xong rồi vẫn cô Helen đang đứng giữa nhà giật mình. Đứng lại chúng ta là cái khách, đứng lại không? Đường thấy một người chạy ra cửa sổ vấp vào đường. Rồi nào, Đường sẽ dùng thôi rồi, một phép giao một ớt cho ớt che màu submit để bà ngã xuống, bởi vì Đường chắc chắn sẽ không túm lại được. Đường còn quá ngông trẻ. Backstep đúng không? Reggie nói với hai ông bạn là xử lý cô gái kia đi, chạy theo tên đang trốn. Được xem. Rồi, thanh niên vừa ra ngoài cửa sổ, vừa vấp về hải đường, vừa bị cái chỗ đất lùn đấy ngã dập mặt, gọi lộp cồm bò dậy. Đường sẽ ngồi lên lưng, người ta ngồi phép ấy. Reggie chạy đỡ. Rồi. Đường sẽ hô lên là siêu, con là con bố này, bố không nhận con. Con nào, con á? Reggie chỉ đang, ồ, hóa là con của cháu à. Này ông bạn, chúng ta lần đồn nói chuyện hả? Ơi, cái, làm gì có quyền bắt tôi? Sao lại không quyền, bọn tôi cảnh sát. Tại sao lại không? Này, mỗi lời nói của anh có thể là hả? Bằng chứng cháu ăn trước pháp tòa. Tôi không dính líu. Chỉ có những người là những người phạm tội mới là nói ra thôi. Tôi đã nói ăn gì đâu mà ăn lại nói dính líu. Lần đầu không nói nhiều. Bố cứ đi cùng con đi ông Hào đó. Bây giờ này giải quyết nha. 50 GB ăn có không? Hả? Gì vậy? Đó rồi, lúc đầu nói rồi, đây sẽ cần tiền. Tôi không có tiền tôi để hết ở chỗ cái xưởng gỗ của tôi rồi. Chỗ nào? Xưởng gỗ. Anh tên gì? Cereal. Ok. Cereal. Tôi tưởng mọi người biết. Cereal. Bố cháu tên Cereal mà. Tôi chỉ giả vờ thôi. Tôi biết ăn là ai rồi. Cereal. Ăn bị từ đọc lại văn mẫu của công an ấy. Ủa, giáo dục công dân rồi ta. Thôi được rồi, nói chung là như vậy đi. Trong nhà như nào? Tôi không, tôi vô tội mà. Tôi không liên quan đến việc mất tích của cô ấy đâu. Cầm mồm, anh cầm mồm cho tôi. Tôi sẽ tra khảo làm sao. Cảnh sát này lại thế. Cảnh sát này nó độc lạ quá vậy. Cảnh sát ở Bình Dương đúng không? Cho tôi thời gian để chứng tỏ. Tôi sẽ chứng tỏ được mà. Im mồm. Người sẽ đứng bắt đầu kiểu ôm chân. Không, đứng im ở đây. Tao đang ôm chân mặt. Reggie sẽ tra khảo. Reggie sẽ kiểm tra túi quần của tên đó. Tra khảo nào? Không, ý em là kiểm tra túi quần á. Túi quần. Sẽ thấy có một vài vật tư, vài đồng tiền lẻ. Có hai cái lọ. Ra là ba lọ, nhưng một lọ đã bị vỡ từ lúc mà ngã xuống ở chỗ hải đường. Lọ cho ba lọ dung dịch mất nhãn. Cho ba lọ dung dịch mất nhãn. Cho ba lọ dung dịch mất nhãn. Crazy cầm hai cái lọ ra và để bên đây. Ông đây đúng không? Crazy để bên đây hai cái lọ đúng không? Nói cho tôi nghe mau, hai lọ này hai lọ gì? Đó là hai lọ nước thánh. Nước thánh á? Nước thánh. Ăn đi trừ tà hả? Đúng rồi đó. Ăn đi trừ tà hả? What the fuck? Tại sao? Làm hai lọ này? À bố nhầm. Hả? Mày là đứa nào? Con là con bố thế, mẹ bắt được con là con bố. Mày có ngon ăn hả? Mẹ ngon ăn đúng không? Cái... Tuổi này... Không, làm sao đúng được? Tao mới có 25 tuổi mày. 25 tuổi rồi cũng có thể có con lại. 25 tuổi rồi, anh có con rồi. Có con rồi. Rồi, nghe này, im, cảm ơn. Này, nói cho con nghe mau. Anh lấy hai loại này từ đâu? Tôi mua. Mua? Ở cửa hàng phép thuật trong thị trấn á. Mua để làm gì ạ? Để phòng thân. Để làm gì? Phòng thân. Tại sao phòng thân lại cần nước thánh? Anh sợ một con quỷ rồi đó, đớn ám anh à. Đúng rồi, quỷ tôi có thể chứng minh ra chỗ ụ đất ở sau sau cái
Câm không? Anh không có quyền nói chuyện. Ok. Ủa? Ơ kìa. À khoan, 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 khoan. Nói thứ bình, đâu, thứ bình. Dạn ra cái chỗ ụ đất ở phía sau cối xay gió, tôi sẽ chỉ cho không. Tôi có bằng chứng. Ủa đỡ phía sau. Dùng mây hèn cho người ta vào đi ba, đứng bắt đứng 6 tuổi đứng ôm. Ok, ok. Reggie sẽ dùng mấy hàng còng giữ chặt thanh niên nó lại và dùng thêm lực chân của mình để giữ chặt và cố gắng để thanh niên không bị đau. Này, được. Ra kiểm sao đi. Ra sao kiểm tra đi. Rồi, anh quay lại trong nhà đi. Trong nhà đi em. Nó ở đằng sau cái cối xay gió ạ. Chỗ đất. Tôi có thể đi cùng mọi người để chỉ. Không, được rồi, anh bạn nghe này. Anh cứ nằm ở đây với tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. Tôi là một cảnh sát gương mẫu. Gương mẫu quá. Gương mẫu. Được rồi, chắc tâm sự nói chuyện đâu. Hải Đường chắc là sẽ chạy ra chỗ ụ đất mà ông ấy bảo. Xem có gì không. Còn trong nhà làm gì nữa đây không biết. Qua với cô Helen với hai ông bạn kia. Trong nhà hả? Trong qua đó có cọng dây nào không anh? Em trói không? Có. Mọi okay, người mạo hiểm giả đi cũng có dây sẵn. Lấy cọng dây chói bà Helen lại. Để dắt bà ra ngoài kiểu. Thế này thì cũng chói ông kia lại. Serial lại ừ. Mặc gì? Hải Đường khi mà ra tìm cái chỗ ụ đất thì thấy đúng cái chỗ đấy. Có vẻ là không phải là ụ đất mà là hố đất. Đường bắt một con kiến hỏi đây có gì đấy ạ? Pick with animal. Ồ được chị luôn ha. Animals. Con kiến không nói gì nhờ nó biết chỗ này là chỗ nào. Ở đây là cối xay gió. Bạn cần gì? Cái hố gì á, cái đống đất gì á. Mọi người đào hả, người đào giỏi vậy. Người đào không giỏi bằng kiến đào, người đào. Tại sao người ta lại đào? Người ta đào người ta để gì á, người ta đào từ bao giờ? Người ta đào không phải làm tổ. Trời, đào làm cái gì? Kiến không hiểu. Đào từ bao giờ chứ? Đào vài tiếng. Khi mà vẫn còn không phải lúc trời tối, trời chưa tối từ lúc nó đào. Rồi, đúng là bọn kiến. Đường sẽ thả con kiến ấy đi, rồi muốn quan sát xem xung quanh đấy ngoài nó chỉ là một cái hố ra nó còn gì xung quanh nữa. Có thể dùng survival hoặc investigation. Cả hai đều thấp thì là em giống ngẫm rồi. Thôi cho survival đi. 15 ạ. Có dấu chân đến và đi chỗ đào và có vẻ là trong cái chỗ đào có một cái gì như là một góc của tờ giấy có vẻ là vẫn còn sót lại. Khi mà lấy ra thì thấy có là một lá thư. Mở ra sẽ thấy em sẽ là của anh trong cái chết cũng như trong sự sống. Cordelia. Cái hố đấy tức là nó là một cái hố đúng không? Nó không có gì dưới đấy đúng không? Cái kiểu như là chôn cái gì đấy dưới. À là nó là cái mộ cái ụ lên này đúng không ạ? Ừ đúng rồi. Em tưởng cái hố cơ. Rồi em sẽ cầm tờ giấy chạy ra cho mọi người. Nó tìm được cái này nè, sao có cái mộ vui lắm. Racy sẽ... Đây, ok, ngươi nằm yên ở đây. Để tôi cho ông kia nữa. Chói ông, chói cô ấy, Helen ấy vào đã. Vào trong một cái cột của cái cột xay gió. Xong rồi đi ra chỗ đất, xem mọi người làm gì. Ừ, thấy Hải Đường chạy sẽ... vào với cái tờ giấy lá thư đó. Xin biết, giải thích đi. Còn nhiều thư hơn nữa mà. Sao có mỗi một lá? Mọi người có lấy hết vào đi chứ? Đây là đều những là thư tôi tìm được ở chỗ của căn hộ của cô đi lạc. Cô đi lạc. Ok, Aris đi ra cái chỗ cái mộ đó, Earth Mode, để xem là trong cái đống đất đấy còn cái gì không. Có vẻ là hết rồi. Hải Đường đã tìm thấy cái thứ cuối cùng còn sót lại. Xin lỗi anh bạn, nhưng mà đây là thứ cuối cùng rồi. Không thể thấy được, không thể được. Bằng chứng đâu hết rồi. Hay là bọn người đã lấy rồi. Cái anh Tân Thánh ơi, chúng ta chết hết rồi. Ra mọi người bay từ tung vậy, đường với cái cá. Đi bay. Lạc. Bay theo con bướm bướm. Chúng ta chết hết rồi. Mọi người, có cả ai ở ngoài thì nghe rõ hơn. Nhưng mà thấy tiếng các cái con động vật ở các cái lồng ở xung quanh, các cái chuồng xung quanh bắt đầu kiểu kêu lên. Bò... các cừu bê các từ có nghe có vẻ hỗn loạn. Xong rồi từ phía rừng đằng xa mọi người nghe tiếng sói tru. Đường vẫn hiểu bọn nó nói gì mấy 10 phút lận.
Còn nó nói gì? À ok. Trời ơi, dối đến trời ơi. Thôi rồi, có cái kỳ sĩ nó đến nó ghê lắm, con ơi chôn đây. Sói, có tiếng sói. Cháy đàn rồi. Lỡ đấy anh từ anh tra cái từ này tiếng Việt là gì? Tránh đường cho quản gia đến. Quản gia. Tức là bây giờ mọi người đang ở trong nhà hết à? Anh như nào và đang bị bay? Hay là mọi người vẫn đang chói nhau xong ngủ? Có người ở ngoài, có người ở trong. Ai muốn ở ngoài thì cứ nghe rồi. Rồi rồi, đường sẽ kéo tay của Crazy 69 thì bảo chú vào nhà đi chú. Không không muốn ạ, vào nhà đi chú ơi. Đừng đứng ngoài này xóa ăn thịt á. Này, tôi kìa, đi vô nhà nào. Đó, xong chưa vào nhà, cố gắng. Đường sẽ cố gắng nhặt cái cửa lên để bên mình chiếc cũ. Thế Arisa giúp một tay, nhanh nhắc cái cửa lên, để đẩy. Chúng này, Crazy kéo cái tầng Zero kia, ngồi vào ghế. Ờ, tháng ta vẫn bị chối nhá. Này, okay. Chuyện quá gì đây xảy ra. Đây, mọi người cố gắng đặt cái cửa lại chỗ cũ, nó trông như thế này. Vừa để gip vào trong thread. Mọi người sẽ nghe thấy là từ ngoài có một giọng nói của một người đàn ông nghe khá là vang vọng. Syria ra, chúng có chuyện muốn nói. Và nghe có vài tiếng sói chu. Sói bảo gì ạ? Nói bảo ra đi, ra nha anh mày. Rồi ôi, quản gia đến đây rồi. Ôi ra đi mày. Ra đi tao cắn cái thôi. Đường sẽ quay ra kiểu messenger các thứ cho mọi người trên đường không muốn nói nữa bạn ạ. Có mấy con sói đến. Con sói bảo là quản gia đến. Quản gia là ai cháu không biết. Quản gia là ai vậy? Hai đứa nghe cái giọng này quen quen. Land Intelligence. Hai đứa nghe giọng này quen quen. Bố ơi, không phải, sorry. Nghe quen quen là thấy có điểm ạ. Intelligence đâu ta? Intelligence là cái số to thôi. Lan thẳng ở đây. Nhầm. Nên Intelligence safe. Nhầm. Không phải là 21 ạ. Chỉ con thông minh đúng ạ. Là một người đi cùng Christian Thanos ở trong cái xe ngựa. Chốt mà được đấy kiếm tiền không? Ây da. Trong nghe cái giọng này, chú ơi. Thì như có đến cái ông viết nhạc. Viết nhạc? Liên quan tới ông viết nhạc á, nó có chắc không? Chú là Christian Thanos. Đi cùng á. Trời ơi, khiếp chứ, trong chiều nay ở chợ hàng chục người nghe cho nhớ ai à? Sao nhạc đáng yêu thế anh? Ủa, nhạc đâu vậy? Nhạc đâu nhạc vậy? Hala. Nhạc Hala thôi. Nhạc cu tê vậy. 3 giây tự nguyện tắt mic không là đường tắt mic này. Rồi, tắt. Ok. Có vẻ như là cậu đã có một vài người bạn. Cái trốn nếu cậu nhưng sẽ không bao giờ có lại được cô đi lẻ đâu. Chúng ta có thể ra đây nói chuyện nhờ nhờ. Siro, chuyện con đó đang nói chuyện với ai vậy? Siro, nó đang ok nói trước đi. Hình như tên đó đang gọi vô trong, tức là chúng ta có thể nghe được đúng không? Đúng rồi. Đứng ngoài nó vọng vào qua cánh cửa nửa vỡ. Đừng sợ quá, người ta không đập cửa vào. Ở gì Crazy quay mặt sang Siro. Này Siro, tên đó là ai? Thì thầm. Đúng quỷ đó, quỷ hiện đây. Quỷ? Đừng bắt đầu. Con quỷ hút máu à. Đừng bắt đầu đi. Trong một ta chỉ chơi nói chuyện rồi. Thì chúng ta sẽ bày kế hoạch nữa. Chúng ta phải làm gì đây? Ông mày có. Tôi vote cat fire bot đi trong mặt đó. Đừng vào góc, tự chói mình vào góc. Tao không liên quan đến bọn này, tao cũng bị bắt. Crazy lại chỗ nãy, chuẩn bị là nhặt hai cái lọ nước thắng rồi. Còn một lọ nè, chia cho ai nè? Để tôi đi đầu cho. Để cho chia cho tôi một không. Lọ. Không. Crazy chỉ tay, vô Siro. Hãy để hắn ta là nó nói chuyện với tên kia. Không. Thôi không đi đâu, ở trong nhà. Alice quay sang Leo. Alice quay sang Leo hỏi. Ông có disguise không? Ông có disguise không? Disguise. Sadly, no. I have silent image. Khoan đã. Tôi có cái phép này. Tôi có Mazo in image.
Cái gì Silent không? Image là tôi có cái Major Image, tức là tôi có thể tạo ra một cái ảo ảnh có mùi hương, có tiếng động, có thể hành động được luôn. Nhưng mà không nói được, cái đấy không nói được. Ủa, không nói được. Thôi, 120 người biến thành Siro ra được mà. Hắn cứ ra thôi. Dạ. Yeah. Nói chuyện với hắn trước đã. Mọi người chuẩn bị có gì thì lao ra mà cast Firebolt thôi. Ok, đừng tự chó mình trong góc nhà rồi, đừng không liên quan đến mọi người. Nào này quá nguy hiểm thế cậu ạ. Chú xin chào. Aris quay, chú xin chào. Cứ lên. Biết là nguy hiểm nhưng mà thế thì tôi đề xuất là nói chuyện trước để xem. Có vẻ là lần này lại không muốn gặp mặt rồi. Đáng. Nhưng thôi. Lần này. Tôi đã đứng đây nhiều lần rồi. Sẽ để cho các những người bạn nhỏ làm việc. Tao sẽ nói hẹn gặp lại nhưng chắc là chúng ta không gặp lại đâu. Và mọi người thấy các con sói bắt đầu xông vào qua cửa sổ và qua cái cửa Earth Mode. Ngay lập tức Aris cast Earth Mode vào cái cửa để kiểu chát đất lên đấy, chát đất lên cái cửa ấy. Ok. Cho nó. Rồi, em cũng mới hàng giữ cái cửa lại, giữ chặt cái cửa lại. Rồi. Có cái cửa sổ mà. À, cửa sổ. Aris có thể ông làm cái gì đi, ông đứng nhìn, đừng có đứng nhìn nữa. Leo không có phép nào để giữ hết, Leo có nguy thờ em luôn. Siro, mày mau ra kia nói chuyện với tên kia đi chứ. Sói so, nó xong rồi nhà chưa? Nên là nó ngoài cửa. Rồi mọi người lăn initiative thôi, sẽ biết. Rồi sao? Cả hai sao wizard và initiative cao vậy? Em là 5 à. War Magic 8 này. 8 á? Em 7. Bao nhiêu? 18, 5, 7 với cả gì? À không, Aris là 8. 18. 8, 5, 7. 23. Liệu cả 23. Cả 23. Aris bao nhiêu? 8. 8 rồi. Hải đường 5. Yeah. I 7 nhỉ? Crazy. Tại sao lại có ông wizard? Rồi, Liệu làm gì? Thấy sói lao vào chỗ cửa sổ. Cửa chính thì đang đẩy nó vào. Có vẻ tổng cộng là 5 con. 10 foot radius presents of the point within range 60 feet. Cái cửa sổ nó phân bổ như thế nào anh kiểu? Cái cửa sổ hay là nó là một cái lỗ. Nó chỉ có một cái. Ừ. Để nó có xong rồi hết. Ok, nó sẽ như vậy rồi xong nó dàn hàng ngang rồi đúng không? Không, nó nhảy lên được vào. Một cái cửa sổ thôi. Ừ. Một cái cửa sổ nhưng mà nó phải nhảy lần lượt vào. Đi em đổi nhà combat rồi đó. chơi cái này không? Em xả một cái Wither and Bloom ngay cái cửa sổ luôn. Wither and Bloom, ok. Tức là cái cửa sổ như vậy em cắt ngay đi. Nó nhảy rồi, nó dính ngay đi. Cái Wither and Bloom là instant, ngay lập tức chứ không phải nó ở đấy mãi. Yep. Đấy là hút máu người này cho người kia. Hút máu người này người kia nhưng mà nó... Nó là phép duy nhất có đam ha? Ồ, nó là phép duy nhất có đam. Hả? Thật sao? Cắm mưa quá. Ừ, đó là cái rất có đam. Nhà mấy người mùa hay. Sao lại? Ô mày có đơn tôi bảo mà. Dùng cận chiến thôi. Cứ quy thần luôn đi anh. Cứ quy thần luôn con nào hay con nấy. Rồi, em được 3 con. À, thôi, 2 con đang đứng ở chỗ cửa sổ, 3 con đang đứng ở chỗ cửa chính. Ồ, một con success, còn fail, đam em bao nhiêu? Đâu rồi ta? Từ, đâu rồi đó? 2D6 ạ. 2D6. Nếu mà fail thì ăn một nửa. Success thì ăn một nửa. Fail thì ăn hết cả. À, success thì ăn một nửa. Fail thì ăn cả. 7. 7 rồi, ok. Ờ, nghe level 5 mà 7 nó ít quá ta. Ây da. Rồi, đến lượt của người tiếp theo. Ai nhỉ? Aris. Aris. Làm gì bây giờ? Có ai có lời khuyên gì không? Chạy. Để tên Siro ra kia không đi. Không chạy được, không chạy được. Bây giờ nó đang đứng cửa chính rồi, 2 con bên cửa sổ không chạy được nào. Độn thổ, biến mất. Khó nhẹ. Đánh thôi hả? Không. Ừ, có phép AOE nào không? Có phép kiểu Fireball hay là Tidal Wave gì không? Đúng. Thundershock cũng được. Fireball không có map hơi khó tính. Nó tải được mà, mọi người thoải mái. Tải được mà. Bây giờ cái căn nhà là 2 con cửa sổ, 3 con cửa chính. Yep. Ủa, thế vừa rồi là Leo cắt vào đâu vậy? Cửa sổ 2 con. Leo cắt vào cửa sổ 2 con. Một con fail đúng không? Đây là Theater of the Mind. Mọi người muốn thế nào hoàn toàn có thể miêu tả. Những thứ mà Thiện chưa miêu tả mọi người có thể tả và nghe nó hợp lý ở trong một cái windmill. Mọi cái cối xay gió nó có. Thì nó có.
Hay vậy là cái win moon nó to mà kiểu nó bằng một cái phòng á. Nó bằng một cái phòng. Một cái phòng nó vậy cái win moon lưng như một cái phòng 10. Một cái phòng 30 feet. Ừ nó kín luôn cái phòng á. Kín luôn cái phòng. Ờ. Tại bình thường mà cái nó sai ta. Có tầng không? Có tầng không? Thế nào chẳng có cầu thang cứ chạy có đi. Cầu thang. Thế nào cố thủ trước đã, khi nào bọn chúng Reggie đạp ghế của thằng Siro, kêu thằng Siro chạy lên tầng mẹ đi. Rồi nó chạy. Rồi nó chạy rồi nó ngã vì bị trói. Helen bị cột trong cái cột mà. Thì cũng cười nói cho Helen đó. Cười trói cho Helen. Leo móc con dao ra cắt hết chuyện trói. Nhớ để mắt đứa hai người họ nha. Rồi. Bảo là rồi Leo vừa nãy làm và bây giờ Aris làm thì rồi họ cả hai người đã ra rồi chạy lên okay, tầng có hai con đúng không? Ok, cắt building hand về phía hai con cửa sổ vậy. Aris đưa bàn tay lên. Hai con đều success đam định. Hold up. 5. không phải túi đâu. Không phải bao nhiêu là nói nhá, tiện không nhìn. 3d6 fail success một nữa. 8 à? 8 nửa thành 4. Aris hai con xem lông tí. Kiếm ạ, sang ai? Hai con mà vào cửa sổ thì ăn một phát là kiểu cái Wither and Bloom, cái da nó hơi co vào xương một tí và bị xong bị xém. Hai con này trông nó vẫn khá là khỏe mạnh, đang gợt gì thế? Thôi được rồi. Nên Helen và Cereal thì chạy lên tầng. Đến ấy đó. Hector rồi đó. Đến lượt Crazy. 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 Được rồi, bây giờ này chúng ta phải target vô một con. Crazy sẽ bắn con bơn. Lúc này Leo đang đứng bên phải bên trái. Đang đứng đối diện cửa luôn. Cái này bé. Cái bé lắm, chạy đâu cũng được. Chạy đâu cũng được, không vấn đề gì. Cứ cắt AOE đi, không chết được đâu, đừng lo. Trời ơi, bắn Rushbow mà. Có phép nào cắt AOE đâu. Cứ bắn đi, cứ bắn thôi. Trời bắn, lăng, 25, chúng không? Chúng. Cho vào đam con mất máu nhiều nhất nha. Bao nhiêu? Trứng máu, trứng đam. Rồi, con đấy phải bắt đầu yếu. Hai được. Daisy lùi lại ngay cái cầu thang. Đạp đạn, ok. Đường. Đường bật dậy chặn lên cầu thang. Cố lên. Cố lên. Gì chứ? Xong rồi, cứ đường lên. Đang vẫn còn spec với anh em mùa mà. Đường sẽ đứng trên cầu thang, cậu khò nó xuống, cậu bọng cậu xuống kìa. Các chú xoay, đừng đánh, bọn cháu có làm gì đâu, đừng có đánh bọn cháu. Persuasion hoặc Animal Handling. Trời ơi, chỉ dạo đến phút này thôi. Cố lên nào. Pika sẽ rất tự hào. Persuasion cộng 10. Pika sẽ rất tự hào. 28 anh ơi. 28. Dừng rồi. Lại. Ôi rồi. Nice. Con sói mà mất nhiều máu nhất là tức là dừng lại và suy nghĩ lựa chọn cuộc sống của nó. Và một con ở bên cửa chính cũng dừng lại. Ồ. Rồi. Sói mà. Đường hết là đường làm gì có làm gì đâu. Sói mà biết question in live choice hả? Ngồi đó. Giữa sự sống và cái chết nó cũng phải tự hỏi chứ. Ok. Hai con ở cửa sẽ đạp cửa là huých vào cửa. Mọi người cứu. Chúng mình chết đấy. Rồi, cửa chính bây giờ đã toang nhờ công của những người đạp cửa từ trước. Hai con sói nhưng mà nó đã mất action, nó chạy vào đứng cạnh ba người. Con sói còn lại ở cửa sổ thì cắn Leo. Cắn Leo. 20 cho là trúng. Rồi. Leo lăn cho em một cái strength save. Strength save. Em không được bị kéo này. Em bị ăn 8 đam, bao nhiêu? Strength bao nhiêu? 20 chục. Em không 20. Con sói cố gắng quật em ngã xuống khi mà nhảy lên cắn em nhưng mà em vẫn đứng vững. Em ăn 8 máu, mất 8 máu. Rồi. Đau. Quay lại từ đầu. Initiative Leo. Initiative Leo mà cái con nó mới tạp em nhồi cho nó cái firebolt vào mồm. Firebolt là trưởng đánh tầm xa, con này đang ở ngay cạnh em. Nên là bị disadvantage. Yeah, no, disadvantage. Mọi người thấy em nhắn lên chưa? Chưa thấy cast spell. Con này. 2d10. Phải đánh trúng đã. Độ chính xác đã. DC 13. Con sói là DC. Cái attack roll của nó là 13 đúng không? Yeah. 13 trượt. Cái lúc mà con sói đang đưa đến cắn vào Leo, Leo giơ tay ra
Nhưng mà cái vẫn là cái chỗ tay nó cắn, nó lại ngoạm vào tay, đẩy dịch ra. Cái tia lửa Firebolt này bắn vào trần nhà. Thấy chỗ đấy bắt đầu hơi cháy lên một tí. Lăn, được, lăn cho anh 2D10 xem là đam lửa bao nhiêu. 7. Rồi, đám cháy không quá to nhưng mà nó vẫn bắt đầu cháy. Mọi thứ bắt đầu từ Firebolt ra ngay nữa. Tiếp theo, đến lượt của Aris. Khoai nha. Này thì không đem bát. Không bát đâu. This guy này, chạy này, ra rồi. Đây, làm cái này, các người làm cái gì chặn bọn hai con kia đi. Để tôi bắn chết con đang cắn Leo. Đừng bắn Leo là được. Ông nghĩ tôi chặn bằng cái gì? Ông nghĩ tôi nên chặn bằng cái gì? Anh không biết đâu. Chúng ta có gì để chặn? Có cái gì để chặn? Để tôi bắt trước tôi bị chặn. Mấy hen, mấy hen. Mấy hen sao? Mấy hen không có đam. Hai người dùng mấy hen so đầu mấy đó. So đầu đi để đừng tiếp tục tiếp. Xong rồi roll animal. Hen đồ linh đúng không? Xong rồi roll animal hen đồ linh đó. Ok. Còn không thì cầm dagger xuống đi chém đi. Ok bây giờ nhưng mà cái bọn này không có cantrip nào gây down luôn à? Có nhưng mà có. Có nhưng mà thì cứ đấm anh ấy. Older dead. Từ chỗ. Mình sẽ cast shield trước. Mình nghĩ là mình sẽ cast shield trước. Shield là cast khi mà bị đánh trúng để có thể nó đánh thành trượt. Aris, sorry. À, mình có cái này này. Aris đúng không? Aris có fireball đấy. Có fireball mà. Chơi không mà cháy nhà nữa. Nhưng mà fireball cháy. Fireball nó không hiệu quả. Fireball cháy đấy. Đông chạy là nó có đống rơm ấy. Cháy. Bây giờ cửa là ba con đang tìm mình rồi. Mình đang đứng gần gần cửa rồi. Burning Hand. Lại Burning Hand, Burning Hand đang bé. Burning Hand đang bị bé. 3D6 đó ba, bé gì? Đây 6 chia đôi. Kệ nó. Ui, còn cái nào khác hả? Thế thôi, có counter spell. Chứ còn cái gì khác hả? Con sói chu lên và cast một cái phép để cho counter. Con sói bị cast phép luôn á, anh ơi. Không, chứ không ngay được. Counter spell khá vô dụng ở đây. Counter spell mạnh nhưng mà... Fire okay, thôi, nó sắc sắc không có lăn lửa gì nữa. Là Burning Hands thôi. Rồi, Burning Hands có thể cast về phía hai con sói. Ý chứ có á? Một bên là hai con từ ngoài cửa chính xông vào, một bên là một con đang cắn Leo. Để cast sang chỗ hai con sói. Rồi. Hai con kia đi, Leo tôi xử cho. Một con success, một con fail. 6 lan. Một con lan sóng, con 3. Ok. Con fail là 3-6. Con success là thích một nửa. Rồi, 6-3 xong rồi. Nó hiện đam lửa luôn là 6 rồi đây. Tại sao 3D6 ra được hẳn 6 với mẹ giỏi thật đấy. Chịu ra, ai biết được. Rồi. Thôi được rồi. À, vừa rồi là Aris the Crazy. Thấy bạn Hòe đang lửa tứ tung. Phùng. Piu. Phùng. Đây, đừng có chữ lửa, đừng có bắt lửa tùm lum chứ. Nâng nỏ lực, chấm vào cổ sói đèn cắn Leo. Rồi lần. Bùm. 22. Trúng. Crazy đúng. Đang đứng, chắc là đứng đằng sau đúng không? Chứ không phải đứng gần. Ở đây, đây, cái... Ngay cái cầu thang thì đứng đằng sau. Ok, đứng phải. Sau. Bắn con nào? Rồi. Bắn con cạnh Leo hay bắn là con, bắn một trong hai con cạnh Aris? Cắn Leo, cắn Leo, cắn Leo. 22, trúng. Trúng, bao nhiêu đam? Em đang đam ấy. Mới. Ui, càng đấy. Rồi. 10 đam. Rồi, nếu mà không còn làm doanh tiếp thì Hải Đường, mọi người ngồi đọc xem mình có bonus action gì. Rồi ôi. Level 5 rồi. Hải Đường đứng trên cầu thang, nhìn ba con sói còn lại vẫn chưa chịu. Nghe lời khuyên của mình, Hải Đường rất buồn. Hải Đường bắt đầu đứng chửi cái con cạnh vì sẽ smoke cạnh Leo. Rồi. Hiện tại thì Hải Đường nói bọn nó hiểu, nên là chửi vẫn dính. Fail. Bao nhiêu? Wisdom save DC 15 ạ? Fail. 2 ạ. Anh lăn nát 1 rồi, không phải đi biết DC bao nhiêu. À, tức là nếu mà con sói fail thì là nó ăn 4, em tưởng em fail rồi em 5 buồn. Trời ơi. À. Chửi ăn 4 năm tinh thần. Rồi. Chửi đi. Đứa nào chửi nghe con sói nói. Xong rồi em sẽ một cái bonus action, em healing word lên Leo. Lăn heal bao nhiêu? D4 cộng với charisma 6 ạ. Leo hồi 6 máu. Đến giờ đến bọn sói, hai con cắn vào Aris. Okay, cả hai con đều được advantage về compact tactic. Không phải chứ. Cắt siêu. 17 đúng không? Từ đã mình chưa cắt siêu. Siêu. Shield thì lên bao nhiêu? 14, DC 14. Không, shield là nó cộng vào AC, 5 AC cho bạn. Cộng 5 AC. Là được bao nhiêu?
Quên rồi, hình như là 15 hay 16 á. Để xem. 16, vẫn trúng. Ừ. Hóa ra bây giờ là được gần ship của mình ạ. Vẫn trúng. Có thể quyết định là không cast cái đấy. Cái đấy là được không biết trước đi. Ok thôi, không cast. Rồi, phát thứ 2, 16. À đâu, cũng 17. Rồi, 2 phát 17 hết. Đam. Úi dồi ôi. Ừ. 22 đam, 2 lần strength save. Hai lần strength save và ăn 22 đam. Ăn 20. 22 đam. Ừ. Đau ấy. Đau ấy. Trượt Leo. Con sói mà cạnh Leo thì cắn trượt. Strength save bao nhiêu? 7v8. 7v8 ngã. Ngã xuống đất. Prone. Còn hai con sói đều lao đến cạp vào hai cẳng chân của Aris. Mỗi con kéo một bên thì Aris ngã xuống đất. Còn Leo thì này vừa đúng ra là trúng nhưng mà vừa bị chửi của đường nên disadvantage đánh trượt. Đang tự hỏi life choice của mình. Quay lại từ đầu Leo. Con đứng cạnh Leo có vẻ yếu, bloody, máu me rồi. Hai con đứng cạnh Aris thì vẫn khá là hăng, có vẻ là chưa dặn nhiều quá nhiều đam. Em sẽ móc con dao kìa, em xiên nó một phát. Xiên đi, bao nhiêu? Từ 25. Dagger 7 đam. Ok. 7 đam. Sao em không dùng Toll the Dead, nó 2d12 em? Ừ. Sao em không dùng Toll the Dead, nó 2d12 đam em? Thôi không sao. Ừ không sao, nhưng mà newbie thì anh chắc. Đâu, ngầu mà. Ngầu mà, không sao. Ngầu, vẫn ngầu. Xoạc phát, chọc vào cái lưỡi nó. Rồi, nếu mà không di chuyển nữa thì Aris. Không di chuyển, không di chuyển. Có phải Roll đứng dậy không? Đứng dậy. Ồ. Mất nửa tốc chạy. Được tốc 2 anh là mất tốc chạy luôn chứ. Trong này thì làm gì còn tốc chạy nữa. À, ừ, thế cứ đứng dậy thôi. Ok, đứng dậy, đứng dựa lưng về phía Leo. Ừ. Mình có mỗi kiểu burning hand, cut AOE ạ. Cantrip có gì? Cantrip có gì? Cantrip toàn ấy thôi. Toàn Firebolt thôi, không có Magic Missile. Magic Missile là spell level 1, à, ok. Spell không 1. Có cái nào Saving Throw không? Saving Throw thì không quan tâm là ở cận chiến hay không? Không có rồi, toàn để đi tiếp thôi. Ok. Một dao ra đâm đi. Rút dao ra đâm được mà, không có dao. Burning Hand hoặc rút dao ra đâm, tùy. Đấy, ăn 22 đam hoặc là 4 máu thôi bạn. Chạy đi, làm sao mà chạy được. Chạy có ra thể dùng hành động chuồn disengage để nó không đớp được. Nhưng đấy sẽ mất hành động của mình. Thì mất action thôi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy. Chạy đâu nữa? Chạy tầng 2 à? Chạy lên cầu thang. Ừ, chạy lên cầu thang. Ok, tăng đi chứ. Tăng cho đây bắn chứ. Mới còn 4 máu rồi. Tăng đến 4 máu. Nó cắn một, hai con cắn một phát là gần chết rồi. Còn một cái healing wood thôi đấy. Hết healing wood đấy. Để tôi tăng cho, lát tôi có ngất thì tôi còn cái lucky để mà tôi cứu cái deck throw. Ừ. Ừ, cũng được. Ừ. Ở đây có Earthbind này, nhưng mà Earthbind này chỉ có một target thôi. Earthbind là chỉ không bay được thôi, nó không phải là gắn vào đất. Ờ, cái này là snare, nó kiểu snare. Đúng. Thôi, chạy tầng 2 và cắt, chạy lên chỗ của Hải Đường và tiếp tục cắt Burning Hand. Chạy là mất action đấy. Nếu mà chạy không dùng hành động để chuồn thì nó sẽ cạp được theo bằng reaction, bằng phản ứng của nó. Thôi, phải disengage rồi. Ờ, vậy thì disengage và mất action. Có bonus action làm gì không? Không có. Ok. Đến Crazy, có vào thấy chỗ chặn chó. Con cái con hồi nãy cắn Leo chắc chưa? Vẫn còn thoi thóp. Còn thôi, quay sang mục tiêu khác. Một trong hai con mà cửa trứng ấy là nó có đầy yếu hơn. À, gần như xem nó ăn khá là ít. Một con 6 đam và nó con 3 đam. Bắn con bên trái, bắn con bên trái. Rồi, con nhiều đam hơn rồi, chưa? 19. Trúng. Đam à? 8 đam. Rồi. Piu vào lưng nó. Nhưng mà có vẻ là người nó khá to, không hề lắm. Great, Crazy xong rồi. Hải Đường, hay Crazy có bonus action làm gì không? Bard nữa hay là Wizard nhỉ? Wizard nữa. Bard có nhiều cái nghịch mà. Đọc feed đi. Nếu không thì tuần sau. Rồi. Tuần sau. Hiện tại ai có khả năng gây nhiều đam nhất trong team mình ạ? À? Em biết hỏi câu này thôi. Tôi là ai? Crazy đúng không? Ok. Đường sẽ dùng một cái... Bây giờ là cá gây nhiều đam nhất. Rồi được rồi. Đường sẽ dùng một cái Bardic Inspiration, cái hỗ trợ của Bard, để rồi cộng thêm một cái D6 cho Crazy. Vào cái mẹ thì Crazy làm gì làm. Cố lên! Các thứ đồ á. Một D6 gì cơ? Một D6 đam hả?
cộng một D6 vào vào một cái D20, một cái D20 và cái nào của đó tùy chọn thích thân động được. Trong 10 phút nữa tùy chọn được một lần. Xong rồi Đường sẽ tiếp tục chỉ vào cái con. Mẹ chắc là mày cái con vật đớp vào leo được chửi nó tiếp. Rồi. Phải làm như thế là không được. Phải làm như thế là vi phạm đạo đức của loài sói. Ồ DC bao nhiêu? Chửi DC 15 á. Wisdom save ạ. Fail. Rồi, ăn 2 đam thôi. Rồi và nó bị disadvantage đòn cạp của nó. Rồi đam. Và bonus action healing word cho người đang đứng bên cạnh. Em quên lại rồi. Em bonus action để bardic inspiration rồi. À, tới đây hết ạ. Ok. Cạp Leo disadvantage 19. Bao nhiêu đam đây? Disadvantage này lạ quá. 11 đam. 11 đam và strength save. Lại chua. 14. Rồi, hai con còn lại thì chạy đến chỗ Crazy tại vì Aris chuồn rồi lên tầng rồi. Rồi. Phát đầu 15 có trúng không? 15 ơi, AC 14 trúng. Trúng. Siêu. Siêu đâu? Bắt siêu lên. Không có bao đâu siêu. Siêu. Cá siêu ca siêu được không? Bắt siêu không có siêu. Phát sau con sau trượt. Phát. Ok trượt rồi đám đi. 14 đam. Hả? 14 đam. Strength save. 14. Ờ. 14 đam hả? Ờ. Mẹ ơi 14 đam. 4 đam là 28 trừ 14. Ờ, cả 14. Cả Crazy và Leo lăn strength save độ khó 13. Ừ. Nếu mà không qua thì ngã. Nhưng mà thực ra là ngã bây giờ cũng không quá quan trọng trừ khi là chạy. Rồi. Còn đấy đang lên. Strength save của em là 14. Rồi, đều không ngã. Giờ trên đấy em là 14 đâu. Đấy. Cá là 14 đấy. 14 đầu tiên đấy. 14 đầu tiên. Rồi, đến vòng thứ tư. Bây giờ rộng cái con mà cạnh Leo thì khá là gần hẻo. Hai con còn lại thì một con yếu, một con gần như là đầy. Để yên em chửi chết con kia, mọi người để yên đấy. Cũng được, hay Leo quay ra chém con đấy đi. Leo quay ra chém hai con hướng cửa đi. Đừng chém con hướng cửa. Ừ, Leo rằng kia đi, Firebolt ra chỗ hướng cửa đi. Con kia để em chửi không? Firebolt bị disadvantage vì đang đứng gần một kẻ địch. Thôi làm gì làm. Con này thôi rồi đấy. Mấy giờ em lụi. Thôi rồi dead hả? Ừ. Ừ, thôi rồi dead được mà. Thôi rồi dead được đưa mục tiêu. Con nào? Một mục tiêu. Một trong hai con là được. Còn đứng kế bên em. Rồi ok. Chà, mất công chửi đấy hả? Độ khó bao nhiêu? 15. Lăn đam. 2D12. Bên nào là 2D12? Nó hình như nó sẽ lăn. Em không biết. Nó em nghi hoặc ở đây. Nếu mà fail wisdom, mà fail DC15 thì 2D12. Ăn 1D8 đam. 9 đam. Em miêu tả em cái liễu cái con sói này thì như thế nào? Ở dưới sàn tung lên mấy cọc dây xé con sói ra làm bốn, kiểu như cột bốn chân lại xong phát. Ok rồi, có đi đâu làm gì nữa? Em phi lên lầu bài tôi xong việc. Phi lên lầu. Phải disengage xong là chạy được. Kia chết rồi. Có một cái con kia chết rồi. Một con nữa thì đang nghe lời dạy bảo của Đường nên nằm suy nghĩ cuộc đời rồi. Hai con suy nghĩ cuộc đời đi rồi. Rồi, còn đúng hai con thôi. Hai con đang đứng cạnh Crazy. Aris đã disengage lên lầu rồi, nhìn xuống làm gì? Cắt Firebolt thôi. Rồi, Firebolt. Rồi. 8 đam. 8 là độ chính xác, trượt. À, lật đây. Ờ, trượt rồi thì thôi. Rồi, Crazy. Hai con sói đứng cạnh. Crazy à? Chạy đi, lùi ra. Lùi ra là phải action disengage hoặc là disengage rồi disengage cũng lại chạy lên lùi lên cơ tầng 2 hay đi đâu. Khoan sĩ không disengage giờ tôi có ý này. Giờ chỉ còn cách là ok bắn cái con mà mình vừa bắn ấy. Bắn bị disadvantage nếu đứng gần, có kẻ địch đứng gần. 12 cho em xin một cái lucky đâu. Cộng đam vào, đang có cộng 1D6 đấy. Con đang có D6 đấy. Đúng rồi, cộng rồi đó. Đã cộng. Rồi lucky đi. Bùm. Xong cái team mày đem rồi. Lăng lại 1D20 nào. Bùm 18, ôi 18. Cộng rồi, 1D6. Rồi chú, đam bao nhiêu? 21. Chú. Cộng 1D6 vào đam đi. 1D6, cộng đam nữa hả? Nó có D20 mà. À đâu, không phải D20. Ừ thế thôi. Không, đam không phải D20. Thế giữ đây đi. Cộng làm gì? Giữ đi, cộng làm gì? 11 đam. 11 rồi. Tăng luôn chứ sao vợ. Rồi. Ủa, em còn rồi. Cái bonus action á. Ừ. Em bardic inspire ai không hay là hồi máu ai không?
em không có phép hồi máu hay phép đó, em móc dao em đâm con vừa bắn luôn. Bonation sao đâm được? Bonation sao đâm được? Ủa? Class mà. Không. Ok, thế ok, thế bộ quá. Em có Bardic Inspiration muốn dùng không? Nó là giống cái cộng 1D6 sao? Cộng cho tôi nè, để tôi nhảy xuống, tôi đập nó. Ok, cộng cho đường. Rồi. Rồi. Ok, đường sẽ đứng ở bên trên, hết lượt chưa ạ? Đường, go. Đường sẽ đứng ở trên đấy, sẽ một cái healing word cho ai ít máu nhất hiện tại. Thôi được rồi, cho cái ông Aris. Aris đi máu nhất nè. Nhưng mà Aris an toàn rồi, Aris dưới đi. Để cho... Crazy đang tăng nha mọi người. Ừ, cho Crazy đang dưới đấy đi. Đang ở cắt Crazy. Crazy mất máu chưa? 7 máu đó. Mất rồi, mất 14 máu. 7. Cộng 7. Bao nhiêu? 7. 7. 14. Rồi. Xong đường sẽ nhảy từ trên cầu thang xuống vào giữa cái đống sói đấy. Ờ. Ngầu quá. Nhảy lao xuống, Thunder Clap, vỗ thêm cái nào. Nhảy quá. DC 15. Rồi. Con set 15. Fail 15. Fail hết. Rồi, ăn 6 đan. 2 con. Rồi, vỗ tay gái. Ồ. Rồi, xong. Một con gần đất xa trời, một con hơi yếu. Rồi, đừng đứng đấy nhìn và bắt đầu. Thôi nào, các bạn đừng như thế, các bạn như thế là các bạn hư. Rồi. Một con cắn Crazy, một con cắn đường. Con cắn Crazy trúng rồi, không suy nghĩ. Con cắn đường trúng rồi, không suy nghĩ. Không sao ai. Máu còn nhiều, không sao. Con bát này máu 43 cơ. Crazy ăn 9 máu. Đường ăn 10 máu. Không sao. Lùi đi sao? Rồi, Leo. Mình có lớp cây mình ăn nữa. Thấy mọi người bay xuống nhiều đó thì em đi chơi cũng bay xuống luôn. Đúng ta. Người ta làm 33 máu, người ta bị số. Cá đứng trên cái hát một cái quy thần lum. Ok, rồi. Hợp lý. Quy thần bờ lum. Đâu mà ta. Cắt cái gì cơ? Một fail một success, Wizard and Bloom. Hồi máu số 2. Hồi máu số 2. Rồi chơi hát nó nhất trong cái dòng đó. Crazy lăn một cái hit dice. Hit dice mấy à? Hit một die. Cái hit dice. Để không. Crazy là class gì? Crazy class gì? D8. 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 5. 5. Cái cá là intelligence cá bao nhiêu? Intelligence em đâu rồi? 18. Không, để xem. Crazy hồi 9 máu. Rồi. Crazy hồi 9 máu. Ngon. Bọn 2D6 bọn kia ăn bao nhiêu đam? Anh em cứ đánh tôi tăng được. 2D6 đi. 4 đen. Một con chết, còn một con. Tả cái chết rồi mày. Ừ, có. Muốn tả chết như nào? Wizard and Bloom như nào? Còn sau khi Leo đứng ở trên phóng gì đó tím xuống thì còn sau khi nó bắt đầu nó khô, nó héo lại. Người nó tong teo lại. Và một phần sinh lực của nó chuyển vào cho Crazy đúng không? Rồi một cái tiêu xanh gì đó bay từ con sói rã thành bụi bay vào trong Crazy. Cảm ơn. Rồi Iris. Crazy khỏe. Ok, 5 boost là con còn lại. Rồi. 21. Trúng. 2 đam. 2D10. Sao lại ra được 2 đam giỏi thật đấy. 15 PC mắc kì 2D4 còn được 4 á. Nhiều thật đấy. cái này là không khấn rồi. Thấy hẳn cái lông luôn mà. Thật là giỏi. Cứ Mika ra sầm vào đây đi. Không ngại ở đây biết khấn là gì. Aris cầm một mở cái thách ra lấy quẹt lửa ném lên cái giỏi. Ủa? Rồi Crazy rồi. Phải bốn phát nữa. À, đang gần mà. Crazy ở gần. Làm gì? Em ở gần mà. Cầm Rushball tiếp. Rồi. Disadvantage. Bắn. Disadvantage. 19, 18. Trúng. 18 trúng. Ok. Đam. Trứng đam. Gần. Okay. Rồi. 5. Đường. Còn một con. Một chân đam à? Tầm này đi vỗ tay hay chửi tiếp nhỉ? Vỗ tay đi. Vừa trống vừa hát. Thôi được rồi nhá, để biến tấu một tí. 9 đam. Ở đâu đây là Thunder Club 9. Ở đây 9 đam à? Đúng rồi. DC 15 nó trúng không ạ? Concept. Được rồi, cho ngầu nhá. Đường sẽ lôi cái trống lại. Vỗ. Đang. Cha mày. Thức tỉnh đi. con sói trông yếu lắm rồi. Và bây giờ đến lượt nó sẽ cạp nốt phát xong nó chạy.
Cạp xuống đường. Đây. Cạp đi. Ui dồi ôi, 15 đam. Rồi, sao cạp đến mai. 15 đam và nó chạy. Hai người ở gần có thể, nếu có đòn đánh cận chiến có thể đánh nó. Còn không có đòn đánh cận chiến thì thôi. Đắc cơ. Rồi. Chưa đã. Nát một rồi. Đúng rồi. Còn ai gác gờ nữa? 15. 15. Trúng. Crazy. Trúng. Trúng, trúng, trúng. Đam, đam. Đam 1 đến 6. 1 đến 6 cộng dex. Bùm, 5 đam. Miêu tả kết liệu. Miêu tả kết liệu. Đếp quen là 6. Ê khoan, xí xí xí. Đếp quen là 6. Ê 11 đam. Ừ. Thế đi kết liệu đi, kết liệu đi. Dex làm gì lên được đến cộng 6. Đấy, đấy. Thôi nói chung là nó chết. Ờ, rồi. Ờ, nói chung là Rezi cầm dao xong đâm một phát từ hốc mắt nó kéo xuống ngay thân nó. Rồi chết. Nó chạy sang kia mà. Ờ, rồi, nó đang quay đầu đến chẳng có mắt nó và nó quay tiếp, kéo sang người nó. Đỉnh. Đỉnh. Rồi. Yeah, đúng, cũng xấu rồi. Cũng và mà, sau khi mọi người đánh xong lũ sói, một số con chạy rồi và ba cái xác con sói ở trong nhà. Đấy. Lửa thì vẫn có một chút cháy ở trên trần, nhưng mà nếu mọi người để ý thì hoàn toàn có thể dập được. Và mọi người nhìn xác xung quanh. Hết nguy hiểm chưa vậy? Racy bước lên cái cầu thang, chĩa cái nỏ vô thằng Siro. Này, tên kia. Này, mày giải thích cho tao biết là cái tên kia nó đòi cái quái gì vậy? Nó định giết người diệt khẩu á. Diệt khẩu? Thôi được rồi, đại ca, chúng ta phải dập lửa ra. Đúng rồi, dập lửa, dập lửa. Anh nào ném miếng đất lên trên nó đi. Nào phun mẹ cục đất lên nè. Ai phun cục đất lên? Arit cũng muốn lắm nhưng mà Arit ngồi một chỗ, tay ôm lấy cái một tay ôm lấy một chân bị hai con sói cắn. Đường sẽ lên cái xác. Mọi người tưởng tượng một đứa 6 tuổi bị cạp còn nửa cái mạng đang đét lên cầu thang. Ông nhìn về thằng bố Siro đang ngồi co ro các kiểu. Ngồi như Shinji vậy. Đấy giúp chó. Lấy dập lửa chỗ sàn tầng 2 và trần tầng 1. Mọi người đã dập lửa xong. Thế đấy muốn giết người giết khẩu á. Đấy tôi biết là hắn và cái đội ngũ diễn kịch của bọn nó bắt cóc người. Bọn nó bắt cóc cô Delia của tôi. Thế sao có mộ cô Delia sau kia hay vậy? Không không, đấy không phải mộ. Tôi chôn giấu mấy cái bằng chứng ở đó. Đâu nghe tới bằng chứng này. Thế bây giờ anh còn cái gì không? Còn mỗi bức thư đó thôi. Lúc nãy chú bé cầm vào. Bức thư đâu rồi? Được rồi đó. Ai cầm nhỉ? Bức thư ai muốn cầm cũng được. Mọi người tìm được. Rồi, nói chung là có một bức thư đấy. Nói chung Rezi cầm. Rezi cầm. Đây. Xem thử ra nhé. Bức thư này ghi là em sẽ là của anh trong chết cũng như trong sống. Cordelia. Ký tên là Cordelia. Yep. Nghĩa là sao vậy? Không phải ký tên là Cordelia. Cái câu nói đấy là nói với Cordelia. Em sẽ là của anh dù chết hay sống, Cordelia. Ủa đây là bố viết hả? Thôi được rồi, quay mọi người. Được rồi. Quay biết giải thuyết. Mọi người bình tĩnh, tôi có giải thuyết. Vừa vào thì ngữ pháp chúng ta sẽ thấy cuối câu là cái bức thư này gửi cho Cordelia. Và bây giờ thì chúng ta phải suy ra được cái người gửi bức thư này. Thì tôi nghĩ là cái tên hồi nãy hay là một tên nào khác. Tôi đang có phần nghi ngờ cái tên Tristan Thanos. Ôi, Siro này, ông có bức thư mà. Hỏi ông ấy. Bây giờ anh bạn là đơn giản lắm. Hồi nãy mấy con đó là con gì, con sói. Nó tên cái gì, cô bé gì ta, quên rồi. Hải Đường đây, nó dịch cho chúng ta biết thì nó là một người của Tristan. Quản gia. Chính xác hơn là một quản gia của anh bạn Thanos, Christian Thanos. Thì tôi nghĩ là Thanos. Chúng ta nên chúng ta nên đến thẳng. Cùng lắm thì chúng ta đem nhau đi về. Còn thì chết hay bao nhiêu hôm sau cả. Nhìn xem ai còn sức đâm vô. Mọi đầu mối đâm vô tên Thanos đó. Mọi đầu mối đâm. Tại anh nghĩ thử xem tại sao mà mỗi lần mà có những cái phụ mất, cái mốc thời gian mà diễn ra cái cuộc concert hoành tráng của anh ta, nó đều trùng vào những cái ngày có những cái người đó mất tích đi. Hắn muốn dùng truyền thông của hắn muốn dùng truyền thông của cái concert để ép bớt nào
Ừ, bình tĩnh nào. Anh nói là mỗi khoai đã bình tĩnh nào. Anh nói mỗi lần con sếp xong sẽ có một người biến mất đúng không? Khoai đã. Con sếp sắp diễn ra vậy. Anh có nghĩ hắn ta đang nhắm câu mồi tiếp theo không? Ý của ông ấy là, tức là lúc nào mà có người mất tích á, là cái ông già già nó sẽ quay về thành phố mình làm cái concert á, để nó bùng nổ truyền thông và không ai quan tâm đến người mất tích nữa. Trời ơi, người tôi phải dịch hết từ tiếng động vật sang tiếng người, dịch tiếng người sang tiếng người luôn hả? Ok, to miss. Ok, sorry, sorry, to miss. Đừng lại lục cái túi đang dính máu máu kiểu. Thế là có ai đi xem concert không nhỉ? Chúng ta nên đi nhé. Có thể chúng ta kiếm được một vài thứ gì đó rất là thú vị. Đi hết. Con sẽ đấy vào tối ngày mai. Rồi nào, long rest này. Long rest rồi. Khoan đã. Long rest thôi chứ. Còn Serio với Hà Lan thì chúng ta xử lý sao đây? Quay hả? Xử lý gì? Hey. Tôi nghĩ là hai người đấy sẽ biết làm như thế nào để bắt được cái cô đi lạc về. Không, tôi không nghĩ như thế. Chúng ta nên gì vậy? Họ đến một chỗ nào đó an toàn. Như cái quán rượu. Mẹ ơi. Chưa làm, ô mẹ ơi, chưa tìm được một đầu mối nào để mà có thể tìm được cô đi lạc mà tôi đã mất 5 mũi tơ rồi. Ui, tiếc quá. Xuống nhặt đi, gì kìa, đang cắm đi, kìa. Xuống nhặt đi, xuống nhặt đi, sao cắm. Ủa, okay, xuống nhặt hả? Ủa, nhặt được hả? Nhặt được. Xuống, 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 nhặt, rồi, lúc, rồi hả? Nói chung bây giờ mọi người muốn làm gì? Mọi người muốn long rest rồi tối mai đi xem nhạc kịch tại đây, hay là đi đâu long rest? Còn 2 điểm lucky nữa, không muốn long rest sớm. Tôi hết spell rồi ba. Em hết spell, em cũng cần. Em hết spell rồi ba. Em cần đổi spell. Ở gì? Tôi còn hai cái đi xấu hỗ trợ với hai cái điểm lucky nữa cho nên tôi OB quá. Em cần đổi spell. Em cần đổi spell. Em không có đam. Vì sợ. Bát kiểu. Thôi thì thôi. Em sao đổi spell? Tức là long wizard là xong một ngày là được chuẩn bị. À vậy à. Rồi đi em nói gì đi, đi em người quẩy lắm. Muốn mọi người muốn làm gì? Rồi. Long rest. Long rest ở đây hả? À long rest ở đây thì có mấy việc phải làm. Không, một từ là Sirius bảo sửa cái cửa đi. Xong rồi giữa đêm sói nó vào đấy. Sửa cái cửa. Để Ray Sira sửa cho. Để Ray Sira sửa cho. Chúng ta tôi vote là điên rồi. À không, bây giờ đang nửa đêm. Bây giờ là chiều muộn, chiều muộn. Chiều muộn mà chúng ta đi, mà chúng ta đi ra với hỷ chân. Có phải nửa đêm không? Không. Hải đường lựa chọn bên vườn cảnh sát nào vì chúng cảnh sát biết đường. Nhưng mà tôi không đi được. Hai ông nội này vẫn còn là hai cái xác chết á. Hết lâu rồi mà. Hết rồi. Làm sao tôi hết rồi. Hết rồi. Nhau nãy giờ nó còn xác chết nữa. Quá rồi. Bên nhau mất cái hình xác chết chưa? Rồi, tùy muốn nào cũng được. Có thể tự kết thúc được cái đấy cũng được. Không nghĩ thế vậy. Thôi hai ông biết hình gì được. Ủa, đấy cậu phải cảnh sát à? Này. tôi trong một tao không cho cậu nói nghe này, chúng ta nên trở về quán rượu. Bình tĩnh nào bạn, nghe này, chúng ta sẽ cứu cô đi lạc bây giờ nha. Những cái bằng chứng cậu giấu ở đâu? Tôi giấu ở ngoài cái chỗ số đó, mọi người đều không thấy thì chắc bị cướp rồi, trong cái hố đằng sau á. Chỉ có đúng một cái bức thư này thôi. À đó, chắc là bị lấy mất rồi. Chưa đào lên. Tôi hả? Đào lên mà. Đào rồi, nên tôi đào rồi. Không còn đào gì. Rồi, đào rồi, lên một bước tư. Đào rồi, okay, đào hết luôn hả? Ừ, đào hết rồi, không còn gì nữa. Sợ bây giờ rồi. tôi vote như thế này, từ từ mọi người á. Bây giờ chúng ta sẽ đi về quán rượu. Chúng ta sẽ xin nghỉ nhiều một đêm, sau đó chúng ta chuẩn bị sửa soạn, ngày mai chúng ta sẽ đi concert. Và có gì bất chắc ở đó chúng ta úp sọ không luôn. Nghe có vẻ hay á. Thế rồi cậu định xử lý hai người này như nào? Kiểu còn tưởng tượng hai người này hả? Chúng ta hãy dắt thêm hai người. Nếu mà hai người này thực sự nguy hiểm thì hai người họ đã trong cái lúc hỗn loạn, hay chúng ta đang lo đám sói với kia, thì hai người họ hoàn toàn có thể rút con dao và đâm chúng ta từ đằng sau. Cũng đúng. Cái tên hàng này làm được gì? Đúng rồi. Hey, tôi tìm được bằng chứng. Cái gì vậy? Chỉ mất thôi. Đúng rồi. Cảm ơn. Ta không cho người nói. Nhưng mà về thị trấn không ổn, cảnh sát nó vẫn tìm tôi. Có khi bọn kia cũng đang tìm ấy. Tìm cậu à? Này, anh có biết mấy người kiểu celeb rồi được vệ sĩ đi xung quanh che mặt không? Che được mặt luôn hả? Bữa này làm gì có cái đó. ý tôi là mấy tên kiểu chức cao cấp rồi xong được mấy tên vệ sĩ xung quanh che mặt ấy, các hiểu không?
Cũng được, Helen thì sẽ lên tiếng bảo tôi có thể đánh cái xe dơm đi từ đây vào giữa thị trấn, kiểu như là bán đồ của anh Sirius có thể trốn vào đấy. Ok, nghe ý cái hay đấy. Ok, chúng ý quá hay. Chúng ta đỡ phải đi bộ. Đúng rồi. Với lại cho chúng tôi xin lỗi về cái trần nhà bị cháy á. Thở dài. Gặp rồi đúng không? Rồi, ok, đi về thị trấn, đi về quán rượu. Người đi về quán rượu thì bây giờ cũng tầm giờ tối và gặp lại cô Sarah, chủ quán rượu. Leo bước tới và nói xin chào quý cô. Bọn tôi. Mọi người về rồi à? Ủa? À, phải là cô Helen không? Cô làm gì đây vậy? À, này, Leo đưa tay lên. Tôi cần mở ở phía sau. Chúng tôi cần vòng ở phía sau quán rượu. Tôi tìm được một vài thứ mà tôi muốn cho cô xem. Ok, vậy mọi người đi đứng lên đây. Rồi, ra phía sau quán rượu. Leo gõ gõ lên xe. Anh bạn, chui ra đi. Rồi, Sirius chui ra từ sau cái xe dơm. Reggie cảnh giác xung quanh để chắc chắn không có tên nào có thể nhận được xe rượu. Sarah, ủa, anh Sirius? Sao lại ở đây? Cậu kia bảo là tôi đang phải trốn sự truy đuổi của cảnh sát và cái bọn bất công. Leo đưa tay nói là chúng ta nên vào trong, ở ngoài này không an toàn, chúng ta nên đi vào trong, mọi nơi một cái phòng nào private, một phòng nào đó. Rồi mọi người có thể lên một chỗ phòng trọ của bên tôi, cô Sarah bảo. Ok, thế thì tốt quá. Crazy khóa cửa chặt lại tất cả. Ok, có ai có phép sao lên không? Không có. Cô chắc chắn là không rồi. Không sao. Không. Rồi mọi người muốn long rest đúng không? Ừ. Long rest. Khoan đã, cho em show up the truth được không? Zone of truth, ok. Ok, khoan đã nào. Được rồi, tôi sẽ tra khảo anh như tôi đã hứa. Show up the truth. Tra khảo rồi. Gì nữa không? Nghe này. Anh không phải cảnh sát đâu. Ảo tưởng. Ok, được rồi, nghe này. Anh có thông đồng với bọn chúng không? Không, ý gì? Bọn nó còn định giết tôi. Sao không được? Anh có thực sự yêu cô đi lạc không? Có, với cả mạng sống của tôi. Ok, chỗ bằng chứng còn bao nhiêu thứ nữa? Anh có thể nhớ. Còn một đống lá thư nữa. Cụ thể trao là đổi giữa cô đi lạc và 10. Là anh đó, 10. Ừ. 10 lá thư nữa, trao đổi giữa cô đi lạc còn và cái tay Christian Thanos đó. Tôi đã thấy một lá thư ở căn phòng của cô đi lạc. Vậy là còn 8. Ok. 8 lá thư. Có dấu tiện đâu. À, không, cái lá thư nào ấy nhỉ? Cái lá thư đấy nói gì? Gặp ai nhờ của xe gió. Ừ. À, đấy là thư của tôi. Hả? Vậy là cũng chứng. Là bằng chứng. Ok. Vậy là cũng chứng. Mọi người muốn hỏi anh ta gì không? Cái bằng chứng mà anh nói là cái gì vậy? 10 lá thư trao đổi giữa cô đi lạc và tên Christian Thanos. Về nội dung cái việc, cụ thể. Về việc hắn dụ dỗ cô ta tham gia cái đoàn diễn. Anh cho chúng tôi xin nhận dạng của cô đi lạc được không? Cô ấy trông đó như thế là... này. Ừ rồi, ok, mình đã biết mặt. Cô ấy trông như cô đi lạc. Đúng rồi. Đường xe đang kiểu đang ngồi trên giường, đang anh chân ngồi trên giường suy nghĩ kiểu. Thật ra cháu cũng được mời vào cái đoàn đó. What? Mọi người muốn không? Đi quay lại. Được mời à? Đừng có vào sao? À, hắn có trò gì? Dụ dỗ. Tôi trả tin cái thằng Christian Thanos nữa mẹ. Bằng chứng rõ ràng rằng. Quang, hold up. Cá có một gì? Leo có một cái là hay để cho cô bé Hải Đường này đi vào trong cái đoàn đó. Tôi thấy hồi sáng cô bé Hải Đường này đánh ngồi đánh trống mà ông ta rất thích cô bé này. Có vẻ như là có thể làm thân được với ông ta được. Thế thì chúng ta sẽ dùng message. Chúng ta sẽ thần giao cách cảm với nhau, kiểu bắn sóng não kiểu để chúng ta lấy thông tin. Và nhiệm vụ của cô bé Đường này là tiếp cận ông ấy, hỏi được nhiều thông tin về cái gì cũng được, nhưng mà hãy đem những câu hỏi là có ích cho cái cuộc điều tra này. Mọi người thấy thế nào? Đứa bé 6 tuổi ai lại nghi ngờ? Trong ngồi quay sang anh, quay sang Alice, nhìn người này xem, người này vào đoàn và hỏi những câu đó người ta mới nghi ngờ. Dĩ nhiên đi, cô bé 6 tuổi thì có để làm được gì ạ? Chúng ta sẽ dùng kế hoạch như thế. Chúng ta sẽ chắc chắn tham gia cái buổi hòa nhạc này. Và hôm đó cô bé này sẽ join cái đoàn nhạc đó để xem tình hình sức của bà nhạc 120 feet. Oh, ok, để mọi người thấy thế nào? Không sao đâu, cô bé 6 tuổi này vừa chém ba ăn sói.
cô bé mới bị chém ba con sói xong, anh đừng nghi ngờ sức năng lực của cô ấy nữa. Tôi nghi ngờ là khả năng thành công của chúng ta không có cô ấy. Bây giờ mà cô ấy không ở đây mà chúng ta đánh nhau với bọn khác thì chúng ta tạch trước ạ. Ừ. Sao không mọi người lại trông đợi một đứa bé 6 tuổi thì đánh nhau không? Anh nên nhớ là tôi mới bị dưới hàng con sói giúp anh đấy. Tôi vừa tanh xong rồi bạn ơi. Bạn đừng nói vậy, mất lòng nhau. Thôi tôi bị một con sói nó cắn hai phát. Rồi tôi bị một con lần nữa nó đang nhâm nhe nó cắn rồi đấy. Anh đang quên rồi à. Vậy thì không quan tâm mọi người than phiền lắm. Tiếp tục với câu chuyện với Serial. Rồi bây giờ này, trước khi mà cô ấy mất tích ấy, thì anh có thấy cái điều gì đó bất thường không? Cô ấy nói với tôi là có một cái cơ hội gì đó, chắc là với cái tên Christian này đó, hắn dụ dỗ thế nào. Lúc đáng ra lúc đấy tôi phải biết được. Ôi ôi, đường ơi đường, cẩn thận nha cháu. Chú tin cháu lắm. Không sao, cháu còn vừa chém sói mạnh hơn chú nữa. Ờ vậy à, ok. Được rồi, mọi người hết câu hỏi chưa chứ, sao được chú tôi sắp hết rồi. Rồi, thôi gì nữa đâu, thế thôi, xong việc rồi. Ờ thế rồi, ok tôi đi ngủ đi, bảo quá. Ngủ rồi đấy, lâu rest xong. Sáng hôm sau. Có cho Wizard chuyển spell không? Cho prepare spell một cái. Rồi, chuyển. Bộ spell chuyển. Phế thì thôi. Khoan, trước khi mà Daisy đi ngủ nha, nhớ có chói Siro lại nha. Rồi. Cho cái chống sắt của em 1D6 đam đập được không anh? Em đập bằng chống okay. Đúng không? 6 đam, rồi, anh Lan hộ rồi. Ý em là 1D6 đam đập ấy. Để em sau này có gì cầm chống đập cho ngầu chứ vỗ tay hoài mệt quá. À. Khó luôn hả? Ừ. Nó là cái chống sắt này. Rồi. Xong đó, cái tay 5 ấy mọi người. Nó là cái chống chảo ấy. Anh cho em 1D4 dùng Dexterity đánh được. Chọn đường Dex, ma Dex con này. Ồ, có Strength à? Không, thực ra em trừ 1, thôi được rồi, Dex nó không, vẫn hơn. Đó. Là 1D4 đúng không anh? Ừ, 1D4 cộng Dex. Yeah. Đội hình, thắng sợ thật. Đội hình. 15 minutes later. Sao thấp đây nhỉ? Thôi được rồi. Má hành thiện nhảy. Mọi người dậy xong chưa? Dậy chưa? Đang hiểu xong chưa? Trời ơi, dậy rồi. Muộn quá. Rồi. Yeah. 9 giờ sáng. Nhưng mà tối mới coi mà. Tối mới có con sọt manh ngủ mới tối được. Bây giờ chúng ta đi investigation đi. Invest cái gì? Chúng ta đi vòng vòng kiểu nhà ông đó ở đâu anh ơi? Rồi hỏi cái thằng bị chói á, cái thằng gì không biết mà đang bị chói á. Nhà ông ấy ở Javad. Javad ở đâu ạ? Javad ở chỗ của Javad mọi người biết. Rồi được biết. Nào đi ra đấy nào. Thế thì cái rạp hát nó có cửa sau không ta? Chắc có rồi đúng không? Mọi người đến rạp hát thấy nó rất lớn. Và nó có vẻ là 2 tầng gì đấy. Có cả phần nghe nói có cả underground. Các ghế xếp từ thấp đến cao. Nào đến xin học đi mọi người. Có khu vực cánh gà. Nó là cái rạp mà đúng không? Nó là cái rạp. Một cái rạp hát. Có kiểu có một cái sân khấu lớn. Xong rồi nếu mà bên trong thì sẽ có một cái sân khấu lớn. Và các cái dãy ghế kiểu tỏa lên vòng xung quanh rồi. Tự tưởng được giao hát không? Nhà hát lớn Hà Nội á. Có. Ở đó. Nhà hát lớn Hà Nội á. Đó, có 2 tầng, tầng bên trên cũng có ghế ngồi xem và có mấy cái ô để ngồi xem hai bên. Đằng sau của cánh gà có khu chuẩn bị của người diễn các kiểu. Bây giờ đến đấy có gặp được cái đoàn hát đang chuẩn bị cho tối nay không ạ? Sẽ nếu mà vào khu vực đằng sau, cửa trước thì vẫn đóng cửa và bảo hết vé, có bảo vệ. Đằng sau thì có chỗ các cái thiếu niên nghệ sĩ, những người dàn nhạc hoặc là những người nhảy chuẩn bị diễn tập cho tối. Nào, mọi người, chúng ta vào đi xin học nha. Đây là 16 tuổi, bắt đầu người chỉ đạo người đấy. Bây giờ chú phải làm bố cháu, chú này làm ông cháu, chú này làm bác cháu. Chúng ta sẽ để xin học. Chúng ta đi xin học, chúng ta không đi đánh nhau. Chúng ta đi xin học. Tôi có ý tưởng này là tôi sẽ dắt con nhóc này đi một vòng kiểu này. Tôi sẽ làm bố nó rồi tôi sẽ quan sát. Còn tôi với ông này sẽ là bệ sĩ hả? Kiểu hai người thuê của tôi hả? Hợp lý đấy. Kiểu như cửa sau nè, cửa sổ nè, hoặc là cửa lỗ gì đó, có cái gì nó để chui vào. Hoặc là may mắn thì tôi có thể tìm được cái xe của ông ấy và tôi có thể dùng cái bộ dụng cụ này. Đúng rồi. Yeah, có đạo cụ luôn, dùng cái bộ dụng cụ này để tôi tích lóc vào. Đạo cụ. Rồi, mỗi người làm gì? Đóng vào thành bố của Hải Dương.
Ai là bố? Thật là một bố thôi. Nhiều bố quá. Leo là bố rồi, thằng Leo. Leo là bố đúng không? Bây giờ hai bot, hai wizard chia nhau ra đi, tôi lấy hai đường. Đấy. Ừ. Hai bot hai wizard chia nhau ra. Chia nhau ra đi. Thế ai là bot còn lại? Thì hai ông còn lại đi với nhau đi, nắm tay nhau dân vui vẻ. Đấy, đi làm vệ sinh cũng được. Đi theo kiểu người nhà đi cũng được mà. Ừ đúng rồi, đi làm vệ sĩ này, đây, cứng răm này, ừ đeo vô, làm vệ sĩ. Nào, biến hình đi, biến hình vết vùng đi, đô lên. Biến hình đi, vô toilet, biến thành một người đàn ông cao to, da đen, đeo cơ, đeo da đen. Rồi ra, đúng rồi, vệ sĩ. Rồi, rồi. Sao phải đeo da đen? Vì nó trông ngầu hơn. Nó ngầu. Đừng sẽ ôm cái trống đi là kiểu. Rồi, từ đường đi vì ai? Với vệ sĩ đi à? Với Leo. Đi với Leo. Leo là bố đường. Rồi, thế thì vệ sĩ đi với ai? Vệ sĩ đi đằng sau. Thế còn DT nhân vật DT là gì nhỉ? Aris đi với ai? Aris đi làm gì? Đi còn ai đâu, đi cùng thôi. Đi cùng thôi à? Đi có cải trang gì không? À từ từ đã. Bây giờ mọi người đi vào đằng trước đúng không? Ok, thế thì mình sẽ vào đằng sau vậy. Ừ, thế đi một mình. Thôi không sao, đi vào đằng trước, không vào. Chưa đến giờ tối quay lại. Đi đằng sau hết mà. Rồi, đi cổng sau để xin học hả? Ờ, ủa vậy em dắt ngay đường đi đâu? Đi cổng sau để xin học đó. À, đi vào trong người ta chuẩn bị á. Ừ, đi cổng sau để sau hiểu không? Nào, chuẩn bị sẵn tầm vài đồng vàng đi. Này, em đang có bao nhiêu ta để em đi? 20 đồng, nghèo quá hòn. Đường có 25 đồng, đường được 5 đồng nữa. Con người giàu quá. Con người rất là giàu quá. Tôi có nhiều, 17,5 đồng vàng. Anh bạn này đưa tôi 7 đồng đi. Vệ sĩ không cần tiền. Vệ sĩ không cần tiền. Mọi người vào sau tìm người nói như nào? Chắc là sẽ gặp một vài học sinh ở đấy đúng không? Thì đường sẽ có người đang tập mà đúng không? Kiểu đúng rồi. Diễn viên đó. Thì chắc là đường sẽ lo toan đến ông mùi đưa cái vé mà được ông ấy tự tay viết tên gửi đường hiểu không? Đấy, đưa ra kiểu cháu có cái vé, chú ấy bảo là nếu mà hôm nay đến xin học thì đến gặp chú á. Cháu gặp chú ấy ở đâu ạ? Ơ sao tự lập quá vậy? Là thằng bố làm gì? Bố đi theo trông. Có mấy cái người diễn thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đâu. Nhưng mà sao? Thấy một thanh niên quản gia đi. Ồ, cháu lại đến nữa à? Muốn gặp. Cháu xin được bố cháu cho đi học rồi này. Hình như có hôm qua cũng thấy anh. Không có gì. Rồi, chuyện nhà tôi không hỏi nhiều. Vậy là cô bé muốn đến là theo học đúng không? Đi đây, cắt qua hàng chỗ này. Cho người mọi bảo... người đi cùng. Em cho tôi đi theo. Là vào bé. Trong được rồi đúng không? Mọi người vào hết đúng không? Là mình vào trong được rồi đúng không? Từ ông này sẽ bảo có Hải Đường và bố đi vào thôi. Cho người nhà. Hải Đường và bố. Hải Đường và bố đi vào vậy em cắt cái xa lần. Em cắt cái mirror image. Từ. Mirror image là tách ra con kiếm làm gì làm đúng. Mirror image là tạo ra hai ảo ảnh của mình đứng bên cạnh khó đánh hơn. Đứng bên cạnh khó đánh hơn vậy thôi em cắt silent image. Silent image là silent cắt. Image là tạo ra một cái ảo ảnh mình điều khiển không một tiếng. Em cắt một cái silent image một cái silent image đó đi theo Hải Đường. Và em bạn thấy thật thì em đi ở chỗ khác. Nhưng mà cái silent đấy nhìn thấy đó. Nhìn thấy á. Cái sai lầm nhìn thấy á, có ăn xin server không? Tức là không, tức là định cho là giả vờ là bố Hải Đường đi theo Hải Đường rồi. Nhưng mà thật ra là bố đang đi chỗ khác. Nhưng mà cái đấy là người ta sẽ phát hiện á. Tốt nhất là ông không đi cùng nó, không đi cùng luôn. Cái sai lầm làm được, cái đấy sai lầm làm được. Sai lầm nhưng mà không nói gì thoải mái mà. Nếu không thì bố đi ra ngoài luôn, Đường đi vào một mình cho người ta dễ dở trò. Nghe con này sai quá, nhưng mà không biết phải reply như nào. Không, tại vì mọi người nhớ là hiện tại đang đứng trước mặt ông kia nhá, đang bàn gì vậy? Không, đi vào hay không ra, đi vào hay đi ra thôi. Đi thôi. Đường sẽ đi vào. Đi vào. Tôi lo dụng ngoài này cho. Cắt phép là ông mới thấy á, đi vào thôi. Đi vào dùng message nói được là bây giờ. Message nó thì thầm đó ba. Message nó thì thầm đó. Message nó thì thầm. Thì thầm vào cái ngón tay mình á. Thằng đó là sói, không được vậy thôi đi vô luôn. Đi vào thôi, đi sao mình sợ. Đi vô luôn. Rồi, hai bố con và tên quản gia đi vào. Qua rất nhiều những cái người đang diễn tập đang rất là khá là sôi động bên trong đấy. Có những nhạc sĩ đang chuẩn bị bài cho buổi tối. Có những người múa kiểu
người dẫn vào một cái chỗ là lên tầng, cái chỗ văn phòng, gõ cửa. Ngài Thanos, có một tên vệ sĩ đi ra mở cửa bên trong. Thanos, có gì vậy? Này, quản gia. Ngài, cô bé Đường đã đến đây, đã xin được bố mẹ đến đây để xin theo học ạ. Ồ, vậy à? Được lắm, được lắm. Vậy thì cháu vào đây. Chào chú, chào bác. Vậy là hôm nay chúng ta sẽ có chương trình diễn ra vào buổi tối lúc 9 giờ tối. Vậy chú nghĩ là để được học thì tại vì hôm nay cũng khá là bận rộn nên chắc là cháu cứ quan sát mọi người thôi. Anh quản gia có thể đi cùng cháu bé để chỉ cho cháu những cái hoạt động của một cái rạp kịch là như thế nào, có những khâu nào. Cháu là muốn tham gia một phần nào nhỉ? Cháu muốn lấy nhạc cụ á, nhưng mà trước đó thì chơi trống rồi. Vậy thì cháu có thể ra cùng cái chỗ nhạc sĩ, họ đang tập cái bài giao hưởng do chú viết đó. Đúng. Dạ vâng. Thế thì sao? Thế thì ngày mai cháu chỉ được đi theo nhìn đấy thôi hả? Vậy cháu muốn học những gì? Cháu ý cháu là muốn theo học nhạc mà. Vâng, cháu muốn được học nhạc. Cháu cũng muốn được diễn sân khấu nữa đấy. Muốn quả cả sân khấu à? Cháu muốn là một diễn viên vừa diễn vừa chơi nhạc. Nếu vậy thì có một chút kỹ năng diễn nữa. Thôi được rồi, vậy thì đi cùng chú. Dạ, bố cháu. Thật thì chỉ về phía đâu? Bố cháu à? Cháu, đây là đi vào khu vực khá là... đây là khu vực đi vào sẽ thấy là spoiler của những thứ của buổi diễn tối này. Thực sự là tôi cũng không muốn cái buổi diễn lần đầu ra mắt lại có người là biết trước như thế này. Anh thấy sao? Anh cũng phải là một người kín tiếng không? Vậy xin phép nếu mà cả cháu Đường và anh vào hôm nay thì xin đừng ra ngoài cho đến tối sau khi buổi diễn xong để đỡ... Không phải là cũng không phải là không có tin tưởng, nhưng mà nhỡ đâu có mấy cái tay nhà bao nó ra hỏi thăm mọi người thì cũng mệt. Nhưng mà như bố cháu còn có việc, không mà cháu đi mình cũng được. Vậy à? Xin lỗi Tưởng. Vậy thì anh có đồng ý không? Tôi chẳng nhớ là tôi cũng có tí việc ở ngoài, phải đi mua một số thứ. Anh tôi cứ giao con gái tôi cho anh. Anh muốn làm gì đó thì bye bye. Rồi âm thầm cắt máy xẹt. Liệu cắt máy xẹt nó có múa máy tay chân gì không hay là nó có. Có thể là phải đi ra ngoài rồi mới message được. Biết nhau là message được mà. Xuyên vật thể mà. Xuyên tường được. Xuyên tường được mà. Được chứ. Ý là lúc mình cắt cái máy xẹt đó mình có cần phải múa máy tay chân gì không? Có. Múa máy tay chân. Nghĩ về cái người mình muốn nói mà lẩm bẩm. Không thì bây giờ như vậy thì là cái lúc mà nói mà tôi có việc rồi phải mua vỗ vài đường cái này vỗ vài đường cái thế thì con đi theo chú đi nhé, bố ra ngoài tí xíu rồi qua cái động tác vỗ vai đó thì cách lên người được. No. Cái động tác nó ra ngoài mà cắt. Cái động tác nó giống như kiểu Harry Potter phải đúng cái vòng quay tay hay cái gì đấy nó mới ra. Không phải là giấu được. Trừ khi là có Meta Magic Subtle Spell. Nếu mà không biết cái đấy là cái gì thì không biết có. Thôi ra đi. Nói chung là cái mà sẽ xong ra ngoài máy xịt ở nhà đi. Ra ngoài máy xịt đi sao đâu. Ra ngoài máy xịt đi. Rồi. Sao vô ra đây? Bố cháu có vẻ tin tưởng cháu nhỉ? Bé thế này đã tự lập rồi. Bố cháu tin tưởng chú á. Chú là người đầu tiên mà. Ok, cũng được. Thế thì chúng ta sẽ cùng đi đến cái khu vực mà các người diễn chính của buổi tối này nghĩ là họ vừa có khả năng diễn, vừa có khả năng nhạc kịch, cháu có thể học cùng. Đúng ra đi. Rồi, vậy quản gia, cậu quay lại giúp mấy cái người diễn viên ở bên dưới nhá, tập quần chúng kiểu... và các cái hành nhạc sĩ, anh chị nhạc sĩ rồi kìa. Như tôi và cháu Đường đây sẽ đi đến khu vực riêng của các cái diễn viên chính. Rồi, sau khi mà bố ra ngoài thì có message gì? Em hỏi tí xíu là cái lúc mà em đi ra ngoài á thì quản gia sẽ đi cùng. Quản gia đi theo em không? Quản gia đi cùng. Anh bảo với em luôn.
Gặp Crazy nãy giờ đứng đợi. Đi đi, đi em biết trước em luôn rồi. Rồi đi ra ngoài luôn. Nói chung là mấy thanh niên này nó cái chỗ làm việc của nó cũng cẩn thận mà. Đi biết trước luôn rồi. À, buồn quá. Kia. Đường đường đang trong kia. Trong kia anh. Ai? Trong kia với cái ông già đó, tôi không muốn tôi quên tay nó đâu. Quái gì chứ, anh bị điên hả? Anh để cho một con bé 6 tuổi nó giết ba con sói. Nói ba con sói. Nó vẫn là 6 tuổi. Má cái liền hả, anh cứ được pháp vậy. Luật pháp. Nó nhỏ nhưng mà nó 6 tuổi. Nó vẫn có 6 tuổi, anh ạ. Nó là 6 tuổi. Anh đang là một con sói. Tuổi thật của đường là 14. 6 tuổi. Anh kêu cái quạt cái mèo của anh là gì? 6 tuổi. Anh tin người ta cắt cái sợi cho nó. Anh tin đi đâu rồi, anh tin tao đi. Kế hoạch của tiếp theo của anh là gì? Chúng ta phải lẫn rồi trong đó, chúng ta không có vé đi vào trong. Tên của anh già đã đang sát tiếp thôi đấy. Anh muốn ăn cái gì? Mẹ, không sao, đi thôi. Xin lỗi anh quản gia. Khoan khoan đã, anh quản gia ơi. Tôi đau bụng quá. Không biết nhà vệ sinh đâu nhỉ? Nhà vệ sinh. Tôi có thể dẫn anh đi nhà vệ sinh. Cảm ơn anh. Ấy anh. Anh cả phiền nói với thanh niên bố. Anh cả phiền đi nốt hành lang này ra ngoài nha. Ok đã. Ok, rồi dẫn đi vệ sinh. Thanh niên bố một mình. Thế mà xung quanh vẫn có một vài diễn viên đi lại. Vệ sinh nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh nhớ một số. Chúng rất là không có gì đáng nghi. Chúng rất là không có gì đáng nghi. ở trên đường đi ai đã ở trên đường đi nhà vệ sinh á, có thấy cái ông nào mà kiểu trông kiểu diễn viên nổi tiếng không? Rồi có. Kiểu, mọi người đó bạn đeo cái bảng tên trên ngực không? Bảng tên không, cái mặt ông là cái bảng tên rồi. Nói chung là biết ông đấy. Có đi mà vào trong đó thì kiểu không có gì để nghi đâu nhé mọi người. Quan xem cô có tạp chí hay cái gì. Rồi rồi anh cho mày một rổ lựa chọn nhân viên lau vệ sinh rồi nhân viên bố bát ấy rồi nhà cụ người nhà công nào mày muốn hitman đứa nào? Nào em có hitman đâu, em chỉ ghi nhớ thôi. À rồi. Người tả người bố đi, em không có gì để nghe đâu nhé. Em đi nhớ người nhà công thôi. Không có gì để nghe lát, đâu nha. Lát giả làm vệ sĩ của người nhà công xong đi vào. Ok, có nghĩa đi vệ sinh xong rồi không ra khỏi vệ sinh nữa mà người khác ra khỏi vệ sinh. Ê, thằng quản gia này dắt mình đi mà làm cái gì? Mà nó đâu có dắt vào tận nhà vệ sinh. Nó đứng ngoài nhà vệ sinh. Nó đứng ngoài nhà vệ sinh, đứng đợi. Nó đứng ngoài nhà vệ sinh mà. Reggie cũng, cái người đàn ông vừa bước ra, Reggie cũng bước ra luôn. Giả bộ là đứng kế bên rửa tay. Ok, rồi sao? Đã disguise self rồi bước ra đúng không? Hay thế nào? Ở đâu, disguise self nãy giờ mà. Thế mà có biến thành người khác không? Hay là vẫn giữ cái anh nghệ sĩ áo đen, da đen á? Vẫn giữ, không, biến thành người khác. Biến thành một anh bạn tay lông, tóc vàng. Biến thành thì phải dùng một spell lần nữa đấy nhá. Nữa. Không phải biến liên tục đâu. Thế thôi em không biết đâu. Thế thôi em không biết. Thế thì cũng có thể là bỏ cái biến đi thì thành người thật. Nhưng mà bị lộ đó. Người ta bị lộ. Sợ lắm. Sợ là ông bộ gia ông biết mình tử hôm đấy. Rồi. Chứ không thế biến giờ thì sao? Người ta vẫn nhận ra mà. Hôm qua mới đấm nhau với người ta xong. Bây giờ lòi mặt thật đây còn giống nhà vệ sinh nữa thì ông nghĩ nó làm cái gì không? Người ta không thấy mặt mình, không mấy con sói thấy thôi. Mấy con sói đâu? Hồi nãy lại VC số 9 thật à? Hồi nãy quản gia hỏi là tôi đã gặp cô ở đâu rồi, tức là nó thấy rồi. Kệ đi. Nó thấy rồi. Mình nói chung là trở về dạng bình thường rồi, bước ra. Rồi. Rồi sao? Kế bơ cái người đàn ông. Rồi sao đi đâu? Đó ra được rồi đó. Cái ông nãy mà vừa bước ra là ông không nói gì. Lan cho anh, nếu mà em muốn để bớt bị để ý, lan cho anh cái stealth. Rồi, kiểu stealth nói chung rồi. Là nấp nấp sau người đi trước. Ok, 17. Rồi, boom. Luôn rồi. Gì đây? Lan stealth, mày dùng stealth không? Thunder Wave. Nhầm, không phải đâu, là tôi mà. Okay. Rồi. Mày quá. Bao nhiêu? Sao anh đã đổi nhạc rồi? Rồi, bao nhiêu? Tất cả mình. Bao nhiêu?
17. À rồi, 17 rồi. Không thấy. Sao lại lỡ nhạc rồi vậy? Đừng. Trong lúc đó thì đi ra. Aris ở ngoài cố gắng tìm theo đường cống ngầm để chui vào trong nhà. Có cần phải roll investigation. Chui cống luôn á, trời ơi. Được rồi, thế thì hai thanh niên ở trong giáp hát đang làm gì? À, em đang đi xung quanh, em không có gì đâu nha. Mày ngó ngắm nghía xung quanh. Ngắm nữa gì? Rồi. Kiểu nhìn mà nhìn kỹ, nhìn từng người. Có những cái nhiều người đúng không? Từng cái mặt. Nhìn xem có cái gì đó, tìm điểm chung hoặc là cái gì đó. Rồi. Tìm xem có cô đi lạc không? Không có rồi. Rồi, lan cho anh perception. Thanh niên crazy thì làm gì trong rạp? Crazy thì vẫn cảnh giác. Chắc chắn là mình đã cắt mặt được cái tên quản gia kia. Rồi. Và mình sẽ kiểm tra xung quanh kiểu coi nó có gì đáng ngờ không. Leo không thấy cô đi lạc. Có cái điểm gì đó nó kỳ dị trong cái... Crazy có thể đi thấy là mọi người trong rạp thì ít ai ấn mảng đến một cái khu vực trên tầng. Ít ai bén mảng một khu vực trên tầng. Khu văn phòng. Em quyết định là kiếm đường leo lên trên đó. Đây là Crazy mà, phải leo đâu ba. Ủa? Là em hay là Crazy? Crazy thì nhìn xung quanh để ý mọi thứ, nói chung là cả hai thấy. Ít người bén mảng khu vực trên tầng. Rồi, không thấy cô đi lạc. Em nghĩ lên cao sẽ nhìn được bao quát hơn, sẽ kiếm thấy được một cái gì đó. Rồi, khi bắt đầu lên... Crazy thì vẫn ở dưới trong đám đông nếu mà lẫn trốn tầng quản gia. Thanh niên đi lên tầng lại, quay lại cái khu vực của văn phòng thì vệ sĩ hỏi, ủa, sao anh quay lại tìm đường à? Mẹ quên. Tôi bỏ quên vài thứ. Tôi bỏ quên cái mấy tờ vé trong đó rồi. Thì tôi có thể vào lấy không? Để tối nay mà tôi đi, tôi không có vé, tôi không vào được. Anh thêm mở cửa. Rồi, rồi. Thì anh đứng đây một chút. Thằng cảnh vệ bên kia, vào đi, tìm giúp. Chứ khi mà ông Thanos đi rồi là thường không cho người lạ vào phòng đâu. Phòng riêng của ông ấy, phòng văn phòng riêng của ông ấy. Cùng thanh niên ra bảo không thấy vé anh ơi. Chắc là anh để đâu đấy rồi. Em đang định là thằng kia đi vô, cái sao em tôi là để thằng này. Em dìm. Ok, ok. Em... Thôi the dead nữa. Rồi chắc chưa, thôi the dead nó. Để anh lăn. Để em suy nghĩ. Solo. Nó mà không chết nhá. Một vết hay đó, cái đầu bóng. Bình tĩnh bạn ơi, tôi đang bỏ cống vào, bạn cứ bình tĩnh. Investigation cống bao nhiêu? À, nếu không bảo. Ông đang là múa tôi đấy, ông đừng nghịch không? Khổ. 11, investigation cống 11. Rồi, cống này có vẻ đi một hồi lòng và lòng vào không thấy đâu. Ôi bạn ơi. Ông kia đang giết kia hả? Leo lên đây thì ta. Ê là em nói chuyện câu giờ đấy chưa? Câu giờ cho cái gì? Crazy vẫn đang dưới mà. Cho ông kia ông leo lên đây. Hả? Ông tầng 1 lên tầng 2. Hãy tìm cá. Crazy mà giờ mà lên tầng 2 là có khả năng cao quả gia thấy á. Quả gia không thấy được. Quả gia mới nghe trong toilet, nhìn ra đi. Nhưng mà tôi lên đó là chi? Anh phải tìm mấy cái nhạc heist meme. lên đây bây giờ vậy nè, anh có disguise đúng không? Thì lên đây á, anh giúp tôi để mấy xịt anh giúp tôi là hai quỷ này, rồi xong rồi anh cải trang hai thằng quỷ này, cái anh bắt tôi. Nghe này, tôi và cậu không có phép gì có hạ bọn chúng cho một đòn, cậu hiểu không? Tôi có tôi rồi chứ, tôi không hiểu được một thằng, chúng ta đánh một thằng thôi. Ok, cũng được, rồi, lên. Đi, lên. Lên. Hải Đường 6 tuổi mới đi, mà thấy mất trái giật sao ạ? Sao vậy? Lên chưa, ông này lên chưa ta? Sao vậy? Tại sao tiếp lại lên đây? Tôi không muốn giết người đâu. Bài làm gì? Ai đã đổi nhạc meme đi mọi người? Đổi rồi đấy. Nè, nha, đường thấy nha, không phải là do tôi nha, cái lão này bị làm sao á. Rồi, kế hoạch là gì? Gặp anh bạn kia lên, đúng không? Cáo quay qua, thằng kia đấy nhìn vô phòng đúng không anh? Ừ. Tôi là dead, đóng nó vô tường, chói, nó vô tường. Thu the dead, ok. Bao nhiêu đam? Để anh tí. Rồi mình như là 2D12.
2d8, nó chưa mất máu thì mới 2d8 thôi. Ok, giờ 2d8. Trời ơi, 9 đam. Bao nhiêu? 9. 9 đam. 9 đam. có yếu tố sập bờ ra. Rồi, nó ngoèo. Ồ, con hit KO luôn. Rồi, con tới con lại sao? Rồi, thằng còn lại... thằng còn lại... Rồi, tôi... Tôi đẹp là chói luôn anh. Không, Toll the Dead là tạo ra tiếng chuông tử thần. Tử thần là tiếng chuông rồi, thằng kia nó chạy ra đúng không? Không, tiếng chuông tử thần, thằng kia nghe có một cái thằng... Có một người nghe thôi. Một người nghe thôi. Vậy thì thằng kia nó bước ngay chưa? Chưa. Chưa. Em với... Em với ông Crazy mở cửa đi vô. Em phóng cho ông cái infestation để làm nó success rồi. Làm cái gì vậy? Bộ lần vậy. Trong nó bắn chết mẹ luôn. Rồi cho bạn không chết mẹ rồi có việc. 20. 20 luôn. 20 là 22 đấy mấy? Không, lăn à, nát 20 rồi hả? Dạ đúng rồi. Nát 20 thì lăn 2 lần đam. Đam crossbow là bao nhiêu? D8 đúng không? Lăn 2D8 cộng với dex. 1D8 vậy luôn. Lăn 2D8 cộng dex. Cộng dex của em là cộng 3 thôi. Lăn được một đam đầu tiên là 7 cộng với cái 1D8 tiếp theo là 5. 7 với 5 là 12. Rồi ngoẻo. 3 nữa 15. Rồi ngoẻo. Yes. Hitman. Chết rồi nữa. Okay. Ê, lăn gì? Rồi. Ở đây là đội thám tử với đội sát thủ. Thế cứ không là hắn. Hắn còn đeo tùm lum luôn. Không. Trời ơi. Đeo sát thủ. Có một thằng đang chơi cống, một thằng đứa đang cầm trống đi theo ông kia. Xong hai thằng không quay mất cả. Ray đi ra ngoài. Ray đi ra ngoài cầm sử dụng mấy hang. Cầm chân cái xác cái thằng kia kéo vô. Rồi vậy chúng ta phải thủ tiêu hai cái xác nhỉ. Ê mấy kiểu nó sạch đâu mà biết cái cảnh mà kéo vô vào không? Đánh cái ok, kéo vô văn phòng của ông kia không quay vào. Ông kia đi đúng không? Phát cái phòng lại. Xong rồi quay qua nói cười đấy. Ê giờ tính sao? Bây giờ thủ tiêu ơi. Tôi thấy cái bàn kia kìa, tôi thấy cái bàn làm việc của ông. Anh đứng đây anh cắt. Tôi ra tôi lục tung cái kia lên. Em sẽ dùng quá. Chắc. Để tôi coi xem tôi có cái phép nào thủ tiêu hai cái xác trong một đốt nhạc không? Không phải bốt hai cái xác rồi cháy. Đốt này cháy luôn á. Kiểu có axit đồ gì không? Rồi xong không có axit. À, tôi có axit splash hồi nãy tôi. Rồi mày chưa bỏ infestation mẹ mới cắt rồi không được. Thôi ghê nha. Đốt lên. Còn cái anh ơi, vậy mình thay cái chiêu tóc bằng cái giấy không? Tại vì không có xài, chưa xài tới á. Không. Vậy thôi em sẽ cắt. Ê, quy thời em lum kiểu cắt lên là chứ thấy cái xác nó teo lại luôn. Ok. không teo hết. Hả? À? Không teo hết, nhưng mà nó da bọc xương hơn tí. Nhưng mà kiểu cuộn lại xong tắm mới vô tủ được đúng không? Mày không cần phải cast cái đấy để tống nó vô tủ. Tống vô tủ. Tống vô tủ. Chỉ cần tống vô tủ thôi mà. Ok, rồi, flavor, anh không hỏi, rồi, Wizard and Bloom, tổng nó vô tủ. Mất một skill slot. Rồi, anh cột hai thằng này lại, anh buộc làm sao mà cho nó thành một cái cục giống vậy nè. Bây giờ mình nhét nó vào tủ đi. Có bị bỡn không? Tôi làm như vậy thì anh xử lý vết máu đi, tôi không biết. Sau vụ này tôi sẽ bắt ăn. Crazy mở tủ ra đang vo vo mấy xác. Thầy có vẻ anh chọn cái đống máu này nào thì thầy có vẻ cái tủ này nó không nông như ở ngoài nhìn mà nó là một cái lối đi bí mật. Oh my god, chúng ta không cần giết người để thấy cái đấy. Chúng ta đi đường vòng hoành tráng hơn. Chứ mấy hai thằng đúng không? Mỗi thằng tôi cưới này. Nhà vệ sinh của mấy tầng này đâu? Ở ngoài. Giờ bỏ hai cái xác nó vô. Hả? Ở ngoài hả? Nhà vệ sinh ở ngoài. Bây giờ nó giống bộ xương khô rồi đúng không? Kiểu đảo cụ á. Rồi. Sẵn gấp ạ. Ok, tôi với anh mỗi thằng cái vác ra kiểu ai hỏi thì đạo cụ. Ê, trước khi lấy đồ của nó mặc vào cái đã. Xàm đúng không? Bỏ đi đừng nữa đi. Tôi nghĩ này, Razy kiểm tra mấy cái tủ coi nó có cái mấy cái băng bó không?
không Leo lấy Leo lột đồ chúng nó ra xong mặc vào xong rồi mặc đồ chủ mình cho chúng nó. Ok ok đây xin cũng mặc đồ của nó nhưng mà đồ của anh thì ăn không có vứt. Rồi gặp ông quản gia rồi nói thì sao, tự nhiên thấy cái xác cái chân cái chuồng mà đậu cũ em với cái không bỏ. Rồi được rồi, anh sẽ cắt cảnh của hai người. Nity, Eris ở ngoài có làm gì khác không? Nói chung là việc dùng tìm cống có vẻ không dụng, không có tác dụng lắm. Ok, thế thì bây giờ tìm cống không thành công thì chạy ra cửa. Rồi. Persuasion để bảo là vào tìm con. Persuasion bao nhiêu? 17. Rồi. Tìm ai? Cái đi. Ok, thấy chung bạn nhà, xong nó bước vào, tìm đến chỗ của. Vừa vào thì anh nhìn thấy hiện là hai đứa thấy quản gia. Hả? Cậu bạn của anh ra chưa? Hả? Cái ông bố của đường với cả cái tay vệ sĩ da đen cao to đen hôi ấy. Tức là tôi gặp ông quản gia ấy hả? Ông quản gia. Dạ chưa, tôi đang vào tìm họ đây mà. Thế là họ chắc lạc đâu đấy cái sông đây. Ôi, rồi. Bài à, thế thì bây giờ để tôi đi tìm họ nha. Rồi, để tôi đi cùng anh. Trong nhà hát là không được đi lung tung đâu. Không sao. Cái độ đấy đầu óc nó cứ ngáo ngơ kiểu gì ấy, chắc là do học hành nhiều quá, nhầm đường là cái chuyện bình thường, chỉ có cái đường là cái đứa minh bạch nhất thôi. May mà đường nó không hưởng được gì từ bố nó. Và hai người đi tìm Making a Witch đường Hải Đường. Hải okay. Đường đang vừa đi mắt vừa giật tịch 10 phút rồi. Kiếm thì đấy nó không ổn. Ok, lúc đi cùng với cả cái lão đó thì rồi đi. Aris đi chậm lại một chút, chậm. Xong cái cát invisibility. Rồi, anh sẽ tạo dừng ở đây. Sao chúng ta không phải hình từ đầu? Công cảnh quá. Không cảnh. Đây là Aris. Rồi. Anh sẽ quay lại với Hải được. Con người bình thường. Hải Đường đi theo ông Kristen Thanos vào khu vực có vẻ là riêng tư hơn của những cái người diễn chính. Khi vào phòng, mọi người thấy một vài diễn viên có vẻ là ăn mặc là lịch sự trang trọng. Có vài người đang ở trong phòng trang điểm, mọi người thì đang đọc lại các cái sớ, những cái lời thoại của họ để chuẩn bị cho buổi diễn buổi tối này. Tương thấy ngồi trong một góc của cái phòng trang điểm là Cordelia. Ông Kristen Thanos đây là nơi mà những diễn viên nổi tiếng đang tập nốt những cái màn diễn của họ trong buổi diễn tối nay. Tất nhiên mọi người đều nhớ hết rồi, nhưng mà chúng ta là những perfectionist, những người luôn luôn đưa đến những cái màn diễn tuyệt vời nhất cho những khán giả sộp. Vậy nên chúng ta luôn luôn phải làm đúng nhiệm vụ của mình. Nào, nó thấy ở đây cô nữ chính một đang nói về đang tập những cái này với anh nữ chính anh nam chính hai. Nhìn thấy không, đây là nghệ thuật opera, là một nghệ thuật mà không phải ai, không phải giọng ai cũng có thể đạt. Nhưng đương nhiên là việc gõ trống thì nó hơi khó hơn một chút để lên sân khấu, nhưng mà với tài năng của ta, với tài viết kịch của ta, đương nhiên là sẽ có những vở kịch cho được tài năng của cháu lên ngôi. Được rồi, kiểu rất là hứng thú, kiểu chắc là mắt nhưng mà kiểu nhìn mọi người mắt kiểu rất là tò mò, kiểu wow mọi người làm gì dở chứ hay dở các thứ. Đừng cho em cái perception. Cuối cùng mồm em ngừng cười. Perception. Chủ đã đổi genre quay lại trinh thám. Thay vì 18. Thay vì 18 gì nhỉ? Bao nhiêu? 18 ạ. Đừng nhìn thấy những cái người đang trong quá trình trang điểm. Có vẻ là mặt của những người gì đấy hơi trắng bạch. Còn cái đội trang điểm thì đang đánh hồng thêm. Những cái người này thì có vẻ như là khi mà chuẩn bị sẵn sàng thì có hay đeo mặt nạ, kiểu cái mặt nạ sân khấu, mặt nạ diễn kịch ấy. Lúc này thì cái ông kia có đang để ý đường làm gì không? Ông kiểu có nhìn chằm chằm không? Ông ấy đang lo bên khác.
ông đang nói chuyện với một vài cái diễn viên chính. Ừ, mọi người xung quanh có để ý Đường đến thế không? Sẽ có một hai người để ý. Ở trong phòng này khoảng do gần chục người, 8 người. Ok. Chắc là Đường sẽ đứng kiểu giả vờ kiểu đang hơi ngại ngùng á, Đường sẽ giả vờ đứng nép vào người của ông ấy. Xong rồi chắc ông ấy sẽ mặc mấy cái đồ có tà áo dài một xíu, đúng không ơi? Đó. Rồi. Ông Đường sẽ đây cũng là xì bùa cast một cái. Clairvoyance. Đấy, nói chung là cái camera dính vào lưng của ông ấy để bật chế độ nghe. Cho mình cái stealth. Nếu mà muốn cast thì phải stealth. Rồi xong, nếu mà không stealth được ăn đòn này. Má ơi, stealth 1 16 á. Oh nice. Rồi, camera đã được gắn. Đó, xong rồi Đường gắn ở đấy. Ông người Đường sẽ kiểu vì tay người ta mình đang để ở vạt áo người ta mà mình phải kiểu ra vào giật một tí. Cháu được đi hỏi hết mấy cô chú trong này đúng không ạ? Được, nhưng mà cũng nên hỏi là xem họ có phiền không nhỉ? Dạ, có người không? Có những người nghệ sĩ trước khi diễn là họ phải tĩnh tâm, nó nên tôn trọng điều đó. Dạ. Đường sẽ giả vờ chạy đến một hai người trước, một hai nữ chính một, nữ chính hai gì đấy. Xong rồi kiểu giả vờ đứng ngó xem người ta làm gì chứ hỏi vội. Xong rồi sau khi chạy qua một vài người rồi thì bắt đầu chạy đến chỗ của cô đi lạc. Xong rồi kiểu sẽ kiểu quyết ra kiểu nói nhỏ thôi, lúc này không nói to nữa. Chào cô, cháu là Sidio, cháu muốn nói chuyện với con Sid không ạ? Cháu cháu muốn hỏi thêm, tôi phải giọng to hơn rồi. Cháu muốn hỏi thêm một xíu về nhạc kịch. Cháu định hỏi mấy cô chú kia nhưng mà nhìn mấy cô chú bận quá cháu sợ. Thực ra cô cũng không có nhiều kinh nghiệm đâu. Cháu có thể hỏi cháu nhìn như vậy là có ý gì? Cháu hâm mộ cô lắm, cháu sẽ hỏi cô một xíu đâu không, mấy người kia giỏi quá cháu không dám hỏi. Rồi, cháu có thể hỏi một chút, cô cũng đang hơi bận. Cô đang hơi bận, để em nghĩ một xíu hết. Cái detector anh, khi mà em dùng cái đấy thì em có vừa hỏi với suy nghĩ của em vừa dùng được không mà em chỉ nghe được suy nghĩ người ta thôi. Em vẫn phải cast cái spell đấy, muốn cast xong cái phòng này thì lại phải stealth phát nữa, trốn vào đâu lấy stealth. Đừng nào, chúng ta ở trong góc phòng mà. Muốn sợ hãi quá, em sẽ phải suy nghĩ về việc này. Được rồi, đừng xét kiểu không cắt cục thế. Nào, chúng ta tài ăn nói lên, chúng ta đừng đặt niềm tin vào Gacha nữa. Đấy, bắt đầu chạy đến người bên cạnh, xong rồi kiểu giả vờ nhìn vào cái kịch bản vở kịch à. Đấy, mọi người nói chuyện một vâng cô vài hồi về việc cô làm nghề lúc trưa này kia. Xong rồi hỏi tiếp là cô có từng bao giờ diễn một vở kịch mà trong đó có một anh người yêu dành hết thời gian, tâm huyết, dành hết sức khỏe và tính mạng của mình để đi tìm một cô người yêu đang mất tích không? Cô đang tìm lời đường sau đường nghe thấy giọng. Thanos. Đây rồi, Đường. Cháu có thể đánh một ít trống cho mọi người nghe không? Chú cứ nói chuyện với vài người, cứ bảo là họ đang muốn chiêm ngưỡng tài năng của cháu. Dạ vâng. Xong rồi Đường sẽ quay ra nhìn vào cô đi lạc, nói kiểu vậy nhá, có cái gì cô kể với cháu sau nha. Xong rồi kiểu nháy mắt một cái, xong rồi mới đi ở đâu khác. Đó, xong rồi chắc là nhấp như thường lệ, Trường sẽ ngồi ở giữa đánh những bài trống dân gian quê hương mình, các thứ. Anh sẽ nói thêm với cả từ cái đoạn mà nói chuyện với cô kia, vẫn lấy cái perception cũ của em, thì em thấy là Cordelia có vẻ là đang ngồi trang điểm cho bản thân mình, da mặt cô hơi bình thường, có vẻ có cái gì đấy không quá tự tin, kiểu biết là nên làm gì, kiểu ngồi suy nghĩ, kiểu lạc trong suy nghĩ. Như vậy. Khi mà hát xong, đánh trống xong, theo nhạc, người kia cũng có một số người cũng biết nhạc cụ, người hát theo hòa bài nhạc rất là thầm thúy. Đợi em xíu, okay. Em đang suy nghĩ một vài cái tweet của em. Liệu cái gì nhỉ? Trong song press thì chắc là không mấy đâu. Cái Bardic Inspiration của em có tác động lên NPC không? Kiểu để người ta được có một cái sự suy nghĩ đó. Thì vì em đang đánh đàn mà, em sẽ kiểu âm thầm kiểu ứng vào là xì bùa, xong rồi Bardic Inspiration lên cái cô đi lạc đang ngồi trong góc. Ok. Mang theo một cái giai điệu gì đấy có vẻ là nhắc đến cái mối tình cũ. Giai điệu gì đấy em không biết, nhưng mà nó sẽ là giai điệu gì đấy. Một cục các thứ. Oh no. Ok. Đến lúc sau đánh, anh sẽ một phát quay lại các thanh niên bắt đầu lần kia âm tính. Rồi, hai thanh niên ở trong phòng văn phòng của ông kia và thấy mở cái tủ ra thấy có đi sâu
ở trong có vẻ là chỗ bí mật. Còn thanh niên tàng hình làm gì? Thanh niên tàng hình quan sát xung quanh. Rồi, chung là không thấy cô Delia, cô đi lạc. Thấy mọi người cũng có vẻ rẽn không lên tầng trên. Ông quản gia thì đi lùng sục xong một lúc thì càng có vẻ là khó chịu hơn và bực mình hơn. Ok, thế thì sẽ đi đến cái chỗ không có ai ở. Rồi, tự nhiên hai người đang ở trong phòng somehow, anh sẽ tua này một tí, thấy cửa mở ra, không có ai ở đấy. Đấy là thanh niên tàng hình. Nó. Đóng cửa rồi. Cái tủ đồ này là đường, có vẻ là một cái đường bí mật chứ không phải là cái tủ đồ thật. Rồi là cái Aris khi vào cái phòng này thì cũng thấy là phòng trang trí khá đẹp, có hai cái xác và có vẻ như là phòng của cái ông Thanos kia, văn phòng của ông Thanos kia, cửa sổ các thứ đóng kín ở bên ngoài. Kéo kín ra. Tại sao có hai cái xác đây? Đừng hỏi tôi tại sao có hai cái xác ở đây chứ. Nghe này, tôi thường phải thủ tiêu hai cái xác này. Cậu biết đấy, đây là văn phòng của Thanos. Thì bọn ông ta quay lại đây. Anh rút hai cái mũi tên ra, alo, ê. Rút rồi. Rút chưa? Rút rồi đúng không? Rồi anh bạn kia có cái phép hả? Nào? Anh bạn kia có cái phép nào mà bốc hơi được hai cái xác này không? Biến mất á, nó teo lại còn nhìn nè. Tôi không biết, nó biến mất. Lấy cái rèm mà che lại. Không được, người ta sẽ quay lại đây không hiểu không? Luôn. Anh có cái phép nào acid gì không? Không có, chỉ có đốt thôi. Xa khô rồi đốt thì đốt. Đó đấy. Chưa cách dập được lửa không anh? Không. Acid đâu? Chúng ta có cả một cái hầm. Phải đúng rồi, chúng ta đi phép rồi. Đi. Bây giờ đi theo cái hầm này. Ừ, đấy rồi. Đấy, nhưng mà kiếm những cái mô đồ cái đó. Kiếm những cái mô đồ. Bây giờ này, khoan bà Tấn, bây giờ này. Tôi tung đồ xu. Ai mà trúng thì xử lý xác. Hai người còn lại đi vô hầm, hiểu không? Không, bây giờ cho cái anh Invincible này xử lý cái xác đi. Chúng ta đi. Bây giờ tôi bê cái xác nó bay ở trước cái giảm hát là hay là như thế nào? Hoặc là bây giờ anh bạn vẫn còn Invincible. Tôi với anh này, cái này nhìn nó cũng giống cái đạo cụ. Tôi cũng mặc đồ lính cạch à. Tôi sẽ nói cái xác này đi. Chắc ông ở nhà ông nhìn thấy ông không biết đâu. Rồi xong rồi tôi bán cái xác này đi, rồi xong rồi tôi thủ tiêu, xong rồi tôi quay lại đây. Tôi không Tại sao cái thằng Invi thì không đi tìm thông tin mà lại phải bắt ngồi một chỗ hai thằng có hình có dạng thì lại đi lòng vòng? Thì bây giờ tôi có một kế hoạch như vậy thì nó ok hơn. Mà ông đã xem cái hầm bí mật kia có gì chưa? Thôi hai ông nhiều quá, thôi để tôi xử lý xác cho. Bây giờ tôi bảo hai cái xác này thì như này, tôi mặc cái áo choàng, tôi sẽ ôm ở trong người là hai cái xác là của Invi, bê đi cùng tôi. Giờ này, khoan, tấn bây giờ này. Racy tìm xung quanh cái phòng đó, nó có một cái thùng giấy nữa, thùng cà tông á. Có. Luôn. Có măng thiệt. Có. Rồi thì bỏ sấy vô cái thùng cà tông này như viên giao hàng thôi. Ê không, hay là bây giờ mình mặc đồ lính canh mà mình đi ra ngoài mình mặc đồ của mình cho nó đúng không? Thì ông kia ông hỏi thì mình kêu là hai cái thằng này nó là gián điệp đúng không? Để nó đi lên phòng. Rồi anh sẽ căn mọi người một tí. Kế hoạch mọi người là cái gì? Mọi người định làm gì? Bây giờ đang muốn Invi đến để tìm đến cái chỗ của lão đạo diễn á. Tìm như thế nào? Bây giờ có cái hầm bí mật đó. Mọi người làm gì với hầm bí mật? Nhưng mà bây giờ là có ba người ở đây đúng không? Aris thì đang muốn điều tra cái hầm đấy xem nó có cái gì trong đó. Hai người còn lại đang muốn gì? Bây giờ mình dán hai cái xác đi vô, mình quăng ở giữa hầm á. Crazy muốn thủ tiêu cái xác trước, hoặc là ức ra cũng phải giấu rồi mới đi được. Ừ, cái cũng muốn vậy nhưng mà... Ê, hay là giờ vậy đi, đơn giản lắm. Cái hầm ở đâu ai vô đúng không? Dán hai cái xác dục đó, xong mình đi vô, giữa hầm. Đâu ai vô đâu, cái hầm tối mà lo gì? Bảo thế từ đâu mà ông cứ muốn đâu, ông có bảo thế từ đâu đâu, ông có bảo thế từ đâu đâu, ông nào bảo ấy, ông nào
bảo là nhét vào trong cái tủ đi, cứ bảo đòi bê đi đâu. Nhưng mà không như nó bảo bê đi, tôi bày kế cho mày đi. Tủ là cái hàm. Ừ thì cái tủ là cái hàm. Bồm cửa mở, quản gia đi vào. Sao lại có tiếng cãi nhau trong này? Anh quay nha, hai thằng này nó là gián điệp mà em mới cắt cho nó. Em mới bắn chết nó. Này, Ivy. Bảo vệ. Bảo vệ. Em đây này, để em đây. Ivy cái quản gia là Ivy lần nó đang sau lưng đi ra ngoài. Rồi. Ủa sao? Ui hai thằng này nhá. Một thằng cầm nỏ và lao vào cái đồ đẳng em bẻ cổ nó chết. Đúng rồi. Anh phải thấy ngày hai thằng này nó đấm bọn em như thế nào. Mọi người định giải quyết bằng cách nói chuyện. Đúng rồi. Lăn cho anh một cái deception. Chết mẹ. Ủa deception chứ phải persuasion à? Deception. Chết mẹ, deception chưa mò. Mình không mấy. Không cả lăn được cao đấy. Cúng luôn đi. 17. Niệm ơi. À, ra là bọn mày. Rồi, thanh niên Invi có làm gì trong lúc này không? Đánh nó đi, bài đánh một nếu chọc cung què, đánh nó đi. Quá, dừng lại đi. Mấy nha nó mạnh lắm đi. Không đánh nó đi. Không bàn chuyện đang trong giữa cái này, mọi người nói chuyện với nhau thì ông này nghe. Anh à, hai cái xác này anh tính thì xử lý thì sao anh trai? Để em còn hay như này đi. Bây giờ thế này nhá. Hiện tại là quản gia đã nhìn thấy hai người đang nói dối rồi. Nhận ra hai người không phải là bảo vệ. Thanh niên đang tàng hình muốn làm gì? Thanh niên đang tàng hình bây giờ có thể giúp một người tàng hình, nhưng mà ông còn lại thì không được. Giúp tôi. Bây giờ hai ông tính xem ông nào tàng hình và ông nào còn lại tiếp tục đối thoại. Tôi rồi. Anh sẽ tóm gọn lại câu chuyện. Hải Đường ở bên trong khi mà sau khi là xong cái bài đấy, mọi người đều vỗ tay và gật đầu. Mà ông Christian Thomas, ông bảo có vẻ là mọi người đều thích tài năng, sẽ rất phù hợp để gia nhập vào đoàn diễn kịch. Và ông tất cả mọi người tiến gần lại phía Hải Đường. Ông cười, bám vào vai. Ông cười, nhe hàm răng trắng muốt, lộ hai cái nanh, cắn vào cổ Hải Đường. Không phản kháng gì được đấy. Em muốn làm gì? Em đã có cái trống hoặc em muốn phá cái trống mặt ông đấy rồi em tàng hình. Rồi, em có thể tàng hình. Em chạy đi thế nào? Rồi, chắc là em sẽ dòn dén. Em chạy ra phía cửa trước đã. Xong rồi đứng nấp ở một chỗ nào đấy. Và đứng gọn lại một góc để cho mấy ông bà ấy đi tìm. Nản ra! Ra là cũng phản kháng dữ nhỉ. Ai đó đứng được cửa rồi. Mọi người bắt đầu đi tìm. Ok, trong lúc đấy thì nhân lúc hỗn loạn thì em sẽ cho một cái Crown Madness lên đầu ông đấy. Cái tăng hình của em cần concentration. Vâng, thì tức là đến lúc mọi người đang không để ý nữa, em chạy một góc, xong em búng ra xỉ bởi em hiện ra em Crown Madness lên đầu ông kia. Ok, ông fail. Ông fail. Ông ấy sẽ phải tấn công người mà em chỉ định. Thì em sẽ chỉ định ông ấy tấn công hai thằng ở cửa, xong em chạy ra. Một lượt tấn công một lần. Yep, chứ tấn công rất là vồ vào, em nghe rằng là sẽ vồ một thằng ở cửa. Thì em nghĩ là sẽ có sự hỗn loạn bởi vì tự nhiên sếp mình cắn mình. Ok. Và em nhanh đi, em chạy ra ngoài. Lan cho anh một cái stealth. Tại vì hỗn loạn nhưng mà vẫn có nhiều người trong này. Em mua gì là phạt? 20 ạ, 20 ạ. Rồi, chạy ra được. Xong một lúc vẫn có người thấy em chạy ra nhưng mà bắt không kịp. Em sẽ chạy ra ngoài, chút. Xong rồi. Rồi, hết turn sau là ông ấy mất Crown Madness, ông ấy save được. Yep. Wow. Thì... bắn nó lại. Em tàng hình. Vẫn còn spell slot đúng không? Ba cái là bây giờ là hết rồi. Em tàng hình, em chạy thẳng ra ngoài. Rồi. Ok. Tàng hình vẫn có để lại tiếng động và dấu chân. Làm cho em cái stealth. Ở bên Rage. 20 tiếp anh ơi. Trời ơi. Úi giời. Tuyệt vời. Em đi ra ngoài. Chạy thẳng. Chạy qua chỗ văn phòng. Thấy thanh niên quản gia và ba thằng, hai thằng đứng sau. Mọi người đang bịp ông quản gia thấy đường chạy bên qua cửa. Đang tàng hình, không ai thấy hết. À không ai thấy. Rồi. À vậy. Rồi vậy mình rồi, Hải Đường thấy thế có làm gì không hay là tàng hình chạy tiếp? Em chạy, tạm biệt mọi người. Tạm biệt rồi, hai người bên ba người bên trong làm gì? Ông trong đó có đội nón. Lại đội nón. Lại câu chuyện đội nón. Trời ơi. Có đội nón không?
anh thấy rồi. Rồi sao? Bây giờ muộn đội nón thế nào? À, ok. Ông có đội nón không à? Không, không. Ở đâu, ở gần đó có cái show nào không? Có. Nghe tức mới nghe chụp cái show vô đầu ông. Xong kêu có một EPC. Lăn cho anh một cái athletics. Lăn cho anh một cái athletics. 19. Em cần thắng 22. Anh lăn được 19 thì xuất sắc. Cộng nữa. 19 khoai khoai, em còn hình như em chưa cộng cái mod vô. Cộng cái nào? 20 này. Ở lưỡi sư để một chút. Ở cái athletics của em. Analytics của em cộng 1 á, cho em cái lúc chơi, mẹ ơi, cái nào cũng không lần đâu. Bát đi, rồi. Bát cộng 1d6 đi. Ờ đúng rồi, 1d6. Bát 1d6 mà, bum. Ông mới là bát hả? 3, 19 cộng, 22 vẫn sử dụng. 22 hòa lại, lần lại. Lần lại hả? Ông còn 3 cái bát nữa cơ, ông cứ ăn cái gì? Thành niên quản gia được nát 20, cho tổng 23. Thôi tạm biệt. Thôi cảm ơn. Tạm biệt. Nên quản gia đập cái xô ra ngoài, cũng nhè nành. Cá có cái Expeditious Retreat đó anh. Ừ, cái đấy là dùng dash bằng bonus action được. Nhưng quản gia đang đứng giữa cửa. Phóng xuyên qua được không? Có thể đẩy ông ra, athletics. Aris đã tặng hình ở ngoài, ngồi xuống để ông đẩy nó dễ ngã ấy. Rồi, athletics advantage. Athletics advantage. Bao nhiêu? 20k. Ông ấy... À, được 8. Ngã. Nát 20 thôi. Chạy. Ê, Razi không quên là cầm cái xô đội lên đầu ổng nha. Ừ, cơ chạy. Em phóng thẳng ra ngoài để như một tia chớp. Chiu. Rồi, ra ngoài. Đẩy hết tất cả diễn viên các thứ ra. Chạy. Chạy. Như Crazy cũng chạy đúng không? Đúng rồi. Rồi, tất cả mọi người đã chạy ra ngoài. Và có vẻ là không bị đuổi nữa. Được rồi. Ừ rồi, tất cả mọi người chạy ra ngoài không bị đuổi nữa. Cách bây giờ cũng khá là muộn rồi, thì mình sẽ hỏi cách xử lý của mọi người từ bây giờ là như thế nào. Đường thì muốn chạy đến đồn cảnh sát và báo án. Nó là quái vật. Sẽ không báo là thì sao. Đây là Fantasy World. Khắp mọi nơi đều có quái vật. Đường sẽ không báo là có cô đi lạc, mà đường sẽ báo là đường vừa bị suýt vướng vào một vụ bắt cóc mưu hại âm mưu ma cà rồng các thứ. Ừ. Xong nếu không được thì đường sẽ thuê người viết bài đăng báo. Mọi người khác. Crazy muốn rủ bốn cả tổ đội đi mua nỏ xong đi sang bên cà rồng. Em muốn cắt Tidal Wave vô cái rạp hát. Tidal Wave không, á? Thành Tidal Wave nó không... Cắt xong rồi em bị truy nã. Và nó vỡ một phần cửa sổ. Chưa cắt nữa. Rồi. Chưa. Rồi em mới muốn thôi, em chưa cắt. Đây là tâm can của em nói chuyện với em. Hậu quả. Tôi phải đi báo công an. Rồi. Không gì nữa. Vậy anh sẽ miêu tả kết thúc chuyện nhé. Mọi người đi báo công an. Và có vẻ là công an gật đầu đồng ý. Nhưng mà về sau cũng không thấy quá nhiều điều tra liên quan đến việc này. Có khả năng có vẻ là các cái chính quyền ở nơi đây cũng ăn tiền của cái giáp hát đấy để làm việc suôn sẻ. Thế bọn mình như hai người đấy nhỉ? Mọi người còn ở lại thị trấn là bị truy nã về việc giết người, giết hai người. Còn cái bài báo thì sao ạ? Cái bài báo thì vẫn được đưa lên và có một số cái báo lá cải dám đăng, có một số cái báo ở các cái thành phố khác đăng được, nó không có quá nhiều sự quản lý của chính quyền ở thị trấn này. Và cũng có những cái lùm xùm, cũng có những cái dư luận nhất định. Nhưng rồi có vẻ là không ai làm gì. Vài tháng sau, những cái dư luận đấy mất dần đi. Và có vẻ là mọi người cũng không nghe gì từ cái anh Sirio hay là cô Sarah chủ quán. Không biết tung tích họ tên. Vậy là... Đã chết rồi đó. Còn một giết người diệt khẩu. Thì chắc như đã chết rồi. Chúng ta đã kết thúc quan trọng ở đây. Và những cái mạo hiểm giả của chúng ta có vẻ là đã thêm một chỗ trên bản đồ là không nên quay lại. Tuyệt vời. Hải đường cách lập cái nhóm này, Hải đường không bao giờ đi cùng cái nhóm này. Có một blacklist người không gặp mặt thì cũng... Ê mà quả giết cái thằng kia nhìn gọn gàng mà, nhìn như phim anh đông. Ơ mà, ê khoan đã, Ray-Z tính là lời được 3 GB. Ừ đúng rồi.
Rồi. Mình là khẳng 5 GP nè, giỏi em. Chúng ta không phá được vụ án, nhưng mà không nghe được thì chúng ta còn bị chi phá nữa. Má khổ sợ. Đúng không? Khác thì anh không có vấn đề gì nếu mọi người vẫn có một thời gian vui vẻ. Nó không phải là plot, nhưng nó là câu chuyện của chúng ta. Em kiểu tại sao nó lại là chuyện kinh trinh thám máu me có yếu tố kinh dị như này? Nó là kinh dị. Cái kinh dị này lạ quá. Đâu được, đi tổng kết lại nào. Hải Đường là gì, cô bé âm nhạc, Reggie 69 là Hitman, artist là Mario. Còn ông sau rồi nó thành câu chuyện vụ trộm thế kỷ không thành. Đi Leo là Hitman, Leo ngủ ông kia đi. Leo đâu để nhát kéo người kia chết luôn mà. Leo với Reggie siêu Hitman. Em ơi, kế hoạch ban đầu nó đẹp như mơ luôn á. Sao đòi nó tốt. Mà em cũng không ngờ nãy mà em bắn ông kia mà em né 20 xong hạ ông kia một phát luôn quá. Như phim hành động kiểu quả chạy trốn đúng kiểu. Quả trốn của đường mấy phát 20 căng mờ lờ. Kiểu bùm tao chạy. Đó rồi. Anh tưởng quả đấy là ngủ rồi. Em cũng tưởng em ngủ mày thôi. Từ lúc trước khi bảo là sẽ đột nhập vào cái đoàn đấy là em đã nhìn cái đúng spell của em. Sao nghĩ là không, crop mắt em mình dùng được. Kể cả ông kêu lên đấy thì crop mắt em mình dùng từ đặt con sói á. Nhưng mà nó tác dụng lên human noi thôi. Em chỉ đến bây giờ, em lúc đầu em chỉ tính là tốn hai spell đấy thôi. Em ra ngoài bị dính phát nữa thì em mới dùng cái tàng hình. Wait, crop mắt em dùng trên human noi thôi. Chỉ trên human noi thôi, không được trên sói. Nó ghi là human noi mà. Chứ không là em dùng từ đặt con sói á. Oh, interesting. Thôi, chúng ta đã chơi như vậy rồi, không vấn đề gì. Ông này không phải human noi. Yeah. Có thể là mọi người mà... cũng nghĩ thôi, không vấn đề gì. Nếu mà chơi kiểu cực kỳ kiểu mở sách đọc luật thì nó sẽ không ấy, nhưng mà nó cũng sẽ là cái luật, nó cũng chỉ là guideline để cái... anh có thể spoiler ông đấy là undead. Mắc gì nha lăng la ấy, em tưởng ơn mà cái bông mà bắt undead mà tên đó. Mắc cái đồng undead mà. Mắc cái gì trời ơi, Kindred quá trời đó, đúng cái mùi Kindred đó đấy, từ đầu cảm giác. Kindred đâu đâu ta. Bọn này bọn em bỏ hết hin luôn. Đến lúc đấy chắc cũng chưa ai biết là Margaron nữa. Thôi em biết từ cái đợt mà bắt đầu rồi nhỉ. Lúc mà anh tả đến cái đoạn mà bắt đầu trang điểm mặt trắng ấy. À rồi nha, cái mùi Kindred đâu đây ta. Anh đã hint the... có nhiều cái là Holy Water, cái bọn quỷ hút máu. Em thấy nó là con sói, đứa nó là werewolf. Trời ơi anh ơi, lúc mà anh bảo là có mấy con sói ập vào xong người em quen biết em, tưởng anh đưa Adriel vào đây cơ. Đúng rồi, cái chỗ Holy Water. Holy em tưởng anh đưa Adriel vào, có con sói trắng cơ. Đây em. Cái khúc mà nước thắng á, em tưởng là đi săn quỷ trong đùm chứ. Lấy thì tưởng là quỷ thật, anh không nghĩ là ấy thật. Lúc đấy là nghĩ là demon thôi á. Chứ không nghĩ là Macabong. Vâng. Đặt quả tên mặt trời mọc đi, xong rồi có cả Macabong nữa. Nghe từ cái tên. Bảo sao DM ok cái tên luôn. Ôi trời. Cá như là anh mệt bọn mày quá. Anh bảo mở cái tủ thấy cái hầm bọn mày. Thấy cái hầm. Sao kiểu tại sao mày không đi xuống hầm? Bọn mày cứ giấu xác. Đi xuống hầm mới gặp cái gì anh? Bọn mày sẽ thấy mấy cái quan tài chỗ bọn nó ngủ. Là cái ông đó. Là có hai bình nước thánh đó. Ông có biết cái ông không ổ, tính ra Reggie có hai bình nước thánh nữa ta. Lúc đó mình rải là xong rồi. Rồi đó. Cái thằng kia nó không phải là ma cà rồng, nó là con sói. Cũng là ma cà rồng. Nó chỉ nói chuyện với bọn sói thôi. Nó là ma cà rồng đuôi, vẫn là ma cà rồng mà. Ma cà rồng vẫn là ma cà rồng mà. Ừ. Cũng vẫn được mà, thoải mái. Nó nhe răng ra nó khè mọi người thấy. Khè. Chơi Vampire Masquerade thế nhiều lên. Cá hóa tự flash, cá bay mất trong một nút nhiên. Trời ơi. Chắc là chơi đêm là não mọi người bay hết rồi. Từ cái đoạn mà vào cái nhà hát đấy anh thấy não bay hết rồi. Cái vạch nhìn lên. Cái vạch kiểu nào. Đường sẽ vào, đường quay ra dặn nhá. Đây là bố, để đi xin học. Đây không phải đi đánh nhau. Xong mọi người vào xin chết hai người rồi đi sao.
Tôi không sao. Không sao hết. Thực ra là anh cũng không, anh chỉ plan cái plot chính thôi, chứ anh cũng không plan là cách giải quyết mọi người phải như thế nào cả. Nếu muốn gì chơi cho, nếu mà lăn được thì cho. Giết cả bảo vệ à? Rồi thằng này chết. Giết thằng bảo kia. Thằng này cũng chết rồi. Bọn này làm gì? Hai ông ơi, mất cả tiếng đồng hồ cơ, đòi giấu xác em. Ông nào cứ đòi giấu xác, ông nào ấy nha. Ủa, người ta đi đến nơi, người ta làm quen cả phòng, đánh xong một bài nhạc vẫn chưa giấu xác xong. Đang đánh giấu xác. Mình đi từ bên ngoài mà vẫn thấy hai ông đang giấu xác. Đâu ông này chui xuống cống, xong này ngoi lên, xong này mẹ nói chuyện rồi thì đi vào mẹ luôn. Ông vẫn đang giấu xác. Vẫn đang giấu xác, rồi lại còn bảo mình giấu xác đi luôn. Không hiểu. Đam mê. Nhưng mà nếu mà đang cosplay Hitman. Đam mê thật. Nếu mà mọi thứ theo đúng plot thì cô đi lạc lúc đấy có tỉnh được ra không anh? Chắc là phải đánh nhau ở bát cuối. Nghe có thể tìm biết vào lần sau. Cày quá. Mỗi lần sau anh chạy nữa hả? Không. Không chơi lại thôi bay. Lần này là không có phần 2 nữa rồi. Chơi lại dàn nhân vật khác thôi. anh phải để tên lên là không, những người không được ưu tiên. Những người không được ưu tiên không biết hẳn nha. Blacklist cho trinh thám 2.0. Blacklist trinh thám. Em nhớ cái đợt 9 tháng đầu tiên anh chơi, em chơi mẹ xuống xong rồi ông nào đúng chạy tán lọn, chạy bay mẹ hết. Lần 1, lần 2. Cái tổ đội này chơi kinh thám, cái sao xa thôi anh ạ, nó lạ lắm. Ê, những cái tổ đội này là cái tổ đội chơi cái game trinh thám kia luôn đúng không? Và tôi với cá này là chơi cái game mà với ai nữa nhỉ? Có trong đây không nhỉ? Cái game trinh thám mà có đấy. Trinh thám của đường á? Không, game trinh thám quán diện cơ. Cái game mà chúng ta chỉ vào để làm quen mọi người trong quán rượu ấy. Anh Thiện flashback. Chắc có lẽ anh Thiện không nên làm trinh thám. Blacklist. Blacklist. Ma đau bụng quá. Trời ơi cái game này rất mang giá trị giải trí. Hay. Hy vọng mọi người có thời gian vui vẻ. Anh đã có một thời gian vui. Mồm em cười đến giờ nó còn đang đau. Phần lớn là anh vừa cười vừa thế này. Em vừa cười em vừa đau não. Để mà giao thương. Đây là con đường Thiện vẽ ra, đây là các đường bạn đi. Hai đường kiểu mới là hướng công mà. Không, ta đi đường này. Tất cả mọi hướng trừ cái cốt truyện. Bắt buộc làm gì tất cả mọi hướng trừ cốt truyện đó. Không chỉ nha. Người kiểu, đây là cái tủ, nó có là cái hầm mọi người. Đấu xác chưa? Bây giờ phải đi đấu xác đã. Nó là một cái hầm rất sâu khoắm. Chứ đấu xác ở đâu bây giờ nhá? Cái bọn mình có chỗ nào không? Phải còn tranh cãi nhau xem giống như nào. Cứ nói tiêu hủy. Ăn xít thay nhau. Thôi nên chịu. Mới là đầu tiên. Thế bây giờ còn chửi nhau giấu xác như nào cơ. anh đợi cho thằng quản gia mãi không nghe thấy thôi. Thật sự đấy. Khiếp, mọi người vừa cười vừa tức ạ. Ok, em sẽ rút kinh nghiệm, em sẽ cầm axit, em sẽ cầm quái gì đó, cái hàng tiêu sát khi mọi người cùng Rezi số 19 này. Kiểu thậm chí con ông còn có phép biến ra đất ý. Úp mộ còn tình. Úp ra vào đây đi. Đời thông hay mộ. Không hoặc khỏi biến ra đất mà là điều khiển đất ở gần đấy.